Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 41. Tốc độ của nàng thật sự quá nhanh, cho nên thanh âm tựa hồ cũng điệp ra lại với nhau, mặc dù xuất ra 248 trưởng, nhưng thường nhân lại chỉ có thể nghe được một thanh âm mà thôi. Mà cùng lúc đó, Phong Phi Vân ngồi dưới đất, cũng không quay người, cũng đánh liền về phía sau 248 trưởng ấn, hóa giải lực lượng nàng đánh ra trong vô hình, trong thân thể linh khí không dứt, ngưng tụ ra một vật ấn khổng lồ màu vàng, đánh ngược về. Đạo lưu tinh yểu điệu kia nhảy dựng lên, tránh thoát khỏi đạo Phật ấn này, phiêu lạc đến trên một ngọn cổ mộc xa xa, đứng trên đỉnh phiến lá, hào quang trên người lập lòe, linh yên đan vào. Tất cả đều xảy ra trong tốc độ ánh sáng, chỉ có một ít lão giả đỉnh tiêm thấy rõ một ít bóng dáng, còn đám tu sĩ không đạt tới cảnh giới cự phách chỉ nhìn thấy một đạo lưu tinh rơi xuống, vây quanh Phật chung một vòng, sau đó liền lơ lửng trên đỉnh cổ thụ. Bóng người trên ngọn cây, dáng người vô cùng uyển chuyển. Có đạo đạo quang vũ từ trên người nàng giật tán ra. Phong Phi Vân bàn tay ẩn ẩn thấy đau, trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra người nổi danh quả thật khó đối phó, người vừa rồi ra tay cũng không phải cự phách bình thường có thể so sánh được. Con mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo kim sắc hào quang, nhìn lại ngọn cây, cười nói. Ngươi chính là Diệp Ti Loan sao? Thiên tri kiều nữ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, đệ tử đắc ý của Bạch Nguyệt Sứ Giả. Chỉ mới tu luyện 80 năm liền đạt tới cự phách chi cảnh, mặc dù vừa mới đột phá cự phách cảnh, nhưng một thân chiến lực lại không phải cự phách bình thường có thể so sánh được. Các hạ hẳn không phải là tán tu à. Diệp Ti Loan thanh âm rất đẹp, mang theo vài phần mát lạnh. Phong Phi Vân giật mình, đồng thời trong lòng Diệp Ti Loan lại càng thêm kinh ngạc, nàng vừa rồi vận chuyển bảo thuật giao thủ với Phong Phi Vân, cánh tay đau đớn như muốn nứt ra. Phảng phất 248 trưởng ấn vừa rồi đều đánh lên thần thiết vậy. Nàng vốn định xuất kỳ bất ý cứu lấy Liễu Duệ Hâm, lại đi đối phó Phong Phi Vân, cũng không sợ ném chuột vỡ bình, nhưng nàng không nghĩ đến tốc độ phản ứng của Phong Phi Vân lại nhanh đến dị thường, ngồi dưới đất giao thủ với nàng, trong mơ hồ tựa hồ còn nhanh hơn nàng một tia. Nàng tuyệt không tin, một tán tu có thể có chiến lực bực này. Ngân ngân, Phong Phi Vân tránh mà không đáp, nói. Chấn tiêu cổ kiếm mang đến không? Diệp Ti Loan dáng người uyển chuyển vô song, đứng trên ngọn cây, như tiên tử nhảy múa, vầng sáng chiếu vân không, nói. Chấn tiêu cổ kiếm chính là vô thượng bảo binh của bổn giao, không có khả năng cho ngươi. Đã như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Phong Phi Vân đứng lên, một tay bắt lấy cánh tay Liễu Duệ Hâm, tay kia nhấc thanh long đại trung cao 9 mét lên, muốn rời đi. Nàng tự nhiên không có khả năng đưa chấn tiêu cổ kiếm cho ngươi, đó là bởi vì giáo chủ đã truyền chấn tiêu cổ kiếm cho ta rồi. Một thanh âm lười nhác vang lên. Phong Phi Vân dừng bước, cảm nhận được một cổ kiếm ý phong tỏa thiên địa, cổ lực lượng này thập phần cường đại, khiến nhân tâm phải rung động. Một nam tử chừng 20 tuổi từ trên đường chân trời đi đến, ánh lửa chớp động, khiến bóng người tiêu sái của hắn kéo ra thật dài, lớn lên giống như một thanh kiếm vậy. Chậm rãi tới gần. Hắn mặc áo tơ trắng màu xanh, trường bào rủ xuống đất, tóc trên đầu cũng rơi lả tả rơi xuống, bay múa trong gió rét, ngũ quan trên mặt hơn phân nửa đều bị tóc che lấy, chỉ có bờ môi kia là còn có thể thấy được rõ ràng, ôm lấy có chút độ cong, chỉ há miệng nói chuyện thôi cũng đã có thể khiến cho tất cả nữ tử trong thiên hạ đều tim đập nhanh. Hắn trần trụi hai chân, lưng đeo cổ kiếm, lộ ra thập phần tiêu sái, từ trên người của hắn có thể trông thấy một loại khí chất vô câu vô thúc. Cũng chính vì phần vô câu vô thúc này, mới khiến cho kiếm quyết của hắn cũng thay đổi liên tục, cùng cảnh giới cơ hồ không ai có thể ngăn. Thấy được quân Tam Thiên đi đến, ngay cả Liễu Duệ Hâm trong mắt đẹp cũng chớp động lên kỳ sa cu, có thể nói, trong mắt tất cả nữ nhân Nhật Nguyệt Tiên Giáo, quân Tam Thiên tuyệt đối chính là Bạch Mã Vương Tử, giống như kiếm tiên dạo chơi nhân gian, đối với hắn có một loại sùng bái phát ra từ nội tâm. Ngoài trừ Diệp Ti Loan, Phong Phi Vân quay đầu. Ánh mắt ngưng tụ ở trên thân kiếm trên lưng quân Tam Thiên, cười nói. Người đưa kiếm đã đến rồi. Đưa kiếm, ngân ngân, tu vị ngươi ngược lại không tệ, nhưng còn không xứng để ta xuất kiếm, thả Duệ Hâm ra, sau đó tự phế tu vị, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Quân Tam Thiên dừng bước lại, trên người mang theo một cổ tự tin mãnh liệt, cổ tự tin này chính là nguồn gốc tín niệm khiến hắn bách chiến bất bại, mà không phải là tự đại mù quáng. Diệp Ti Loan không vui nói. Quân Tam Thiên, người đến đã muộn một bước, hắn là đối thủ của ta. Ngân ngân,
đáng tiếc hắn muốn chính là Trấn Tiêu cổ kiếm, mà không phải ngươi. Quân Tam Thiên cười vui cởi mở, lại có vài phần rét lạnh, nói. Vân Phi Thiên, nếu ngươi có thể bức ta xuất kiếm, ta liền giao Trấn Tiêu cổ kiếm cho ngươi. Diệp Ti Loan nói. Vân Phi Thiên, ngươi nếu có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta có thể giúp ngươi lấy Trấn Tiêu cổ kiếm trong tay Quân Tam Thiên. Tuy rằng Phong Phi Vân vừa rồi đánh lui nàng, nhưng nàng vẫn không biết Phong Phi Vân mạnh bao nhiêu, bởi vì nàng vừa rồi cũng không sử dụng toàn lực, nếu toàn lực ra tay, nàng tin tưởng mình có thể trong vòng 10 chiêu đánh bại Phong Phi Vân. Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan đều muốn giao thủ với Phong Phi Vân, đương nhiên đó cũng không phải nói bọn hắn nhìn chúng Phong Phi Vân cỡ nào, trên thực tế Phong Phi Vân trong mắt bọn họ cũng không coi vào đâu, có thể đánh bại dễ dàng. Rất nhiều người đều tại cảm thán sự cường thế của Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan, không hổ là hai vị tuyệt đại thiên kiêu, sau khi đột phá cự phách chi cảnh liền có xu thế nhất phi trùng thiên, tương lai trên bàn tiệc bá chủ thần tấn vương triều sẽ không thể thiếu được tên của bọn hắn. Cần gì phiền toái như vậy, hai người các ngươi cùng lên đi. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan đều hơi sững sờ, chợt liền không hề tranh chấp ai xuất thủ trước nữa. Người trước mắt này tựa hồ so với bọn hắn còn muốn ngạo khí hơn, phần tự tin tản mát ra trong lúc vô hình kia, không phải người bình thường có thể làm được. Liễu Duệ Hâm đối với Phong Phi Vân cũng không quá chán ghét, trợn trắng mắt nói với hắn. Ta nói đại thúc, người đến cùng có biết đứng trước mặt ngươi là ai không, đây chính là Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan, nếu ngươi có thể bức Quân Tam Thiên xuất kiếm, hoặc là tiếp được 10 chiêu của Diệp Ti Loan, lập tức liền có thể danh chấn thiên hạ. Sẽ có vô số thế lực lớn lôi kéo ngươi ngay. Đại thúc, Phong Phi Vân còn chưa từng bị người gọi như vậy, có chút không thích ứng, nhưng nghĩ đến dung mạo mình hiện giờ, một thiếu nữ gọi hắn một tiếng đại thúc quả thật cũng không sai. Một đám đạo tặc từ trong rừng cây đi ra, có lưng cõng búa, có dẫn theo đại chùy, có trên người quấn chiếu, một đạo tặc cánh tay to như thùng nước trong đó cười nói. Lão tử muốn nhất chiến danh chấn thiên hạ, cái kia. Diệp Ti Ti. Ta đến tiếp ngươi 10 chiêu, danh chấn thiên hạ thử xem. Một đạo tặc trên người quấn chiếu, tóc tai lộn xộn khác cũng cười nói. Quân tiểu tam, lão tử cũng muốn danh chấn thiên hạ, ta đến bức ngươi xuất kiếm. Bọn đạo tặc này đều rất hung hăng càn quấy, đối mặt với Diệp Ti Loan và Quân Tam Thiên vẫn bình tĩnh, còn trêu chọc bọn hắn là Diệp Ti Ti, quân tiểu tam. Rất nhiều người đều buồn cười, đám đạo tặc này thật sự quá hiếm thấy, đặt danh tự lung tung cho người khác. Có thể tưởng tượng, sau tối nay, tên hiệu Diệp Ti Ti và quân tiểu tam tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Dùng tu vị tâm cảnh của Diệp Ti Loan và quân tam thiên cũng bị chọc giận. Một vị tuổi trẻ tài tuấn Nhật Nguyệt Tiên giáo nói. Lâm sư huynh chính là bị bọn này đạo tặc này đánh chết, bọn hắn còn muốn cướp đoạt Duệ Hâm sư muội, chính là một đám cuồng nhân. Diệp Ti Loan đứng trên đỉnh cây, bạch quang sáng ngời, hạo ý sáng chói, thanh âm hơi lạnh, nói. Giết người tự nhiên phải đền mạng. Xíu, yêu yêu. Diệp Ti Loan biến thành một đạo lưu tinh đẹp mắt, tốc độ vô cùng nhanh, ngay khi ánh mắt mọi người còn chưa kịp phản ứng một đạo thuật pháp nàng đánh ra đã rơi xuống đỉnh đầu đạo tắc kia. Đây là một đạo bảo thuật, trên đó hàn khí rậm rạp, khiến trên mảnh đại địa này đều sinh ra sương lạnh, nàng muốn một kích đánh chết tên đạo tặc kia. Nhưng vượt quá dự liệu của nàng, đạo tặc này tốc độ phản ứng cực nhanh, duỗi ra cánh tay to như thùng lớn. Đánh ra một đạo thiết quyền, đánh cho bảo thuật mà nàng ngưng tụ thành chia năm xẻ bảy. Đạo tặc này rất không tầm thường, thân thể tu luyện đến tựa như sắt thép, một kích vừa rồi của Diệp Ti Loan ít nhất dùng 3 phần lực lượng, nhưng vẫn bị hắn phá vỡ. Lý Tiêu Nam rất chú ý đến Diệp Ti Loan, đứng trên huyền không đảo nhìn qua phía dưới, thần sắc rất chuyên chú. Hắn đã có 4 vị kiếm thị, 16 vị nhạc sử, nhưng lại còn kém 2 vị tỷ nữ thị tẩm. Diệp Ti Loan chính là một trong các nữ tử hắn nhìn chúng. Lý Tiêu Nam kinh tài tuyệt diễm, nữ tử bình thường hắn đều không để vào mắt, ngay cả tư cách làm thị nữ cho hắn cũng không có, chỉ có loại thiên chi kiều nữ như Diệp Ti Loan mới có tư cách thị tẩm cho hắn, trở thành tỷ nữ thiếp thân nhất. Có thể tiếp được một chiêu của Diệp Ti Loan cũng đã rất lợi hại rồi, khiến rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt, bọn đạo tặc này từ đâu đến, sao tùy tiện chạy ra một người cũng mạnh mẽ hung hãn như thế. Phải biết rằng rất nhiều nửa bước cự phách đều bị Diệp Ti Loan một chiêu miểu sát. Diệp Ti Loan cũng thoáng có chút kinh ngạc, ra lại một chiêu bảo thuật, dẫn đến cửu thiên thần lôi, một đạo tia chớp to như chén ăn cơm đánh xuống, giống như một thanh thiên đao chém xuống, oanh kích trên mặt đất,
khiến đại địa xuất hiện một cái hố trời khiến người nhìn mà giật mình, coi như là một vị nửa bước cự phách cũng sẽ bị một chiêu giết chết. Nhưng đạo tặc kia lại bò lên, toàn thân đều là hơi nước, hiển nhiên một kích này của Diệp Ti Loan quả thật rất cường đại, không lấy được mạng hắn, nhưng lại khiến hắn bị thương. Lại đến, đạo tặc cánh tay to như thùng nước này hung tính đại phát, thân thể phát xanh biến hóa, mỗi khi bước về trước một bước, thân thể sẽ lớn lên gấp đôi, đến cuối cùng trực tiếp biến thành một cự nhân thân cao 8 mét, một quyền liền đánh cho cổ thụ dưới chân Diệp Ti Loan thành mảnh gỗ vụn. Diệp Ti Loan thân như thải điệp, màn vũ ở trên hư không, thân ảnh yểu điệu uyển chuyển trở nên càng ngày càng nhiều, tựa như một đám linh điệp bay múa trên trời vậy. Đạo tặc căn bản không chạm được vào góc áo của nàng, nhưng mỗi lần nàng ra tay, lại có thể đánh cho đạo tặc trọng thương, sau khi đánh ra chiêu thứ 7, rốt cục đã đánh bại được hắn ta. Đạo tặc kia thu nhỏ thân thể lại, toàn thân đều là máu tươi, nằm dạp trên mặt đất thở, nói. Diệp tiểu nữ, coi như ngươi như bức, lão tử thua. Mặc dù đạo tặc này thua ở trong tay Diệp Ti Loan nhưng lại không ai dám xem nhẹ hắn, dù sao muốn tiếp được 7 chiêu của Diệp Ti Loan cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lý Tiêu Nam đứng trên huyền không đảo, khẽ nhíu mày, tu vị Diệp Ti Loan còn cường đại hơn tưởng tượng của hắn, nếu không đột phá đến cảnh giới cự phách, chỉ sợ rất khó thu phục được nàng. Quân Tam Thiên lúc này cũng đã đánh bại tên đạo tặc quấn chiếu kia, dùng 13 chiêu, nhưng hắn lại không xuất kiếm. Nếu xuất kiếm thì tuyệt đối có thể trong vòng 10 chiêu phân thắng thua. Tuy rằng hai vị đạo tặc đều ngã trên mặt đất, nhưng vẫn khiến người sợ hãi, bọn đạo tặc này thật sự quá cường hãn, tùy tiện một tên đi ra đều là hung nhân một mình đảm đương một phía, nếu bọn đạo tặc này cùng xông đến, cho dù dùng tu vị của Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan chỉ sợ cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Bên ngoài Đồng Lô Sơn, đống lửa thiêu đốt. Gió lạnh phần phật, dưới trời đêm cạo ra âm thanh khủng bố. Không ai lại đi khiêu khích Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan nữa, hai người này đều là cường giả chân chính, nhân vật cấp bậc cự phách, tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất thần tấn vương triều. Phong Phi Vân vẫn giơ lên Phật Trung cực lớn, trên mặt cũng không đổi sắc, cười nói. Không hổ là hai vị thiên kiêu, hôm nay ngược lại có thể tranh tài với các ngươi một hồi. Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan cũng đã biểu hiện chiến lực mạnh mẽ như thế, tán tu này lại vẫn muốn chiến. Chẳng lẽ hắn cho rằng hai vị thiên chi kiêu tử này không dám giết người sao? Rất nhiều người đều phát ra thanh âm thổn thức, cảm thấy Phong Phi Vân hiện giờ phải làm nhất chính chắp tay giao ra Liễu Duệ Hâm, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể giữ được một mạng, bằng không thì hôm nay rất có thể sẽ máu tươi năm bước. Ta thấy tu vị tán tu này ngay cả đạo tặc quấn chiếu kia cũng không bằng, trong 5 chiêu sẽ bại, 10 chiêu tất phải chết không thể nghi ngờ. Nói không nhất định sẽ bị miểu sát. Chiến lực cấp bậc cự phách không phải tu sĩ dưới cự phách có thể tưởng tượng, tế ra linh khí có thể đánh ra 8 lần lực công kích, Diệp Ti Loan và Quân Tam Thiên vừa rồi đều không sử dụng linh khí. Đúng vậy à, nếu bọn họ sử dụng linh khí, vậy hai đạo tặc kia đoán chừng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Phong Phi Vân cười lạnh nói. Diệp Ti Loan tuy rằng không sử dụng linh khí, nhưng nàng đánh ra bảo thuật, trong đó có một chiêu có được 6 lần lực công kích. Diệp Ti Loan trong lòng khẽ động. Đôi mắt dễ thương gợn sóng, tốc độ của nàng cực nhanh, có rất ít người có thể thấy rõ thuật pháp nàng sử dụng, không nghĩ đến tán tu này lại thấy rõ thuật pháp của nàng, lại biết rõ nàng đánh ra bao nhiêu lần lực công kích, cộng thêm lần trước giao thủ với Phong Phi Vân, đối với tu vi của hắn có chỗ hiểu rõ, khiến cho nàng lập tức coi trọng đối thủ Phong Phi Vân này thêm vài phần. Đã vậy thì ta sẽ đến chiếu cố ngươi. Diệp Ti Loan lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo luyện không, chính là dùng hàn khí ngưng tụ thành. Thuộc về một loại bảo thuật thần thông, luyện không dài đến 300 trượng, nhiễu loạn lấy trên cánh tay ngọc của nàng, bay thẳng trời cao, phảng phất như muốn cuốn cả thiên xuống vậy. Chờ một chút, Phong Phi Vân hô lớn một tiếng. Ngươi sợ? Diệp Ti Loan trong lòng vui vẻ, nếu có thể khiến tán tu này khuất phục, tự mình ngoan ngoãn giao lại Liễu Duệ Hâm vậy thì tự nhiên là tốt nhất, như vậy mình cũng sẽ dễ ăn nói với tôn sự. Nàng sợ nhất không phải tu vị Phong Phi Vân mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ Phong Phi Vân sau khi thua sẽ thẹn quá hóa giận, cá chết lưới rách, cùng đồng quy vu tận với Liễu Duệ Hâm. Phong Phi Vân liếc nàng một cái, sau đó cởi xuống đai lưng trên người, sau đó không để ý đến Liễu Duệ Hâm giãy giụa, cột nàng lên trên lưng mình. Phong Phi Vân tự nhiên cũng phát hiện sự cường đại của Diệp Ti Loan, cho dù hắn đối với tu vi của mình tự tin, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại nàng,
nếu trong khi mình giao thủ với Diệp Ti Loan, Liễu Duệ Hâm bị người cứu đi, như vậy cho dù có đánh bại Diệp Ti Loan cũng được gì chứ? Cho nên Phong Phi Vân định lưng cõng Liễu Duệ Hâm đánh một trận với Diệp Ti Loan. Hai luồng đồ vật mềm mại đặt ở trên lưng Phong Phi Vân, thập phần kiều diễm, trong lòng có chút rung động, hiện giờ nữ hài phát dục thật tốt, ý nghĩ này vừa mới bay lên trong đầu Phong Phi Vân, tiếp theo trên bờ vai Phong Phi Vân liền tê dần, đây là Liễu Duệ Hâm một ngụm cắn lên vai hắn. Ngươi thả ta ra. Liễu Duệ Hâm phát hiện không cách nào cắn nát làn da Phong Phi Vân, ngược lại cắn đến ê răng, thân thể tên này thật giống như thép luyện vậy. Phong Phi Vân trực tiếp bỏ qua nàng, nói. Có thể bắt đầu rồi. Tu sĩ ở đây tự nhiên biết rõ tán tu này vì sao làm như vậy, nhưng lại đều lộ vẻ nhạo báng, cười thầm nói, thật sự là ngu ngốc, Diệp Ti Loan vốn lấy tốc độ nổi tiếng thiên hạ, cùng cảnh giới không ai có thể sánh với nàng. Tu sĩ cường đại hơn còn không thấy rõ hình dạng của nàng đã chết trong tay nàng rồi. Tán tu này ngược lại tốt, không chỉ cầm một cái chuông lớn, trên lưng còn đeo một người, càng thêm trì hoãn tốc độ phản ứng, cái này không phải là đang cố ý tìm chết sao? Bành! Ngay khi mọi người ở đây nghĩ như vậy, đột nhiên một tiếng vang lớn vang lên, tập trung nhìn vào, Diệp Ti Loan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân, hai người đã giao thủ một chiêu, xốc lên mảng lớn bùn đất. Dưới mặt đất đất đá bay đầy trời. Thật nhanh. Phong Phi Vân lưng cõng Liễu Duệ Hâm dung nhan tuyệt sắc, động tác vẫn cực kỳ linh mẫn, quay quay thanh long chung trong tay, uy vũ sinh phong, ngăn cản luyện không Diệp Ti Loan ngưng tụ ra, bộc phát ra từng tiếng chuông khủng bố, khiến bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Ông, ông. Liên tiếp ba tiếng chuông khủng bố chấn cho rất nhiều người phải vội bịt tai. Phong Phi Vân bất động như núi. Trên người vầng sáng vạn trượng, Phật khí sông trời cao, trong mơ hồ có thể trông thấy một thần Phật màu vàng xếp bằng ở phía sau của hắn, mang theo kim cương bất hoại thần uy. Diệp Ti Loan giống như thiên ngoại xá nữ, thân như linh điệp, hóa thành trên trăm y hư ảnh, cuối cùng trọng điệp cùng một chỗ, đánh ra một chiêu thần thông gấp 7 lực công kích, biến luyện không thành một đầu bạch long, phát ra tiếng long ngâm rít gào. Liễu Duệ Hâm ghé vào trên lưng Phong Phi Vân. Eo nhỏ mảnh khảnh buộc cùng một chỗ với Phong Phi Vân, thân thể linh lung mềm mại chăm chú dán trên lưng Phong Phi Vân, có thể cảm nhận được rõ ràng lực áp bách đập vào mặt, trên mặt lộ vẻ vô cùng sùng bái, nói. Đây là một trong các thần thông cao cấp nhất Nhật Nguyệt Tiên Giáo, không nghĩ đến Diệp Sư Tỷ đã tu luyện đến cảnh giới như thế, đủ để phát huy ra gấp 7 lực công kích, coi như là tu sĩ cự phách trung kỳ cũng chưa hẳn có thể tiếp được. Nàng cảm thấy tán tu đáng giận này tất nhiên sẽ bị một chiêu này đánh bại. Không thể thể đỡ nổi. Phong Phi Vân hai chân dẫm trung bình tấn, vững vàng lập trên mặt đất, tử kim quang từ trong đan điền nổ bắn ra, phảng phất như một khỏa kim nhật, đột nhiên hé miệng, phát ra tiếng gầm lên giận dữ, gào hu. Vô số kim mang lao ra tựa như thủy triều, ngưng tụ thành một hoàng kim thần sư cao mấy chục thước, đụng tán bạch long mà Diệp Ti Loan đánh ra, mà ngay cả luyện không trong tay nàng cũng đứt gãy từng khúc. Oanh! Thanh âm chấn thế. Kim mang tuôn ra giống như thủy triều, mê mang tầm mắt của người. Phật nộ sư tử hống. Diệp Ti Loan sắc mặt hơi đổi, trên đầu tóc dài đen nhánh tung mây, lộ ra cổ nhỏ tinh khôi, dáng người khẽ động, thướt tha để thân, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng trời cao, tránh né đầu hoàng kim sư tử kia. Bành! Hoàng kim sư tử bay ra xa mấy ngàn thước, kim lãng cuốn khắp tầng mây, đâm vào một tòa núi nhỏ cao 100 mét, khiến nó bị san bằng. Liễu Duệ Hâm trừng lớn đôi mắt, cái cằm như muốn rớt trên mặt đất, bị một tiếng giống to này của Phong Phi Vân chấn khiến đầu ông nổ vang, chỉ có một ý niệm, đại thúc này cũng quá cường đại đi, quả thực thâm tàng bất lộ, thì ra lúc trước hắn đều luôn giả heo ăn thịt hổ, tu vị bực này quả thực có thể cùng những cự phách danh chấn thiên hạ kia tranh phong rồi. Tuy rằng Phong Phi Vân bắt nàng, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại không thế nào sợ hãi Phong Phi Vân. Diệp Ti Loan đôi mắt dễ thương phát lạnh. Trên da ngọc lưu động xương lạnh, nói. Ngươi tuyệt đối không phải tán tu, cũng tuyệt đối không gọi là Vân Phi Thiên, rốt cuộc là người phương nào. Tán tu đều là quần thể yếu thế, cho dù tu vị đạt đến cấp bậc cự phách cũng không có khả năng sử xuất ra thần thông như Phật nộ sư tử hống. Đây chính là thần thông Phật môn có thể gia tăng gấp 10 lần lực công kích, không phải một tán tu có thể học được. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, nói. Đã giao thủ 5 chiêu. Người cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Bành! Phong Phi Vân chân đạp đại địa, tay cầm đại trung nặng 999.000 cân,
Phật khí bên trong đan điền điên cuồng dũng mãnh tràn vào đại trung, khiến đại trung bộc phát ra mảng lớn vầng sáng khí sắc, có vô số Phật vân màu vàng lưu chuyển trên vách trung, chín đạo trận pháp bên trong hoàn toàn được điều động. Phong Phi Vân mạnh mẽ đạp đất một cái, khiến dưới chân xuất hiện một hố to, thân thể như đạn pháo bay lên cao, ngang nhiên đập tới đỉnh đầu Diệp Ti Loan. Phật trung vốn cao 9 mét, sau khi kích hoạt biến thành cao 99 mét, tựa như một ngọn núi thanh đồng, Phật quang bỏng mắt, thần huy sáng lạn, nhuộm vàng cả bầu trời đêm, lực lượng cường hãn, thậm chí có chút ít khiến người sợ hãi. Mà ngay cả những tu sĩ ở xa xa đều bị nguyên một đám bị đánh bay, cho dù sớm tế ra bổn mạng pháp khí thủ hộ bản thân nhưng vẫn bị chấn đến thổ huyết. Diệp Ti Loan đứng dưới tất cả phong bạo, áp lực thừa nhận càng cực lớn. Hơn nữa không khí tựa hồ cũng như cứng lại, căn bản không thể dùng tốc độ trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nàng vẫn thong dong tự nhiên, tiêu sái ưu nhã, duỗi ra ngón tay như ngó sen, điểm một cái lên trời cao, một cái nguyệt tinh luân liền từ đầu ngón tay bay ra ngoài. Nguyệt tinh luân phong cách cổ xưa đường kính chừng 5 mét, trên đó điêu khắc lấy ấn vân cổ xưa, tràn đầy ký hiệu thần bí, tinh luân phong mang thập phần lợi hại, hàn quang chói mắt. Đây là một kiện nhị phẩm linh khí nguyệt tinh luân. Chính là từ trong bảo động của Nhật Nguyệt Tiên Giáo tìm được, là một kiện đồ cổ, từng được một vị chân nhân tế luyện qua. Tuy rằng Nguyệt Tinh Luân đường kính chừng 5 mét, nhưng so với Thanh Long Trung cao 99 mét vẫn lộ ra có chút nhỏ bé. Ngươi cho rằng thể tích lớn thì uy lực sẽ mạnh sao? Diệp Ti Loan trong tay điểm ra một đạo ấn pháp, trận pháp bên trong Nguyệt Tinh Luân bị dẫn động, bộc phát ra một cổ linh khí uy năng phô thiên cái địa, giờ khắc này nàng đánh ra gấp 10 lần lực công kích. Dẫn tới không khí cũng sinh ra chấn động. Đương! Thanh âm vang vọng 800 dặm, tựa như thần trung bị chấn vang. Nguyệt tinh luân vậy mà chặn lại Thanh Long Trung nặng 999.000 cân, đứng ở giữa không trung, phảng phất như thời gian tĩnh chỉ, tạo thành một bức hình ảnh thần dị không hiểu. Hai kiện linh binh huyền bí đụng vào trời cao, Nguyệt tinh luân sắc bén mà linh xảo, Thanh Long Trung khổng lồ mà hùng hậu, trên hai kiện linh binh không ngừng có hạ úy lao ra. Chiếu rọi trong màn đêm, khiến ngôi sao trên bầu trời cũng phải ảm đạm. Chính thức giật mình chính là Diệp Ti Loan, uy năng một kích vừa rồi của Nguyệt Tinh Luân đủ để hủy diệt một tòa tiểu thành, không nghĩ đến lại bị tên tán tu kia ngăn trở, hơn nữa lực lượng trên khẩu đại trung kia bộc phát ra vậy mà khiến cho nàng có một loại cảm giác không chịu nổi. Nói đùa, sức nặng bản thân Thanh Long Trung chính là 999.000 cân, tăng thêm Phong Phi Vân huy động tốc độ gia trì, cộng thêm tốc độ đánh xuống. Đủ để bộc phát ra lực lượng siêu việt sức nặng 10 lần, Diệp Ti Loan lại vẫn có thể đón đỡ một kích này của hắn, cái này cũng khiến Phong Phi Vân cực kỳ bất ngờ. Đại chiến đã tiến hành đến mức này, không còn ai dám xem thường Phong Phi Vân nữa, đã đặt hắn ở vị trí ngang hàng với Diệp Ti Loan và quân Tam Thiên, sau tối nay, tán tu Vân Phi Thiên tất nhiên sẽ thanh danh truyền xa. Đại thúc này, lại cường thế như thế, như một cái thế cuồng nhân vậy. Đôi má tinh xảo của Liễu Duệ Hâm bị Phật quang màu vàng ánh lên một tầng sánh chói chói mắt, lông mi nháy động, đôi mắt sóng gợn, khoảng cách gần nhìn Vân Đại Thúc này, phát hiện ánh mắt của hắn thập phần sắc bén, có một cổ nhuệ khí tuổi trẻ, tuyệt đối không giống như một đại thúc đã sống mấy trăm năm. Một kích này vậy mà ngang tay với Diệp Ti Loan, Nguyệt Tinh Luân và Thanh Long Trung lơ lửng trời cao, thật lâu không rơi xuống, từng đạo hào quang màu trắng và màu xanh trùng kích đi, khiến không người nào có thể mở mắt. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Diệp Ti Loan đã dùng hết toàn lực, cũng không lưu thủ. Diệp Ti Loan tên tuổi lớn như vậy, sao ngay cả một tên tán tu cũng không thu thập được, xem ra thật là không có kỳ danh. Trưởng lão một đại gia tộc trên mặt lộ vẻ trêu tức. Diệp Ti Loan tự nhiên nghe được, tùy ý bắn ra một ngón tay, một đạo vầng sáng hàn khí từ đầu ngón tay của nàng bay ra, lập tức liền đông lạnh tên trưởng lão đại gia tộc kia thành một khối băng. Thấy một màn như vậy. Tất cả mọi người trong lòng tim đập mạnh một cú, không dám nhiều lời, trưởng lão đại gia tộc này tu vị rất cường đại, từng giao thủ với một vị cự phách, tuy rằng thất bại, nhưng lại có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng Diệp Ti Loan tùy ý bắn ra một ngón tay liền có thể đông cứng thân thể hắn, có thể thấy tu vị nàng cường đại cỡ nào. Oanh! Nguyệt Tinh Luân và Thanh Long Trung đồng thời phát ra một tiếng cự minh, hai kiện linh binh bay ngược, Diệp Ti Loan và Phong Phi Vân cũng đột nhiên bạo lui. Thân thể Phong Phi Vân bốc lên kim quang, rất nhanh đứng lại, sau đó mạnh mẽ đạp đất một cái, lần nữa đánh ra Thanh Long Trung. Thanh Long Trung 999.000 cân tựa như một tòa núi nhỏ kim loại màu xanh, phát ra thanh âm ông ông.
Diệp Ti Loan so với ai khác đều rõ ràng lực lượng của Thanh Long Trung, không dám lại liều mạng với Phong Phi Vân nữa, thân như lưu tinh, vầng sáng bao phủ toàn thân, lập tức liền rơi xuống trên đỉnh một tòa núi cao, ngay khi nàng cho rằng đã tránh được một kích này của Phong Phi Vân thì lại phát hiện trên đỉnh đầu chuyện đến một cổ trọng áp, một Phật tôn khổng lồ đánh thẳng xuống đỉnh đầu của nàng. Cái gì, tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy? Diệp Ti Loan sắc mặt biến đổi, tán tu này cầm một cái Phật chung, hơn nữa trên lưng còn đeo một người, vậy mà tốc độ lại không chậm hơn nàng, khiến trong lòng nàng có một loại dự cảm bất hảo, hôm nay thật sự gặp cường giả rồi. Ở đây chỉ có đại lão tu vị đạt tới cảnh giới cự phách là nhìn ra mánh khóe, trong lòng chấn động thật lớn, tốc độ Diệp Ti Loan trong cùng cảnh giới, cơ hồ không ai có thể so sánh, nhưng tán tu trước mặt này lại có thể so tốc độ với nàng, hơn nữa tán tu này còn cầm một khẩu Phật chung, lưng có một người. Hẳn là một tán tu tốc độ còn nhanh hơn cả Diệp Ti Loan. Một vị nhân vật cấp bậc tộc trưởng bị đả kích. Ngươi thật sự cho rằng hắn là một tán tu sao? Nhân vật như thế lai lịch tuyệt đối không tầm thường, nói không chừng chính là một vị tục gia đệ tử của Đại Long tự Thiên Long Vương Triều cũng nên. Một vị lão giả đến từ Thiên Long Vương Triều trên mặt lộ vẻ chờ mong, cực kỳ hoài nghi thân phận tán tu này. Phật tu ở Thần Tấn Vương Triều đã triệt để sa sút. Nhưng ở Thiên Long Vương Triều lại thập phần hưng thịnh, đặc biệt là Trấn Quốc Thần Miếu Đại Long Tự, chính là thế lực lớn nhất Thiên Long Vương Triều, địa vị so với triều đình Thiên Long Vương Triều còn cao hơn, có thể ảnh hưởng đến triều đình. Phật Nộ Sư Tử Hống chính là một loại tuyệt đỉnh thần thông của Đại Long Tự. Rất nhiều người cũng hoài nghi tán tu này chính là một vị tục gia đệ tử của Đại Long Tự. Cái này thật sự có khả năng, bằng không có tu vi như thế. Ở Thần Tấn Vương Triều không có khả năng không nghe qua tên của hắn được. Ầm ầm, mảnh núi lớn kia bị Phật chung của Phong Phi Vân nổ nát, chia năm xẻ bảy, sơn thể đổ xuống tứ phía, đất đá lăn xuống, bụi mù tràn ngập, mang đến cho người một loại cảm giác khai thiên tích địa. Diệp Ti Loan ngăn lấy một kích này, nhưng lúc này lại ngăn cản cố hết sức, Nguyệt Tinh Luân tế ra thiếu chút nữa đã bị đánh bay ra ngoài, một kiện nhị phẩm linh khí, vậy mà đánh không lại một kiện nhất phẩm linh khí. Phong Phi Vân cũng không để cho nàng cơ hội thở dốc, lần nữa ra tay, dùng lực lượng tuyệt đối áp chế, tựa như một đầu man thú, khí thế vô cùng khiến người sợ hãi. Mễ Hòa Thượng, đây quả thật là tục gia đệ tử của Đại Long Tự sao? Long Thanh Dương nằm trên giường ngọc, nửa lộ vai, mị thái ngàn vạn, ngón tay nhỏ hết sức ôn nhu khẽ vân vê tóc, đặc biệt là da thịt trên người hắn có một loại cảm giác tuyết trắng như mỡ dê. Một hòa thượng trên người phủ áo cà sa màu đỏ. Quấn quýt lấy đai lưng kim cương thiết long, trên đầu kim mang đan vào, trên cổ ấn lấy một kim long ấn, có chút cau mày ải, nói. Trong Đại Long Tự có 5 tòa cổ miếu, chỉ riêng tăng nhân xuất gia đã có trên 100 vạn, đệ tử tục gia càng vô số kể, hòa thượng ta xuất từ Bột Long cổ miếu, tục gia đệ tử bên trong cổ miếu tuyệt không có người này, về phần 4 tòa cổ miếu còn lại có một vị tục gia đệ tử cường đại thế này không thì ta không biết được. Mễ Hòa Thượng chính là một vị cao tăng Đại Long Tự. Tu vị cực kỳ cường hãn, trên làn da Phật quang trong suốt, hai mắt tựa như hai tòa kim đàm, giơ tay nhấc chân chung quanh thân thể đều có Phật vân đan vào. Xem ra chỉ có hỏi miếu vương thiên của Bột Long cổ miếu các ngươi mới biết được. Long Thanh Dương mềm mại mê người nói, đối với tán tu đang giao thủ với Diệp Ti Loan nhiều thêm vài phần hứng thú. Miếu chủ 5 tòa cổ miếu Đại Long Tự đều được xưng là miếu vương thiên, mà trụ trì Đại Long Tự thì được xưng là Đại Phạm Thiên, hoặc là Phạm Thiên Vương. Lần này Kim Tàm Kinh xuất thế cũng kinh động đến Đại Long Tự Thiên Long Vương Triều, miếu vương thiên Bột Long cổ miếu liền tự mình đuổi đến, tu vị vô cùng cường hoành, khi vừa đi vào Thập Vạn Sơn Hà liền đơn giản giết chết 2 đầu ngàn năm linh thú, khiến hơn 10 tòa núi cao sụp đổ, hôm nay đã tiến nhập Đồng Lô Sơn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Ti Loan bị đánh bay ra ngoài, vầng sáng trên thân thể mềm mại hiểu điệu uyển chuyển thu lại, ngay cả Nguyệt Tinh Luân mà nàng tế ra cũng bị chấn rơi trên mặt đất. Tạo thành một hố to, Nguyệt Tinh Luân cắm ở trong đó, vầng sáng trên thân trở nên có chút tối nhạt. Phong Phi Vân vẫn đang nâng Thanh Long Trung, ầm ầm rơi xuống đất, dẫm ra trên mặt đất 2 dấu chân thật sâu, trên người vàng rực không dứt, Phật Trung trong tay còn đang không ngừng rung động, phát ra thanh âm ông ông. Phong Phi Vân đã thở gấp, hắn đã vận dụng toàn bộ lực lượng, vụng trộm điều động cả lực lượng của 1 vạn đầu dị thú chiến hồn mới thắng Diệp Ti Loan một bậc, nhưng lại không đả thương được nàng. Nàng này thiên tư quả thật rất cao, cùng cảnh giới có thể đối chiến với thiên tài cấp bậc sử thi. Rất nhiều người đều trực tiếp hóa đá rồi,
trông thấy Diệp Ti Loan bay ra ngoài, không thể tin được trước một màn trước mắt. Vậy mà, đánh bại Diệp Ti Loan. Mẹ nó, đây nhất định không phải một tán tu, tuyệt đối tục ra đệ tử một vị miếu vương thiên của Đại Long tự thu. Quá cường hoành rồi, huy động Phật Trung hơn 60 lần, đánh bại Diệp Ti Loan, cả mảnh đại địa này đều bị đánh nát, trên mặt đất còn dính lấy Phật Quang. Đám thiêu kiêu kiệt xuất Lý Tiêu Nam, Bắc Minh Phá Thiên, quân Tam Thiên đều lộ vẻ ngưng trọng, nhưng lại không quá để trong lòng, dù sao tán tu này đã một bó lớn tuổi, ít nhất đã tu luyện 3, 400 năm, mà bọn hắn chỉ mới tu luyện không đến 100 năm, cho dù thoáng không bằng hắn, tương lai cũng có thể vượt qua. Mảnh đại địa này đã bị đánh nát, trên mặt đất nứt ra không ngớt mấy trăm dặm, trở nên không có một ngọn cỏ, đất khô cằn khắp nơi. Diệp Ti Loan ngực ngọc no đủ, eo như cành liễu, dung nhan khuynh thành, thu hồi lại Nguyệt Tinh Luân, sau khi trầm mặc thật lâu mới hỏi. Tu vị các hạ đã đến cảnh giới gì rồi? Thiên mệnh đệ thất trọng hậu kỳ. Phong Phi Vân cũng không nói tu vi của mình mới chỉ là thiên mệnh đệ lục trọng trung kỳ, nói ra đến tất nhiên sẽ khiếp sợ tất cả mọi người, hơn nữa thân phận tuyệt đối sẽ bạo lộ. Diệp Ti Loan có chút thở dài một hơi, đối phương đã đạt đến thiên mệnh đệ thất trọng hậu kỳ, mà nàng mới chỉ vừa đột phát đến thiên mệnh đệ thất trọng, kém hai tiểu cảnh giới, tuy rằng hơi thua một bậc nhưng cũng không quá đả kích, lại nói. Kỳ thật ta còn có một chiêu bí thuật, nếu dốc sức liều mạng, đủ để khiến bản thân trọng thương, đánh chết ngươi, chỉ có điều ta cố kỵ an toàn của Liễu sư muội mới không dùng ra chiêu bí thuật này. Phong Phi Vân cười lạnh nói. Nếu ngươi dùng ra bí thuật này, sẽ chỉ là ngươi còn chết nhanh hơn cả ta thôi. Ngươi! Diệp Ti Loan cảm thấy Phong Phi Vân thật sự quá cản rỡ, tuy rằng thua hắn một chiêu, nhưng nàng vẫn không cho rằng mình yếu hơn Phong Phi Vân, nếu dốc sức liều mạng, người chết tuyệt đối là Phong Phi Vân không thể nghi ngờ. Liễu Duệ Hâm ở trên lưng Phong Phi Vân cũng trợn trắng mắt, nói. Đại thúc, ngươi quá tự phụ rồi, nếu ngươi không cưỡng ép ta làm con tin, khiến Diệp sư tỷ bó tay bó chân, không cách nào triển khai toàn bộ thần thông, ngươi đã sớm thua trong tay nàng rồi. Khóa Minh Châu của Nhật Nguyệt Tiên Giáo này đối với Diệp Ti Loan và quân Tam Thiên rất sùng bái, cảm thấy bọn hắn không khả năng thất bại, ngược lại vị tán tu đại thúc này có chút hèn hạ hạ lưu, thủ đoạn rất không đàng hoàng. Nàng cho dù triển khai toàn bộ thần thông, cũng không tổn thương được chúng ta. Phong Phi Vân cảm nhận được hai luồng mềm mại trên lưng càng ép chặt, nghĩ lại, liền hiểu rõ, vừa rồi mình giao thủ với Diệp Ti Loan tốc độ cực nhanh, Liễu Duệ Hâm có mấy lần đều thiếu chút nữa đã bị vung bay ra ngoài. Tu vị nàng bị phong ấn, nếu bị vung bay ra ngoài, cho dù không chết cũng sẽ ngã trọng thương, tự nhiên cũng không kìm được ôm cổ Phong Phi Vân càng chặt hơn, toàn bộ thân thể mềm mại dán trên lưng Phong Phi Vân. Lúc trước Phong Phi Vân tập trung giao thủ, còn không phát giác ra, giờ phút này mới cảm giác hết sức kiều diễm. Ai chúng ta với ngươi, ngươi là ngươi, ta là ta, đại thúc, ngươi sẽ không phải có cách nghĩ không an phận với ta đấy chứ. Trên mặt Liễu Duệ Hâm lộ ra vẻ đề phòng, đường cong tuyệt mỹ trên người cũng theo đó siết chặt, một đôi đùi ngọc thon dài cũng kẹp Phong Phi Vân càng chặt hơn rồi, tư thế càng thêm kiều diễm. Vân Phi Thiên, ta đến đánh với ngươi một trận. Quân Tam Thiên bước ra, kiếm khí trên người bắn ra bốn phía, trong mắt nhuệ khí đan vào, khiến không khí cũng trở nên tựa như mũi kiếm, phát ra lợi thanh ô ô. Liễu Duệ Hâm đôi mắt phát quang, lông mi cong cong, bờ môi đỏ hồng, lộ vẻ vẻ sùng bái, nói. Quân sư huynh, giáo huấn tên đại thúc cuồng vọng này đi, khiến hắn lăn trên mặt đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới được. Phong Phi Vân quay đầu hung hăng trợn mắt liếc nàng, sau đó lắc đầu nói. Ta không đánh với ngươi. Ngươi không dám. Quân Tam Thiên nói. Phong Phi Vân cười cười nói. Diệp Ti Loan nói, nếu ta có thể tiếp được 10 chiêu của nàng, nàng sẽ giúp ta lấy Trấn Tiêu Cổ Kiếm trong tay ngươi. Diệp Ti Loan ngươi nói chuyện có tính không đây? Lời này vừa ra, Diệp Ti Loan liền hơi đổi sắc, trong lòng có chút buồn rầu, thầm mắng mình lỡ lời, không nghĩ đến Vân Phi Thiên này là người khó đối phó như vậy, giờ phải làm sao đây? Diệp Ti Loan. Nếu ngươi muốn lật lọng, chỉ sợ sẽ tổn hại đến thanh danh của Nhật Nguyệt Tiên Giáo đấy. Phong Phi Vân cười cười, đứng ở một bên chuẩn bị xem kịch vui. Diệp Ti Loan kinh tài tuyệt diễm, tương lai rất có thể sẽ trở thành Bạch Nguyệt sứ giả của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, danh dự đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu nàng làm ra chuyện lật lọng, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc tương lai nàng được sắc phong sứ giả. Diệp Ti Loan tự nhiên sẽ không thật sự ra tay với quân Tam Thiên ra tay.
càng không khả năng đoạt lấy Trấn Tiêu cổ kiếm, chắp tay giao cho Phong Phi Vân, nếu vậy thì sẽ gây ra chê cười càng lớn. Giờ phút này, nàng thật sự đã đâm lao phải theo lao rồi. Diệp cô nương, ta đến ra tay thay ngươi. Lý Tiêu Nam đứng trên vân không, trên người hạ úy lượn lờ, linh lãng lưu động, có một loại khí chất phiêu diêu xuất trần. Hắn khống chế huyền không đảo bay thấp xuống, trên huyền không đảo khổng lồ có phi yến tiễu bích, thác nước chảy xuôi, cổ tùng đổi chiều, giống như một tòa thần sơn tiên luân tiên hoán, hắn như trích tiên từ trên trời đáp xuống, bên người có vô số mỹ thị làm bạn, khiến người bên ngoài cực kỳ ao ước. Có người nhận ra Lý Tiêu Nam, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đã sớm cảm giác được trên không có người, không nghĩ đến đúng là thiên chi kiêu tử Lý Tiêu Nam. Lý Tiêu Nam thanh danh thật lớn, trong một đời tuổi trẻ đương thời cơ hồ vô địch, càng là ngũ đại thần đồ của thần linh cung, sau lưng đại biểu cơ thần linh cung chí cao vô thượng. Ở đây rất nhiều thiên chi kiều nữ trẻ tuổi sau khi nhìn thấy Lý Tiêu Nam ánh mắt đều gợn sóng, sóng mắt thầm đưa, nhưng sau khi nhìn thấy 4 vị kiếm thị và 16 vị nhạc sử bên cạnh hắn lại thấy tự ti mặc cảm. Những thị nữ này mỹ mạo đều thập phần thanh lệ trang nhã, ở đây chỉ có mấy mỹ nữ danh truyền thiên hạ như Liễu Duệ Hâm, Diệp Ti Loan mới có thể áp các nàng một đầu. Diệp Ti Loan cũng hơi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ mình và Lý Tiêu Nam chưa bao giờ gặp mặt, sao hắn lại mở miệng giải vây cho mình chứ? Lý công tử, đây là chuyện của Nhật Nguyệt Tiên giáo chúng ta. Diệp Ti Loan nói. Lý Tiêu Nam lạnh nhạt lắc đầu, tiêu sái thong dong nói. Lý mỗ thường ngày vẫn luôn xem thường nam nhân cưỡng ép nữ tử, cho dù ân oán có lớn hơn, cũng không nên lấy một người con gái yếu ớt ra để áp chế. Hắn đây rõ ràng là đang ám chỉ Phong Phi Vân, tác phong làm việc thập phần bỉ ổi. Ở đây rất nhiều nữ tu sĩ đều bị vẻ ưu nhã và chính trực của Lý Tiêu Nam lay động tâm hồn thiếu nữ, không cách nào bình tĩnh, trong mắt lộ vẻ si mê, mà ngay cả Liễu Duệ Hâm trên lưng Phong Phi Vân cũng không thoát khỏi, sóng mắt phát quang. Đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm lấy cánh tay Phong Phi Vân, tràn đầy sùng bái. Đây là đệ nhị thượng sử thi thiên tài bảng Lý Tiêu Nam trong truyền thuyết sao, quá. Quá đẹp trai xuất sắc rồi, quá ưu nhã rồi, hơn nữa khí độ kia quả thực không ai có thể sánh bằng. Liễu Duệ Hâm có chút mê trai, nhưng cũng đáng được tha thứ, dù sao nữ tử nhìn thấy Lý Tiêu Nam còn có thể không mê trai quả thật không nhiều lắm. Mà ngay cả vị Minh Châu tiên giáo này cũng không ngoại lệ. Tuyệt đại đa số nữ tử đều đối với trai đẹp, cường giả, thiên tài nhân kiệt không hề có sức miễn dịch, huống chi Lý Tiêu Nam còn tập hợp cả 3 yếu tố vào người. Truyền thuyết về Lý Tiêu Nam thật sự quá nhiều, hơn nữa cơ hồ không có khuyết điểm, những thánh nữ tiên giáo, kiều nữ gia tộc, công chúa hoàng tộc, thiên kim vương công kia đều tràn đầy tưởng tượng về hắn, tuyệt đối là bạch mã hoàn tử mà các thiên chi kiều nữ đàm luận nhiều nhất. Giờ phút này, Lý Tiêu Nam sờ sờ đứng trước mặt các nàng há có thể không mê. Loại hiện tượng này tự nhiên khiến một ít nam tu sĩ có mặt ở đây rất bất mãn, nhị đương ra dựng râu trừng mắt, trong mắt nổ bắn ra một cổ khí thế hung ác khiếp người, huy động lưỡi búa to trong tay, nói. Lý Tiểu Nam, qua ăn hai búa của đại gia. Tiểu Nam hài, nhị đương ra chúng ta gọi ngươi đấy, con mẹ nó ngươi có nghe không thế? Phu Cửu hét lớn một tiếng. Bọn đạo tặc này lại đang đặt loạn tên hiệu, gây ra một hồi cười vang. Quân Tam Thiên cũng có chút không vui, nói. Lý Tiêu Nam, đây là chuyện của Nhật Nguyệt Tiên giáo ta, không cần ngoại nhân nhúng tay. Long Thanh Dương lại cực kỳ hứng thú với Lý Tiêu Nam, từ trên giường ngọc ôn nhu ngồi dậy, lông mi thon dài, ôn nhu nói. Tiêu Nam, nếu ngươi thắng được tán tu Vân Phi Thiên, ta sẽ mời người uống rượu ngon. Rất nhiều thiên chi kiều nữ đều mở miệng. Công bố ủng hộ Lý Tiêu Nam và Vân Phi Thiên đánh một trận. Trong đó có một vị nữ tử bưu hãn vậy mà hô lên, nếu Lý Tiêu Nam có thể thắng Vân Phi Thiên, nàng nguyện ý cùng Lý Tiêu Nam ngủ một đêm, hô lên lời này chính là tứ đương gia tu hoa thập tam nương của Hoàng Phong đạo tặc, lời này vừa nói ra liền bị tất cả đạo tặc khinh bỉ, có xúc động muốn lột sạch nàng. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm không hài hòa vang lên, là một thanh âm thiếu nữ thập phần dí dỏm. Thiên tài một đời tuổi trẻ, Lý Tiêu Nam cũng không phải người mạnh nhất, lại càng không phải là đệ nhất Mỹ Nam tử, cũng không phải đệ nhất thiên tài, các ngươi có gì phải kích động chứ? Đây là nữ tử đầu tiên không để Lý Tiêu Nam vào mắt. Thanh âm của nàng giòn tan, mang theo vài phần trẻ trung, lại có vài phần ngọt ngào, nói chuyện giống như đang ca hát vậy, hết lần này tới lần khác lại không ai thấy được nàng đang ở nơi nào.
Tiểu nữ hài nói khoác không biết ngượng từ đâu đến, người đến cùng có biết Lý Tiêu Nam là ai không, người đến cùng đã nghe qua sự tích anh hùng của hắn chưa thế. Một thiên kim trưởng giáo tiên môn cỡ lớn có chút tức giận nói, không cho phép có người hạ thấp đi thần tượng của mình. Lại có thiên chi kiều nữ ngạo nghễ nói, Lý Tiêu Nam bình sinh không một thua trận, chưa bao giờ bị thương trong chiến đấu. Lý Tiêu Nam từng bằng vào lực lượng một người quét ngang tu sĩ tà đạo, cứu một đám nữ tử vô tội ra khỏi khổ hải, mặc dù đắc tội tà đạo bá chủ cũng không có nửa phần sợ hãi. Lý Tiêu Nam chính là sinh ra từ Hàn Môn, nhưng so với những đệ tử môn phiệt kia càng có ngông nghênh, thiên tư tuyệt đỉnh, đương thời không ai sánh bằng. Nghe được mấy thiên chi kiều nữ này tán dương, Lý Tiêu Nam tuy rằng cũng không vui mừng lộ rõ trên tê mặt, thập phần bình tĩnh, nhưng cũng không lên tiếng cắt đứt lời các nàng, chắp hai tay sau lưng, khoan thai tự đắc. Thanh âm của thiếu nữ kia lần nữa vang lên. Nếu ca ca ta ở đây, một cái tát có thể đập hắn nằm trên đất. Thiếu nữ vô chi a hát, đương kim thần tấn vương triều tuy rằng thiên tài tuấn kiệt cùng lên, nhưng thiên tài có thể đánh bại Lý Tiêu Nam lại không có một người. Một vị lão giả nói như thế, cũng có rất nhiều người gật đầu theo, thực lực Lý Tiêu Nam quả thật không ai có thể dung chuyển. Vô Hà công tử Tô Quân tuyệt đối càng có khí khái mỹ nam tử hơn Lý Tiêu Nam, thiên phú không kém Lý Tiêu Nam, tu vị cũng không yếu hơn hắn. Người thiếu nữ kia lại nói. Một vị thiên chi kiều nữ thở dài nói. Chỉ tiếc Vô Hà công tử thật sự quá phong lưu, sau khi hai mắt hắn bị mù, rồi lại chỉ trung tình với Kỷ Vân Vân. Hôm nay đã rời khỏi mảnh đại địa thần tấn vương triều, mang theo mỹ nữ ngao du thiên hạ rộng lớn lớn. Cô gái kia tiếp tục nói. Đệ nhất thiên tài một đời tuổi trẻ, tính như thế nào cũng không tới lượt Lý Tiêu Nam, ít nhất thiên phú ca ca ta cao hơn hắn nhiều, còn có đệ nhất thượng sử thi thiên tài bảng Vô, đệ nhất hạ sử thi thiên tài bảng Long La Phù, đều ở trên hắn. Điểm này ngược lại không ai có thể phản bác, chỉ là ca ca mà thiếu nữ này nói là ai. Dám mở miệng khiêu khích Lý Tiêu Nam, tuyệt đối không phải người bình thường. Một ít tu sĩ thông minh, trong mắt mang theo vài phần vầng sáng cơ trí, nhìn về phía bầu trời đêm, hiển nhiên đã đoán được thiếu nữ kia là ai. Nhà đầu ngốc từ đâu đến? Bốn vị kiếm thị đứng sau lưng Lý Tiêu Nam đều nhíu mày, áo trắng chập chờn, dung mạo tuyệt lệ, đường cong yêu mỹ, giống như Lý Tiêu Nam chính là thần linh, không cho phép bất luận kẻ nào nói lời nào không về hắn vậy. Bốn vị kiếm thị này đồng thời ra tay, cầm trong tay bốn chuôi chiến kiếm cấp bậc linh khí, chiến kiếm kiếm khí sắc bén, vầng sáng bỏng mắt, hóa thành bốn đạo mỹ ảnh thướt tha, bay thẳng trời cao, kiếm khí rất cường đại, có xu thế chảm phá trời xanh. Bốn vị kiếm thị này đều đã đạt đến thiên mệnh đệ ngũ trọng đỉnh phong, mỗi người đi ra đều là nhân vật xưng bá một phương, các nàng liên thủ tế ra kiếm trận, uy lực cường đại có thể nghĩ. Rất nhiều người đều giật mình. Vốn bọn hắn cũng đã đánh giá rất cao Lý Tiêu Nam, nhưng sau khi thấy bốn vị kiếm thị ra tay, mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp hắn, chỉ riêng kiếm thị ở cạnh đã cường đại như thế, thực lực bản thân hắn lại cường đại đến mức nào đây? Khó trách hắn dám khiêu chiến tán tu Vân Phi Thiên. Bành, 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 bành. Bốn vị kiếm thị từ trên thiên mạc rơi xuống, đều bị bại trận, trên người linh mang ảm đạm, linh kiếm trong tay cũng bị người đoạt đi. Lý Tiêu Nam có chút nhíu mày. Tiếp lấy bốn vị kiếm thị, mới phát hiện tu vị bốn người các nàng đều bị người phong bế, nếu không phải hắn ra tay thì các nàng có thể sẽ ngã chết trên mặt đất rồi. Mọi người cả kinh tròng mắt như muốn rớt ra, bốn vị kiếm thị cường đại lại bị một thiếu nữ lập tức đánh bại, lại còn bị cướp đi linh kiếm, đây chính là bốn kiện linh khí, cũng chỉ có Lý Tiêu Nam mới có phách lực lớn như vậy, có thể cho thị nữ của mình dùng linh khí, nhưng hắn cũng tuyệt đối khó có thể lấy ra thêm bốn chuôi linh kiếm nữa. Thật là quái rồi. Nghe thanh âm của thiếu nữ kia, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, sao tu vị lại biến thái như thế, chẳng lẽ gặp quỷ rồi sao? Có người triển khai linh thông thần nhãn, muốn tìm ra thiếu nữ nói chuyện kia, nhưng bầu trời một mảnh khoáng đạt, tinh không vạn dặm, căn bản không có một bóng người. Cũng chỉ là bốn kiện linh kiếm đê đẳng nhất, tiểu nam ngươi đối với thị nữ cũng quá keo kiệt rồi, loại linh kiếm cấp thấp này ngươi cũng không biết xấu hổ xuất ra sao. Người thiếu nữ kia đang thở dài. Trong thanh âm có vài phần dí dỏm. Tiếp theo liền nghe được phía trên truyền đến thanh âm bốn thanh kiếm gãy nát, rầm rầm rung động, thanh âm như núi sụp, người thiếu nữ kia vậy mà trực tiếp bẽ gãy bốn chuôi linh kiếm, sau đó ném xuống. Trên mặt Phong Phi Vân mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhìn lại tòa núi cao lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Tiêu Nam,
đây là linh khí huyền không đảo của Lý Tiêu Nam, mà thanh âm thiếu nữ kia chính là từ trên huyền không đảo truyền đến, rất ngây thơ, cũng mang theo vài phần trẻ trung, niên kỷ tuyệt đối không lớn. Bốn chuôi chiến kiếm cấp bậc linh khí dĩ nhiên lại cứ vậy bị một thiếu nữ bẻ gãy, đây chính là tổn thất thật lớn, cho dù Lý Tiêu Nam cũng không chịu nổi, tổn thất thảm trọng, hơn nữa thiếu nữ này rõ ràng còn nói hắn keo kiệt, ngươi lấy ra bốn kiện linh khí thử xem. Tiểu Nam, có dám đánh với sủng vật của bổn tiểu thư một trận không, nếu ngươi có thể chiến thắng sủng vật của bổn tiểu thư, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Người thiếu nữ kia lại mở miệng. Tiếp theo bên người nàng truyền đến hai tiếng mèo kêu, gọi rất mềm mại, mèo kia tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Đạm đạm, người có biết là ngủ sẽ khiến mình mập hơn không, người chính là một con mèo, ôm một cục xương gặm làm gì vậy? Người thiếu nữ kia rất tức giận, săn ống tay áo, duỗi ra cổ tay tuyết trắng nhéo lấy đuôi con mèo kia. Thiếu nữ này thật sự quá sung sướng, lại muốn Lý Tiêu Nam chiến một trận với sủng vật của nàng, đây quả thực chính là làm khó chịu Lý Tiêu Nam. Đúng lúc này Hồng Diệp Hoàng tử từ trong cổ lâm bay ra ngoài, kim quang sáng lạn, thân thể giống như thần vượn khổng lồ, hét lớn. Phong gia tiểu tà ma, ca của ngươi ở địa phương nào, gọi hắn cút ra đây chiến sinh tử với ta một trận. Phong Phi Vân cướp đi Kình Thiên Côn, làm cho Ngọc Hiền Vương Triều mất đi một kiện linh binh đỉnh cấp, cũng làm cho Hồng Diệp Hoàng tử bị lăng nhục, hắn thể nhất định phải đánh bại Phong Phi Vân, cướp đoạt Kình Thiên Côn trở lại. Hỏng bét! Đám khỉ kia lại đuổi tới, chúng ta nhanh chạy thôi. Giọng của tiểu tà ma thanh thúy, ánh mắt như nước chảy, lông mi hơi cong, nàng ngồi trên con mèo lớn bay lên không trung. Một kích của Hồng Diệp Hoàng tử đánh vào núi lớn, đánh nát linh quang thủ hộ, nhưng mà không có đánh trúng tiểu tà ma, lại đánh nát lưng chừng núi, đây chính là huyền không đao một kiện linh khí của Lý Tiêu Nam. Huyền không đao bị tổn hại, Lý Tiêu Nam nội tâm càng ngày càng tức giận. Thì ra cô gái kia chính là muội muội của Phong Phi Vân, khó trách lá gan lớn như thế, thật sự có huynh như thế nào thì có muội như thế đó. Trong lòng Hồng Diệp Hoàng tử đặc biệt phiền muộn, lại bị tiểu tà ma gọi là đại hầu tử, hết lần này tới lần khác đuổi nàng 3 ngày, đều không có bắt nàng, thiếu nữ này giống như con cá nhỏ, trơn trượt đào thoát cực nhanh chóng. Tiểu tà ma tự nhiên đã không nhỏ, đã 18, 19 tuổi, duyên dáng yêu kiều, bộ ngực cao ngất, eo mảnh như liễu. Đường cong lung linh, mái tóc dài bay theo gió, mặc trên người bộ quần áo trắng, sóng mắt ôn nhu động lòng người, lại mang theo vài phần dí dỏm, có chút nhếch. Bờ môi lên, mang theo vài phần cười tà dị, khiến người ta cảm thấy thất thần. Nàng không bao giờ còn là cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Phong Phi Vân, nắm áo Phong Phi Vân, gương mặt nữ oa của nàng cũng thành thục không ít, tú lệ động lòng người, đôi mắt long lanh như nước, lông mày kẻ đen thon dài. Gương mặt đã xinh đẹp hơn trước vài phần, rất nhiều người nhìn thấy đều thán phục. Có người chấn động nhìn qua, nhìn thấy tiểu tà ma nghiêng thế dung nhan, trợn mắt há hốc mồm, cảm thán nói. Phong gia tiểu tà ma đã biến thành hồng nhan hại nước hại dân, cho dù Nam Cung Hồng Nhan còn tại thế cũng chưa chắc sánh bằng nàng. Tên còn lại cũng thán phục, nói. Tuyệt đối là mỹ nhân cấp tai họa, nhưng mà lại thập phần nguy hiểm, trước kia là tiểu tà ma. Hiện tại nên đổi tên là Đại Tà Ma. Đương nhiên cũng có cường giả tuyệt đỉnh mở mắt chờ mong, nói. Nghe nói Phong Phi Vân và Tiểu Tà Ma có quan hệ thân mật, nếu có thể bắt nàng, chắc chắn có thể bức bách Phong Phi Vân hiện thân. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, ở đây không thiếu người thông minh, lập tức ngầm hiểu, một trưởng giáo tiên môn cười mỉa mai, nói. Người Ngọc Kiền Vương Triều chỉ sợ cũng ôm mục đích này, muốn bắt Tiểu Tà Ma. Sau đó bức bách Phong Phi Vân hiện thân, cướp lấy kim tàm kinh trên người hắn, đúng là giỏi tính toán. Tiểu tà ma ngồi trên lưng mèo trắng, vòng eo hết sức nhỏ, ngọc thể nhu hòa, có dung mạo khuynh quốc khuynh thành làm cho Lý Tiêu Nam, Bắc Minh phá thiên, quân tam thiên thất thần, như không phải muội muội Phong Phi Vân, bọn họ có lẽ là người theo đuổi tiểu tà ma. Con mèo trắng cực kỳ thần tuấn, nó biến lớn như lão hổ, toàn thân tuyết trắng, bộ lông óng ánh, mọc ra 9 cái đuôi lông xù. Đôi mắt màu hổ phách căng tròn, mọc ra một chữ cửu, nó tỏa trên trán tỏa ra hào quang sáng ngời. Tu vị Hồng Diệp Hoàng tử không thể bảo là không cao, nhưng mà không thể chạm vào góc áo của tiểu tà ma, dẫn đến tiểu tà ma cười tươi như chuông bạc, nói. Đại hầu tử, người ngay cả một con mèo cũng không đuổi kịp, nếu không ăn quả đào bồi bổ khí lực trước đi. Đôi mắt của nàng quay tít một vòng, không ngờ nàng ném ra một quả đào óng ánh, đây là một quả linh đào.
ngàn năm mới ra quả một lần, thập phần chân quý, cũng không biết nàng hái từ nơi nào, nàng ném ra ngoài giống như cho khỉ ăn. Hồng Diệp hoàng tử tức giận thổ huyết, hắn không cho rằng mình là khỉ, nhưng mà hắn vẫn vươn tay tiếp được linh đào, đây chính là linh quả có thể ngộ mà không thể cầu, có thể tiết kiệm mấy năm khổ tu. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác trong tay không đúng, ném linh đào ra ngoài, nhưng mà đã trễ, bên trong quả đào có 30 đạo phù văn, bộc phát tia chớp màu đen sáng ngời, giống như 30 cây thiên đao bổ lên người Hồng Diệp hoàng tử, làm cho toàn thân của hắn cháy đen, đặc biệt là linh đào trong tay của hắn, càng là huyết nhục mơ hồ, thiếu chút nữa cánh tay bị phế bỏ. Hồng Diệp hoàng tử khóc không ra nước mắt, tiểu tà ma thật sự quá đáng giận, chiêu số tầng tầng lớp lớp, đuổi theo nàng 3 ngày. Bị nàng âm 7 lần, trong đó có 2 lần suýt nữa lấy mạng của Hồng Diệp hoàng tử, nếu không phải hắn hấp thu hoàng kim tinh thần, luyện hóa hoàng kim tinh thần dịch, thể chất hơn xa thường nhân, nói không chừng đã sớm bị nàng tính toán chết. Trên mặt đất, rất nhiều người trên trán đầy hắc tuyến, cảm nhận được phù văn bên trong linh đào cường đại, nếu như bọn họ bị trúng một cái, chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Trong hư không có chấn động cực kỳ khổng lồ, ba lão giả cao chừng 3 mét. Chân đạp 3 bộ xương khô, dưới chân hiển hóa ánh sao, giống như đánh ra từng đạo vô thuật bao phủ trời cao. Đây là 3 cường giả tuyệt đỉnh của Ngọc Kiền Vương Triều, đồng thời tu luyện luyện thể thần thông và vô thuật cổ xưa, dùng đại vu cổ thuật phong tỏa bầu trời, muốn phong ấn tiểu tà ma vào bên trong. Ngọc Kiền Vương Triều chính là quốc gia của vu sư và người luyện thể, tu luyện thể thuật giống như cổ cương phủ, nhưng mà còn phồn thịnh hơn cổ cương phủ vô số lần, bọn họ thờ phụng thiên vu đại thần. Có được vu thần điện, nhưng mà địa vị vu thần điện trong Ngọc Kiền Vương Triều lại cao thượng, tương đương với Đại Long Tự của Thiên Long Vương Triều, cao thủ phần đông, cường giả vô số. Cổ cương man nhân tại Thần Tấn Vương Triều chỉ là một tộc, bị người ta bắt làm nô lệ, địa vị thấp, xem như man nhân chưa khai hoang, nhưng mà tại Ngọc Kiền Vương Triều 90% đều là man nhân, chính là chủ nhân quốc gia, trong mắt bọn họ, tu sĩ Thần Tấn Vương Triều chỉ là ma bệnh ốm yếu, xem như nô lệ không đáng tiền. Lão giả dẫm 3 bộ xương khô bay tới, chính là cường giả vô thể song tu của Hoàng thất Ngọc Kiền Vương Triều, vu lực trên người cực kỳ hung hãn, giống như lỗ đen lơ lửng trên trời cao, thôn phệ tất cả ánh sáng, muốn chấn áp tiểu tà ma. Hỏng bét, lão giả này đuổi tới. Tiểu tà ma trái đột phải đụng, cánh tay ngọc thon dài, váy dài chập chờn, nàng ngồi trên con mèo như cửu thiên huyền nữ, đánh ra từng đạo gió lớn đánh tan vu thuật của lão giả này. Trên người nàng bộc phát lưu quang màu ngọc, nàng né tránh vu thuật giống như xà mỹ nhân, không có bất kỳ một đạo hào quang nào đụng vào người nàng. Ngân ngân, phong gia tiểu tà ma, hôm nay ngươi trốn không thoát, chúng ta lấy 3 bộ vu thi trong tổ miếu, có thể định trụ không gian, cho dù ngươi giảo hoạt cũng không cách nào đào thoát được. Một lão giả chân đạp xương khô, định trụ không gian, phong tỏa khu vực kia, ngồi xếp bằng trên xương khô, trong đầu lâu có vũ khí lưu động. Có một đạo vu vân lao ra khỏi ánh mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu tà ma cắn lấy bờ môi óng ánh, thè lưỡi ra trêu tức, nói chuyện mang theo vào phần châm chọc. Đám khỉ già các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, mấy lão gia hỏa cùng khi dễ một tiểu nữ hài, không biết xấu hổ. Ca của ngươi Phong Phi Vân chính là ma đầu, mà ngươi là tiểu ma đầu giết người không chớp mắt, đừng có giả đáng thương trước mặt ta, không có nửa phần tác dụng. Chỉ cần có thể chấn giết ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ thì thế nào? Một lão giả khác chân đạp xương khô, lơ lửng trên mặt đất, trong đôi mắt bắn ra vô quang to lớn, phong tỏa một phương không gian, áp bách khổng lồ làm mặt đất rung động. Tiểu tà ma hai mắt mang theo tà khí và ma quang, điềm đạm đáng yêu nói. Các ngươi mới được là kẻ giết người không chớp mắt, tu sĩ phong gia chúng ta bị các ngươi mai phục, tất cả mọi người bị các ngươi vây giết, chỉ có ta chạy ra. Nếu tìm được ca ca, hắn nhất định sẽ ra tay giáo huấn các ngươi. Ánh mắt nàng chảy nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn thống khổ, bị 3 lão giả cự phách vây quanh, càng có 3 bộ vu thi định trụ không gian giống như 3 ngọn núi lớn áp lên đầu của nàng. Rất nhiều người mang theo thần sắc đồng tình, trong lòng càng cảm thấy bất mãn với 3 lão giả Ngọc Kiền Vương Triều, 3 người này là tu sĩ cự phách mấy trăm năm, nhưng lại ra tay đối phó một tiểu nữ hài, thật sự đáng giận. Đương nhiên cũng không ai dám ra mặt chào phúng, dù sao 3 vị lão giả này đại biểu chính là Ngọc Kiền Vương Triều. Lần này Ngọc Kiền Vương Triều phái rất nhiều cường giả đi tới Đồng Lô Sơn, trừ 3 lão giả này ra, còn có 4 tên vu sư tuyệt đỉnh, cũng đã sớm tiến vào Đồng Lô Sơn, cho dù người ở đây đánh bại 3 lão giả này,
thực sự thập phần sợ hãi bốn tên vu sư kia, càng không ai dám đắc tội cả Ngọc Kiền Vương Triều. Cũng chỉ có thể trách nàng đáng đời, ai kêu ca ca của nàng là Phong Phi Vân. Phía dưới, Phong Phi Vân sắc mặt phát lạnh, tuy hắn không có lòng trung thành với Phong, nhưng mà dù sao trong máu của thân thể này là huyết dịch Phong gia, người Ngọc Kiền Vương Triều làm quá phận đã khiến hắn tức giận. Liễu Duệ Hâm trên lưng Phong Phi Vân khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo thần thái không vui, nói. Phong Phi Vân chính là đại ma đầu, nhưng mà tội không liên quan tới muội muội của hắn, Ngọc Kiền Vương Triều này thật đáng ghét, quân sư huynh, Diệp sư tỷ, nếu không các ngươi giúp nàng đi. Việc này không cần xen vào mới tốt, Ngọc Kiền Vương Triều nội tình thâm hậu, cường giả như mây, một khi chúng ta ra tay, sẽ cho ngày chọc ra đại địch cho Nguyệt Tiên Giáo. Quân Tam Thiên nói ra, Diệp Ti Loan cũng không có ý định ra tay, cố kỵ rất nhiều. Trong mắt Liễu Duệ Hâm mang theo thần thái thất vọng, sao có thể bởi vì sợ hãi mà vi phạm nguyên tắc đối địch chứ, nhưng mà trong mắt nàng mang theo hào quang, mang theo vẻ sùng bái nhìn về phía Lý Tiêu Nam, nói. Lý công tử, người không phải nói người bình thân xem thường nam nhân cưỡng ép nữ hài tử, cho dù có đại ân oán, cũng không dùng cô gái yếu ớt làm áp chế mà. Lý Tiêu Nam tiêu sái tuấn giật cười cười, sau đó lắc đầu, nói. Tiểu tà ma đúng là làm việc quái đản, làm không ít chuyện ác, nếu có thể bắt nàng bức Phong Phi Vân là ma đầu kia đi vào khuôn khổ, cũng nên xem đây là thượng sách. Liễu Duệ Hâm cau mày, trong lòng sinh ra thất vọng với Lý Tiêu Nam. Những thiên chi kiêu tử, tiên môn trưởng lão đều sợ hãi rụt rè, thời điểm ra tay với tán tu Vân Phi Thiên đều rất tích cực, cũng rất hiên ngang lẫm liệt, nhưng chân chính đối mặt với quái vật khổng lồ như Ngọc Kiền Vương Triều thì bó tay bó chân không dám xuất đầu. Bằng! Đây là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, ngay cả quân Tam Thiên, Diệp Ti Loan mà nàng tôn kính nhất cũng không ngoại lệ, ngay cả Lý Tiêu Nam nàng sùng bái nhất cũng là loại người này. Lúc này nàng phát hiện một đạo chiến ý đậm đặc bay lên. Chính là từ trên người tán tu Vân Phi Thiên, làm cho nàng kinh ngạc đến cực điểm. Tu sĩ Ngọc Kiền Vương Triều đúng là không biết xấu hổ, các ngươi có thể tự đi tìm Phong Phi Vân, làm ra tay hung ác với nữ hài tử thế. Phong Phi Vân châm chọc khiêu khích nói ra, chiến ý trên người càng đậm đặc, Phật chung trong tay của hắn phát ra Phật âm, vang vọng mấy trăm dặm. Ba lão giả Ngọc Kiền Vương Triều đều cảm thấy xấu hổ, đồng thời trợn mắt nhìn Phong Phi Vân, mang theo thần sắc cảnh cáo. Tán tu đại thúc, Liễu Duệ Hâm ánh mắt dễ thương lập lòe, nhìn qua đôi mắt Phong Phi Vân, đột nhiên cảm giác hình tượng của tán tu đại thúc này trở nên cao lớn, ngay cả Lý Tiêu Nam cũng không dám chỉ trích người Ngọc Kiền Vương Triều, hắn dám mở miệng nói thế, đối mặt ba lão giả cường thế cũng không cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều người đối mặt cường quyền, ngay cả nữ nhân của mình cũng vứt bỏ mặc kệ, một mình một người trốn chạy để khỏi chết, miễn không liên quan tới mình là được. Người có thể đối mặt với lực lượng cường đại chân chính còn dám đứng ra rất ít, loại người này không phải người ngu thì tuyệt đối là có phách lực, có dũng khí, có can đảm. Tán tu đại thúc chính là người như thế. Hồng Diệp Hoàng tử nói. Phong Phi Vân cướp đi một kiện linh binh cái thế của bổn hoàng tử, ta lấy muội muội của hắn ra trao đổi, đây chỉ là chuyện bình thường. Nếu Phong Phi Vân cướp đi linh binh của ngươi, chỉ có thể nói tu vị của ngươi không bằng hắn. Chính mình không có bản lĩnh đoạt lại linh binh, còn đi bắt muội muội của hắn, loại chuyện này người bình thường không làm được. Phong Phi Vân mỉa mai nói. Hồng Diệp Hoàng tử biến sắc, tự nhiên nghe ra tán tu trước mắt có chủ tâm khiêu khích, mí mắt co rụt lại, lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cánh tay sinh ra hoàng kim, lạnh nhạt nói. Nếu ngươi dám nói nhiều một câu, sẽ trở thành địch nhân của cả Ngọc Kiền Vương Triều. Phong Phi Vân không sợ, kim quang trên người vạn trượng. Hắn giống như kim nhân ra đồng, cười lạnh nói. Không phải chỉ là một Ngọc Kiền Vương Triều hay sao, dọa được người khác chứ không dọa ta được đâu. Tán tu đại thúc, quá đẹp trai, ta ủng hộ ngươi. Trong nội tâm Liễu Duệ Hâm phi thường kích động, bị Phong Phi Vân cường thế và không sợ hãi hấp dẫn thật sâu, thật giống như hợp thể với Phong Phi Vân, bàn tay không ngừng nắm chặt bờ vai Phong Phi Vân, nàng hưng phấn như chim sẻ, muốn chiến một trận sinh tử với Ngọc Kiền Vương Triều. Phong Phi Vân khẽ nhíu mày, nhà đầu kia lá gan thật sự rất lớn, hơn nữa không giống tu sĩ bình thường, có tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, Phong Phi Vân không muốn bởi vì mình mà liên quan tới nàng, làm cho nàng đắc tội với Ngọc Kiền Vương Triều. Phong Phi Vân cởi bỏ đai lưng trên người, thả nàng xuống đất, giải trừ phong ấn trong đan điền của nàng, vỗ vỗ đầu vai nàng, nói. Liễu Duệ Hâm đúng không,
Đại thúc ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là nữ hài tử không tệ, nhưng mà có chút người ngươi không đắc tội nổi. Đại thúc, ngươi thả ta. Liễu Duệ hầm chớp đôi mắt dễ thương, tinh mang sóng gợn giạt rào, dáng người mềm mại tỏa ra hương thơm thơm mát. Đây vốn là chuyện không liên quan tới ngươi. Phong Phi Vân nói. Không chờ nàng hỏi tiếp, Diệp Ti Loan bay tới bên cạnh nàng, kéo nàng qua một bên. Sau khi buông Liễu Duệ hầm ra, Phong Phi Vân không tiếp tục cố kỵ, trực tiếp giơ thanh long trung lên, trực tiếp lao về phía Hồng Diệp hoàng tử. Đăng. Một tiếng trung vang vọng, thanh long trung hóa thành núi cao 99 mét va chạm với Hồng Diệp hoàng tử. Hồng Diệp hoàng tử vận dụng hoàng kim thánh minh đạo, thân thể cao lên như thần thú, bộc phát lực lượng khủng bố không ai bì nổi. Cả thiên địa run rẩy, kim quang quét qua tất cả, Phật trung không ngừng nổ vang, mỗi một lần đều sinh ra lực phá hoại cực lớn, mặt đất hoàn toàn bị đánh nát. Tán tu Vân Phi Thiên dường như không có dùng hết toàn lực, đã chiến mấy trận vẫn còn bưu hãn như thế, đè đánh Hồng Diệp hoàng tử, cho dù hắn vận dụng hoàng kim thánh minh đạo cũng không thể ngăn cản được sức nặng của thanh long trung, bị đánh bại lui liên tục. Tán tu đại thúc thật sự quá oai hùng, hoàng tử Ngọc Hiền Vương Triều cũng đánh không tha, vừa rồi ta nhìn thấy đại thúc một trưởng đánh vỡ bả vai Hồng Diệp hoàng tử, xé rách huyết tinh hoàng kim. Trong lòng Liễu Duệ hâm thập phần hưng phấn, trong lòng thậm chí có chút hy vọng đại thúc không thả nàng ra, như vậy nàng có thể kề vai chiến đấu với đại thúc, đánh đám người kia cho hả giận. Đám tu sĩ ở nơi này vô cùng giật mình, nhưng mà giật mình cũng không phải vì tu vị tán tu mạnh bao nhiêu, mà là giật mình Hồng Diệp hoàng tử thực lực hung hãn như thế, còn chưa đạt tới cảnh giới cự phách đã có thể đánh không phân trên dưới với tán tu tu luyện ít nhất 300 năm kia. Hồng Diệp hoàng tử không hổ là một trong năm đại thần đồ của thần linh cung, đã có được thực lực cự phách. Tán tu này ỷ vào mình tu luyện nhiều hơn Hồng Diệp hoàng tử vài năm mới có thể miễn cưỡng đánh Hồng Diệp hoàng tử lui ra, 10 năm sau, Hồng Diệp hoàng tử có thể áp chế hắn rồi. Có người cảm thấy tán tu đè đánh Hồng Diệp hoàng tử cũng không phải là chuyện gì quá khó lường, dù sao hắn tu luyện mấy trăm năm, mà Hồng Diệp hoàng tử vừa mới tu luyện chưa tới 50 năm, thiên tư của cả hai chênh lệch quá nhiều. Oanh! Cuối cùng nhất, Phong Phi Vân một cước giẫm nát đầu vai Hồng Diệp hoàng tử, giẫm hắn lún xuống mặt đất, Hồng Diệp hoàng tử muốn phản kháng, kim quang trên người tăng vọt, thi triển hoàng kim thánh minh đạo tới cực hạn, hai tay giống như hoàng kim chế tạo, một quyền phản công đánh thẳng vào chân của Phong Phi Vân. Hoàng kim thánh minh đạo không phải công pháp luyện thể mạnh nhất, cho dù ngươi rèn luyện hoàng kim tinh thần dịch, cường độ thân thể vẫn không cách nào so sánh với ta. Phong Phi Vân chân đạp lên đầu vai Hồng Diệp hoàng tử, cũng đánh ra một quyền, đánh vào nắm đấm Hồng Diệp hoàng tử, âm thanh gãy xương vang vọng. Một quyền này của Phong Phi Vân đã đánh gãy ba ngón tay của Hồng Diệp hoàng tử, Hồng Diệp hoàng tử kêu thảm một tiếng, cả đầu cánh bị Phong Phi Vân đánh gãy, hoàng kim thánh minh đạo được xưng luyện thể thuật đệ nhất Ngọc Hiền Vương Triều, trước mặt Phong Phi Vân bị đánh nát quá dễ dàng. Vào lúc này có người ý thức được không đúng, tán tu này từ đầu tới cuối chỉ dùng lực lượng thân thể thuấn khiết đấu với Hồng Diệp hoàng tử, phải biết rằng Hồng Diệp hoàng tử tu luyện chính là hoàng kim thánh minh đạo, thân thể có thể so với siêu cấp cự phách, nhưng mà quyết đấu thân thể lại bại, gãy vài cây xương. Đây là hiện tượng không tầm thường, có người sinh ra hoài nghi với thân phận tán tu này. Phong Phi Vân dùng thanh long trung trấn áp Hồng Diệp hoàng tử, cất cao giọng nói. Người của Ngọc Kiền Vương Triều nghe đây cho ta, nếu các ngươi không thu tay lại, ta sẽ lấy đầu hoàng tử của các ngươi. Ba lão giả liên thủ đối phó tiểu tà ma lúc này cười lạnh, bọn họ căn bản không tin tán tu này thật sự gây bất lợi cho Hồng Diệp hoàng tử, cho nên cũng không có dừng tay, một lão giả trong đó mỉa mai. Ngươi dám cầm người thừa kế Ngọc Kiền Vương Triều ra uy hiếp chúng ta, nếu ngươi thật muốn giết hoàng tử của chúng ta, vậy ngươi phải thận trọng hậu quả sau đó. Phốc! Phong Phi Vân không chút do dự, trực tiếp vặn nứt một cánh tay của Hồng Diệp hoàng tử xuống, trực tiếp bóp nát cánh tay này, không cho cơ hội tiếp nó trở về, triệt để khiến Hồng Diệp hoàng tử biến thành phế nhân. Ngươi! Lão giả trấn định vừa rồi lúc này run rẩy, hoàng tử điện hạ lại bị bẻ gãy cánh tay, biến thành một người tàn phế, đối với bọn họ là tu sĩ tu hành luyện thể là tổn thương nghiêm trọng, tạo thành thiếu hụt khi tu hành thể thuật, nói không chừng không cách nào trèo lên đỉnh phong. Lá gan của tán tu này quá lớn, đây xem như đã biến Hồng Diệp hoàng tử thành phế nhân. Phải biết rằng Hồng Diệp hoàng tử chính là đệ nhất thiên tài của Ngọc Kiền Vương Triều, càng là hoàng tộc kiêu ngạo, đã được chỉ định là người kế thừa tiếp theo, nhưng tao ngộ đại kiếp nạn bên ngoài Đồng Lô Sơn, bị người ta phế,
chuyện này nếu truyền về Ngọc Hiền Vương Triều, những lão giả bị phái bảo vệ Hồng Diệp Hoàng tử sẽ đầu rơi xuống đất. Đám tu sĩ ở nơi này chấn động, đây chẳng khác gì xảy ra động đất, Ngọc Hiền Vương Triều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tên tán tu này phải chết không nghi ngờ, chẳng ai có thể cứu hắn cả. Các ngươi còn chưa dừng tay. Phong Phi Vân thập phần đạm mạc, trong lòng đặc biệt bình tĩnh. Ba lão giả kia không cách nào bình tĩnh, trong mắt lộ lửa giận, giờ phút này bắt tiểu tà ma không trọng yếu, trọng yếu nhất là phải bắt tên tiểu tử này, áp giải trở về Ngọc Hiền Vương Triều, bằng không thì ba người bọn họ chết là nhỏ, gia tộc của ba người khó thoát liên quan, ba đại gia tộc có thể bị bắt cả nhà, tịch thu gia sản và diệt tộc. Ba người thu hồi ba bộ xương khô lại, trong tay ngưng tụ vô thượng vô thuật, nhưng vào lúc này một đạo khí tức điểm xấu xuất hiện trên không trung. Tất cả mọi người cảm khí thế này áp bách, ngay cả hít thở cũng không thông. Xảy ra chuyện gì? Có một người mái tóc bạc cảm giác thiên đường đang sụp đổ. Oanh! Trên hư không có một móng vuốt dài trăm mét hiện ra, khủng bố dữ tợn, giống như móng vuốt của hồng hoang cự thú, áp xuống đỉnh đầu của ba lão giả Ngọc Hiền Vương Triều. Ba lão giả này hoảng hốt, trong lòng chấn động mạnh, muốn phản kích, nhưng lại không hề có tác dụng. Hai người trong đó bị bóp chết, hóa thành hai cỗ huyết thi. Một lão giả khác miễn cưỡng trốn thoát, nhưng lại không có trốn xa thì bị bóp chết, không có lực phản kháng. Ba tên cự phách này chết quá oan uổng rồi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, trong lòng mỗi người nghi hoặc không hiểu xảy ra chuyện gì. Ngao! Ba cự phách biến thành huyết thi, bị một đầu linh thú khổng lồ nuốt vào bụng, đầu linh thú này lơ lửng giữa trời cao, chỉ có một nửa đầu và móng vuốt lộ ra giữa tầng mây. Khủng bố dữ tợn, một cái miệng đỏ như máu lớn như núi xuất hiện. Đây là linh thú vương giả tu hành hơn 2.000 năm, đôi mắt như hai mặt trời sáng ngời, sát ý kinh người, khí thế trùng thiên, dường như muốn ăn sạch mọi người nơi đây. Một tiếng thú giống khủng bố tuyệt luân vang lên, nó còn vang dội hơn cả thần lôi, giống như thiên băng địa liệt, biển cả gầm thét, so với Phong Phi Vân sử dụng sư tử hống còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, trực tiếp tươi sống đánh chết mấy trăm tu sĩ. Thân thể bạo liệt, huyết nhuộm đại địa, vài ngọn núi cách đó mấy trăm dặm bị chấn sập. Linh thú vương giả kia hiện thân, nó cao chừng ngàn trượng, chỉ móng vuốt đã dài 100 trượng, nửa người của nó hiện ra trong hư không, bao phủ một nửa bầu trời. Từ dưới nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một phần ba thân thể của nó, không thấy rõ nó là sinh vật gì, nhưng mà khí tức của nó vô cùng khổng lồ. Tu sĩ ở tầng 6 quỳ rạp xuống, toàn thân phát run. Ngay cả Phong Phi Vân cũng cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, giống như có 10 ngọn núi lớn áp lên thân thể. Đây là khí tức linh thú vương giả. Linh thú vương giả xuất thế, huyết khí rất nặng, chiến lực có thể so với chân nhân, khí tức khổng lồ khôn cùng, duỗi móng vuốt ra liền bóp chết ba tên chân nhân, nuốt vào trong miệng như bóp chết ba con sâu cái kiến. Linh thú vương giả này khẽ hút một cái, một cơn gió mạnh quét qua thân thể. Có hơn 1.000 tu sĩ bị nó hút vào trong miệng, bị nó thôn phệ, Phong Phi Vân tận mắt nhìn thấy quân Tam Thiên bị nó hút vào trong miệng, bị thôn phệ tới chết. Tính mạng vào lúc này yếu ớt như thế, một đời thiên kiêu cũng lập tức bị mất mạng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bốn kiếm thị và 16 nhạc sử của Lý Tiêu Nam có 7-8 người bị linh thú vương giả hút vào trong miệng, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, trên mặt đất còn lưu lại vài món nhạc khí phong cách cổ xưa, nhạc khí còn có mùi máu tươi. Đây là một tràng tai nạn, đến vô cùng đột ngột, làm cho tu sĩ nơi đây vô cùng hoảng hốt. Đây là linh thú vương giả, nó rõ ràng đi tới Đồng Lô Sơn. Một trưởng giáo tiên môn run sợ, không nói nên lời. Truyền thuyết tử vong của Thập Vạn Sơn Hà xuất hiện trong đầu, lúc trước bởi vì linh thú bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà biến mất, làm cho tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, cảm thấy Thập Vạn Sơn Hà là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng mà giờ phút này đã phá vỡ nhận thức của mọi người, bị dọa đến hàm răng run lên. Đây là dị thú gì, vì sao khủng bố như vậy, trước kia chưa từng gặp qua. Một trẻ tuổi tuấn tài của Nguyệt Tiên giáo lúc này quỳ rạp xuống, thân thể không ngừng run rẩy, hắn giống như bị sốt, ngay cả đại sư huynh Tiêu Nhạc Thiên mới vừa gia nhập Thập Vạn Sơn Hà còn vênh váo trùng thiên, giờ phút này lại sợ tới mức chân mềm ra, không cách nào đứng dậy được. Hỏng bét. Ta nói vì sao linh thú bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà biến mất một cách bất thường như vậy, quả nhiên có chuyện bất thường xảy ra, chẳng lẽ nói những linh thú, dị thú cường đại là bị một con linh thú vương giả tụ tập lại, muốn giết hết tu sĩ tiến vào Đồng Lô Sơn A. Trong lòng Phong Phi Vân vừa mới sinh ra suy nghĩ này trong đầu,
cả thiên địa chấn động, âm thanh đinh tai nhức óc chấn động màng nhĩ vang vọng, không biết có bao nhiêu dị thú đang chạy tới nơi này, mang theo khí thế hung ác phô thiên cái địa, một cảm giác tận thế sinh ra trong lòng mọi người, rất nhiều nhân vật trưởng lão tiên môn bị dọa chân mềm ngã xuống đất. Ngao! Lúc này linh thú vương giả ở trên không trung gào to, âm thanh chấn động phạm vi ngàn dặm, vô số dị thú, linh thú thân thể khổng lồ chạy tới hướng này, rung trời động địa, dị thú kêu gào giống như thiên quân vạn mã đang vây quanh các nơi. Hắc Phú Hỏa Cầm tu vị 3.000 năm tới nhanh nhất, môi con dài trăm trượng, trên người hỏa diễm thiêu đốt, ánh hồng đầy trời, giống như ba ngọn núi lửa bay tới, tiếng kêu vang vọng. Trên mặt đất 7-8 con rắn hình dáng giao long hiện thân. Thân hình không có gì khác long chân chính, cũng là linh thú tu luyện ngàn năm, trong thân thể có huyết mạch chân long, chiến lực khủng bố, ngoài mấy trăm dặm có thiểm điện xuất hiện tiêu diệt rất nhiều tu sĩ. Còn có vô số linh thú bay tới, có tới mấy trăm con, cả linh thú hung cầm bên ngoài thập vạn sơn hà cũng xuất hiện, lệ khí trên người rất nặng, trong đó có linh thú miệng phun tiếng người, giọng tục tằng nói. Giết sạch tất cả nhân loại xâm lấn thập vạn sơn hà, một cũng không lưu. Sau linh thú còn có vô số dị thú, giống như thú triều không thấy giới hạn. Tất cả mọi người khiếp sợ, Phong Phi Vân phản ứng đầu tiên chính là không quan tâm tới Hồng Diệp Hoàng tử, nhắc chuông lớn chạy đi. Chạy vào trong đồng Lô Sơn, bằng không tất cả sẽ chết không toàn thây, trở thành món ăn trong bụng hung thú. Phong Phi Vân thân như lưu quang đáp xuống bên cạnh tiểu tà ma, nàng vẫn còn sững sờ, tiên nhan thanh tú, bờ môi óng ánh, hiển nhiên cũng bị biến cốt đột ngột này làm hoảng sợ. Phong Phi Vân vỗ mông của nàng một cái, nói. Còn không mau trốn đi. Tiểu tà ma bộ dáng khuynh thành tuyệt đại, dáng người giống như cửu thiên tiên tử, bộ ngực no đủ, mông ngọc hơi vểnh lên, từ trước tới nay chưa ai dám đánh mông nàng, giờ phút này lại bị một đại thúc đập một cái, nhưng mà nàng lúc này không kịp tức giận, xoa xoa mông đít nhỏ, hung hăng chừng Phong Phi Vân sau đó vội vàng bay về hướng đồng Lô Sơn. Rất nhiều người bị tiếng giống to của Phong Phi Vân làm bừng tỉnh. Không có chút do dự nào cả, nhao nhao chạy thục mạng vào trong đồng Lô Sơn, mà ngay cả Lý Tiêu Nam và Hồng Diệp Hoàng tử bị đoạn một tay cũng không ngoại lệ, không có một người nào dám dừng lại một chút nào cả. Những linh thú kia xung phong liều chết xông tới, đánh chết đám người đào thoát chậm nhất, sau đó cũng đuổi theo vào đồng Lô Sơn. Đầu linh thú vương giả kia thét dài một tiếng, thân thể khẽ động, sau một khắc đã vào bên trong đồng Lô Sơn. Đồng Lô Sơn tự nhiên không phải một ngọn núi. Mà là một vùng núi cao không có điểm cuối cùng, bên trong xích diễm vạn dặm, trong đất bùn có hỏa diễm bốc cháy, tảng đá và bùn đất bị đốt thành màu vàng. Đây là di tích cực kỳ cổ xưa, tồn tại vô số hung địa cùng sát kiếp, đồng thời cũng tồn tại vô số kỳ ngộ, nói không chừng có thể đào ra một ít bảo dược hiếm thấy, hoặc là thần tài luyện chế linh khí, linh thảo luyện đan dược. Phong Phi Vân tại bước đầu tiên bước vào đồng Lô Sơn đã cảm giác được khí tức hung hiểm không nói nên lời. Dường như còn khủng bố hơn bên ngoài vài phần, nhưng mà giờ phút này không cho phép hắn nghĩ nhiều, linh thú phía sau đuổi theo quá gấp, chỉ có thể nhắm mắt lại xông về trước. Phong Phi Vân đại khái chạy vào trong đồng Lô Sơn chừng ngàn trượng thì vứt bỏ linh thú phía sau, nhưng mà hắn lại phát hiện mình đã lạc đường, hoàn toàn mất đi phương hướng. Đồng Lô Sơn dường như vô biên vô hạn, chạy không đến cuối cùng. Phong Phi Vân không dám tiếp tục xông loạn. Linh giác nói cho hắn biết đang có hung hiểm tới gần hắn, nhưng mà chung quanh lại đầy nham thạch màu vàng, không có một ngọn cỏ, chỉ có khe hở trong nham thạch có hỏa diễm bắn ra, những hỏa diễm này nhiệt độ cực cao, tu sĩ dưới thiên mệnh cảnh nếu dính vào chắc chắn sẽ trọng thương. Nhiệt độ không khí cực cao, giống như đột nhiên xuất hiện lò lửa. Những nhân loại cường giả đỉnh cấp đã sớm bước vào đồng Lô Sơn, nhưng vì sao hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của bọn họ? Trong lòng Phong Phi Vân vô cùng kỳ quái, hắn đột nhiên bị ngăn cách, bất luận sinh vật gì cũng không nhìn thấy. Khó trách nhân vật như Tà Hoàng cũng bị vây tại đồng Lô Sơn hơn ngàn năm mới thoát ra ngoài, nơi này không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Phong Phi Vân có cảm giác sau lưng có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn cảm thấy sau lưng rung nhẹ, nhưng mà mỗi lần hắn quay người lại thì không nhìn thấy thứ gì, giống như gặp phải quỷ. Phong Phi Vân cố gắng bảo mình bình tĩnh lại. Sau đó dọc theo lộ tuyến đi vào đồng Lô Sơn quay về, không muốn xâm nhập đồng Lô Sơn quá sâu, nhưng mà Phong Phi Vân liên tiếp đi 2.000 cũng không thấy cửa ra vào đồng Lô Sơn, ngược lại hắn cảm giác mình dường như đang đi sâu vào đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân càng lúc càng âm trầm, nhưng chỉ có thể kiên trì bước về phía trước, liên tiếp xuyên qua mấy chục ngọn núi lớn,
trước mắt chỉ toàn là dung nham và đất đá, còn có hỏa diễm, mặt đất càng lúc càng nóng hơn. Đột nhiên Phong Phi Vân được trong một sơn cốc có tiếng hét thảm, hắn lập tức đuổi qua, lại phát hiện trên mặt đất có một thi thể, trên đầu có cái lỗ như nắm đấm, não bị hút hết, chỉ còn lại máu chảy ra ngoài. Tu sĩ này Phong Phi Vân đã gặp qua, chính là trưởng giáo tiên môn ở địa tử phủ, tu vị đạt tới nửa bước cự phách. Phong Phi Vân cẩn thận đề phòng, hắn đề phòng nửa canh giờ, nhưng lại không có bất kỳ vật gì xuất hiện, Phong Phi Vân rất nhanh rời khỏi khu vực kia, nhanh chóng chạy tới một hướng khác. Phong Phi Vân liên tiếp đi hai ngày, không biết đi bao nhiêu ngàn dặm, nhưng mà hắn không nhìn thấy vật sống gì cả, hơn nữa hắn phát hiện một sự thật quan trọng, hắn càng lúc càng mất phương hướng. Thẳng tới trạng vạng tối ngày thứ hai, Phong Phi Vân rốt cục phát hiện một ngọn núi lớn đặc thù, núi lớn này có màu đen, trên núi khảm cự thạch khổng lồ như gương, cự thạch này có khắc chữ. Thân thể Phong Phi Vân khẽ động, hắn đáp xuống bên cạnh cự thạch kia, cự thạch cao tới 7 mét. Phía trên khắc văn tự quá xa xưa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Vạn tòa núi hoang, tử vực không người. Phong Phi Vân thì thầm. Chẳng lẽ nói trong đồng lô sơn chia thành từng khu vực, vị trí của hắn chính là tử vực không người, chẳng lẽ nói bản thân hắn cả đời không thể ra khỏi nơi này, sẽ như tà hoàng bị vây chết trong đây? Không, nơi này có lẽ thuộc bên ngoài đồng lô sơn, chính là ngăn cách người ta đi vào địa vực đồng lô sơn. Chỉ có thông qua tử vực không người mới có thể tiến vào bên trong đồng lô sơn. Đi thêm 5 ngày, Phong Phi Vân vẫn không ra khỏi tử vực không người này, trước mặt xuất hiện hoang cốc, phát hiện một di tích của đại chiến lưu lại, có một hố to mấy ngàn trượng, dường như có người cầm thần chùy cực lớn nện xuống. Ầm ầm. Phong Phi Vân cảm giác núi lớn chung quanh lay động, đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy bên ngoài hơn 10 dặm có một cô gái tuyệt sắc đang tháo chạy, chính là Thiên Chi Kiều nữ Nguyệt Tiên giáo Diệp Ti Loan. Thân pháp của nàng cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà phía sau nàng có một cơn gió màu đỏ còn nhanh hơn cả nàng, phát ra âm thanh ô ô, giống như một con ma quỷ màu đỏ muốn thôn phệ nàng. Tu vị Diệp Ti Loan không tầm thường, cánh tay ngọc thon dài vung xuống mặt đất, hai ngọn núi cao 100 mét hiện ra, sau đó lại ném ra phía sau, nhưng làm thế không có tác dụng, hai ngọn núi nhỏ này dễ dàng bị cơn gió màu đỏ thôn phệ. Trong cơn gió màu đỏ này có hai âm thanh vỡ vụn sinh ra. Hai ngọn núi nhỏ bị đập vỡ, hóa thành cát vàng đá vụn quay cuồng trong gió lốc. Nham thạch trong đồng lô sơn thập phần cứng rắn, cứng không khác gì khối sắt, nhưng lập tức bị đánh nát, có thể nghĩ một người nếu bị cuốn vào trong đó sẽ có kết quả như thế nào. Phong Phi Vân cũng không có ra tay, phi thân bay lên một ngọn núi đầy hỏa diễm, khoanh tay xem kịch vui, cười nói. Diệp Ti Loan, người cũng là cường giả cự phách, một cơn gió đã dọa người thành như thế sao? Dáng người của Diệp Ti Loan hết sức nhỏ, eo như nhu liễu, trên người có hào quang mờ mịt, tự nhiên nhìn thấy núi cao xa xa có bóng dáng Phong Phi Vân, trên mặt có mồ hôi chảy ra, hung hăng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân liếc, nói. Đây không phải cơn gió bình thường, có thể lôi ngươi xuống đất, chôn trọn đời, cường giả cự phách nếu bị cuốn vào vẫn hữu tử vô sinh. Nàng thân ảnh như lưu tinh, sau đó bay qua hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên cảm nhận được cơn gió kia mang theo phong bạo khổng lồ, những nơi phong bạo đi qua, từng tòa núi lớn bị cắn nát, hóa thành bình nguyên. Phong Phi Vân lúc này cười lạnh, Diệp Ti Loan không ngờ muốn dẫn phong bạo lên người hắn, tự nhiên không thể để cho nàng như nguyện, thân thể khẽ động, triển khai luân hồi tật tốc, tốc độ còn nhanh hơn Diệp Ti Loan ít gấp đôi, lập tức lướt ngang 10 dặm, nhanh chóng rời đi. Diệp Ti Loan vẻ mặt kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng tốc độ của Phong Phi Vân chỉ sàn sàn nàng mà thôi, nhưng lại không có nghĩ đến Phong Phi Vân có tốc độ khủng bố như thế, cho dù nàng cảnh giới cao hơn vẫn không cách nào đuổi kịp. Thời điểm Phong Phi Vân giao thủ với Diệp Ti Loan toàn lực, chỉ dùng tốc độ nhanh gấp 3 lần mà thôi. Oanh! Phong bạo cuối cùng vẫn đuổi kịp nàng, nàng đánh ra vô số thần thông, tuy nhiên cũng bị cơn gió màu đỏ thôn phệ toàn bộ, nàng cũng bị thôn phệ. Vân Phi Thiên! Ngươi không thể thấy chết mà không cứu được, ngươi một người căn bản không thể ra khỏi tử vực không người. Diệp Ti Loan đôi mắt dễ thương đầy gợn sóng, mang theo vài phần thống khổ, tội nghiệp nhìn qua Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vẫn đứng xa xa như cũ, không có ý ra tay. Cơn gió màu đỏ co rút lại, giống như cát bụi ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ kéo nàng vào lòng đất, cho dù nàng có tu vị cự phách cũng không thể phản kháng, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thời điểm nàng nửa chìm vào lòng đất, một bàn tay lớn có khí lực lớn kéo lấy nàng,
nàng mừng rỡ không thôi, biết là Phong Phi Vân ra tay, ngón tay nhỏ nhắn của nàng cầm chặt bàn tay Phong Phi Vân. Bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ Phật thủ khổng lồ đánh vào lòng đất, một đạo kim quang từ lòng bàn tay bắn ra ngoài, đánh vỡ mặt đất khu vực này, kéo Diệp Ti Loan ra khỏi mặt đất, ôm ngang vòng eo nhỏ nhắn, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, bay thẳng hơn ngàn dặm mới dừng lại. Cơn gió màu đỏ kia không có đuổi theo. Trên người Diệp Ti Loan có linh hà lượn lờ, ngọc thể cực kỳ mềm mại, làn da trắng tuyết óng ánh, một chưởng vỗ vào lồng ngực Phong Phi Vân, thân thể mềm mại như linh xà bay ra ngoài, ở trên hư không bay một đường vòng cung đáp xuống đỉnh núi cao, cười dịu dàng nhìn xuống Phong Phi Vân, nói. Cảm ơn Vân Đại Thúc xuất thủ tương trợ. Phong Phi Vân sớm đã có phòng bị, một chưởng này của Diệp Ti Loan không có làm hắn bị thương, cười nói. Đều nói nữ nhân thiện biến, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không nghĩ đến Diệp tiên tử băng thanh ngọc khiết cũng lại là loại nữ nhân này. Sắc mặt Diệp Ti Loan biến thành âm trầm, thân thể lăng không, nói. Không nghĩ đến Vân Đại Thúc cũng là nam nhân không thành thật như thế, ngươi cũng nên biết Ti Loan thật sự trở mặt, một chưởng vừa rồi có thể lấy mạng Vân Đại Thúc đấy. Kỳ thật Diệp Ti Loan có ấn tượng không xấu với Vân Đại Thúc này, tuy tán tu này từng có hiềm khích với Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Nhưng mà nàng biết rõ đây là do đệ tử Nguyệt Tiên Giáo khiêu khích trước, hơn nữa tán tu đại thúc cũng không có ra tay đánh chết đệ tử Nguyệt Tiên Giáo. Cho dù hắn bắt Liễu Duệ Hâm, nhưng không có tổn thương nàng nửa phần, cuối cùng cũng thả nàng ra. Đương nhiên chính thức làm cho Diệp Ti Loan cảm thấy đại thúc làm người không tệ, là vì tán tu đại thúc dám cả gan ra tay với cường giả Ngọc Kiền Vương Triều, đảm phách kinh người, làm việc quyết đoán, so với Lý Tiêu Nam. Quân Tam Thiên và một đám thiên tài tuấn kiệt còn mạnh hơn nhiều, điểm này đáng quý nhất. Cho nên Diệp Ti Loan không có cái nhìn xấu về Phong Phi Vân, ngược lại còn mang theo vài phần thưởng thức, cũng chính bởi vì như thế mới có thể làm Liễu Duệ Hâm tươi cười gọi Phong Phi Vân là đại thúc. Phong Phi Vân nhẹ nhàng xoa xoa ngực, làm ra vẻ nói. Nhà đầu Liễu Duệ Hâm kia đâu rồi, không phải nàng đi theo ngươi hay sao? Diệp Ti Loan cũng mang theo thần sắc lo lắng, nói. Tiến vào Đồng Lô Sơn thì lạc đường. Nhân vật cấp bậc cự phách như nàng tại Đồng Lô Sơn suýt nữa vẫn lạc, mà Liễu Duệ Hâm chỉ có tu vị thiên mệnh tam trọng có khả năng nguy hiểm, mất mạng trong hung địa. Diệp Ti Loan điều chỉnh tâm tình rất nhanh, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nói. Cửa vào Đồng Lô Sơn hoàn toàn bị linh thú và dị thú phá hủy, căn bản không có khả năng trở ra, chỉ có tiến vào sâu trong Đồng Lô Sơn mời lão tổ các tộc cùng ra tay mới ra được. Sắc mặt Phong Phi Vân không có lạc quan, nói. Đồng Lô Sơn hung hiểm chỉ sợ không chỉ là một ít thú triều kia, những lão tổ và trí cường tiến vào chỗ sâu trong Đồng Lô Sơn nói không chừng có một ít đã vẫn lạc, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không thể thoát ra khỏi Đồng Lô Sơn. Điểm này Diệp Ti Loan cũng rất đồng ý, Đồng Lô Sơn đúng là tồn tại nhiều hung địa, khốn chết vô số tiền bối trong đó, nơi này chỉ là bên ngoài Đồng Lô Sơn, thiếu chút nữa làm cho nàng vẫn lạc. Nếu là tiến vào sâu trong Đồng Lô Sơn thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Ti Loan lấy địa đồ của một giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo vẽ ra, phía trên phác họa một góc Đồng Lô Sơn, đánh dấu cửa vào Đồng Lô Sơn, còn có lộ tuyến đi vào Đồng Lô Sơn, có chút đánh dấu đặc biệt nguy hiểm. Trên bản đồ chỉ vẽ phác thảo một ít nơi hẻo lánh của Đồng Lô Sơn, nhưng mà nó vô cùng bao la, tồn tại vô số tiêu chí, mỗi một tiêu chí cách xa nhau mấy ngàn dặm. Truyền thuyết Đồng Lô Sơn chính là khu vực thần chiến tạo thành khu vực này, vĩnh hằng bất diệt, bao la khôn cùng, Đồng Lô Sơn kết nối với thập vạn Sơn Hà. Diệp Ti Loan nhanh chóng thu hồi địa đồ, không muốn làm cho Phong Phi Vân nhìn thấy một ít đánh dấu trọng yếu. Địa đồ có nhiều chỗ ghi chép một ít nơi thiên tài địa bảo sinh trưởng, còn có nhiều chỗ ghi chép mạch khoáng cổ xưa. Nữ nhân đúng là keo kiệt. Phong Phi Vân nhàn nhạt nói ra. Đôi mắt dễ thương của Diệp Ti Loan mang theo thần hà lượn lờ, không thấy rõ tiên nhan của nàng, buồn bã nói. Bức bản đồ này do giáo chủ cường đại nhất Nhật Nguyệt Tiên Giáo vẽ ra, tổng cộng chỉ có 5 phần thắc ấn, chính là của quý vô thượng của Nguyệt Tiên Giáo, có thể cho ngươi xem đã rất không tồi, nếu ngươi chịu gia nhập Nguyệt Tiên Giáo, ta có thể cho ngươi xem thêm. Diệp Ti Loan biết rõ tán tu trước mặt cường đại, muốn kéo hắn gia nhập Nguyệt Tiên Giáo, dùng một góc địa đồ Đồng Lô Sơn dụ dỗ hắn. Phong Phi Vân cười cười, trêu chọc nói. Nếu Diệp tiên tử chịu gả cho ta, ta cũng sẽ gia nhập Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Diệp Ti Loan lườm hắn một cái, nói. Đại thúc, ngươi không nhìn xem tuổi của ngươi bao nhiêu,
còn muốn trâu già gặm cỏ non, nhưng mà đại thúc nguyện ý thì ta ngược lại có thể giới thiệu cho ngươi một vị sư thúc, tuy đã tu luyện 300 năm, nhưng vẫn thanh xuân mỹ mạo, hoàn toàn xứng đôi với đại thúc. Nàng vì lôi kéo người mà đứng ra làm hồng nương, giới thiệu sư thúc của mình cho Phong Phi Vân, dùng quan hệ thông gia lung lạc đại thúc tán tu này. Phong Phi Vân vuốt chùm râu dê, lắc đầu, nói. Vậy thì thôi, không nhìn thì không nhìn. Đại thúc, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút, sư thúc của ta cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa cũng là cường giả cự phách, tuy các ngươi cao tuổi, nhưng cũng có thể tập hợp song tu, nói không chừng sẽ tăng tu vị thêm một bước. Diệp Ti Loan hết sức nghiêm túc, không giống đang trêu ghẹo Phong Phi Vân. Việc này đừng vội nhắc lại. Phong Phi Vân đi ra ngoài trước, dọc theo lộ tuyến ghi nhớ vừa rồi đi sâu vào đồng Lô Sơn. Diệp Ti Loan ngẫm lại, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Phong Phi Vân, dù sao đại thúc này rất dễ nói chuyện, không hề giống một người xấu, hơn nữa tu vị còn cao hơn nàng một bậc, hai người đồng hành có thể chiến ứng lẫn nhau. Cho dù địa đồ nơi tay, bọn họ vẫn không ra khỏi tử vực không người, liên tiếp đi nửa tháng, bất luận thiêu chí gì cũng không nhìn thấy, giống như đang đi xoay vòng. Ta hiểu rồi, đây là đại trận tự nhiên, nói cao vô tận giống như quân cờ trên bàn cờ, đang không ngừng di động, chúng ta chính là quân cờ, không cách nào nhìn thấy quỹ tích di động của chúng. Phong Phi Vân chọn dùng tiểu diễn chi thuật, hắn vỗ vào mặt đất, mỗi khi đi 10 dặm sẽ vỗ đất một lần, rất nhanh tìm được đường ra chính thức. Tốn 2 ngày rốt cuộc tìm được đường trên bản đồ. Không nghĩ đến đại thúc ngươi còn tinh thông thôi diễn chi đạo, chẳng lẽ đại thúc chính là một vị trí sư? Ánh mắt Diệp Ti Loan tỏa sáng, một cường giả cự phách giá trị đã rất lớn, nếu như cự phách còn là một trí sư cường đại, như vậy càng khó lường. Phong Phi Vân không có để ý tới nàng, trước mặt có ánh lửa trùng thiên, biển lửa vạn dặm nóng bức ghê người. Nơi này lửa bao phủ thành biển cả, mặt đất chung quanh bị đốt thành kính. Trên biển lửa có nhiều xương cốt chồng chất thành núi, trong đó có chút xương trắng còn mới, phía trên còn có huyết nhục, hiển nhiên mới không chết bao lâu, máu tươi trên xương cốt không còn. Bên cạnh biển lửa và biển thi cốt ngàn vạn vạn, không ngừng có xương cốt lăn xuống biển lửa, bị đốt cháy, vốn đã biến thành xương trắng cũng bị đốt thành cho bụi. Sau đó lại không ngừng có xương trắng lăn xuống. Biển lửa này có dấu hiệu trên bản đồ, được xưng là phần luyện hỏa vực, mang theo khí tức huy hoàng. Mình mông khó lường, cách nội địa đồng Lô Sơn rất gần. Ánh mắt Phong Phi Vân ngưng tụ trên núi xương kia, đi tới chỗ bạch cốt này cao tới 7 trượng nhưng có hình thể nhân loại, nếu còn sống chắc phải cao hơn 20 trượng, chính là một cự nhân, trên xương trắng vẫn còn có một ít máu huyết. Ngón tay Phong Phi Vân lúc này vừa vặn chạm vào phía trên, đã bị một đạo điện quang khủng bố đánh bật trở về, dùng tu vị của hắn, cánh tay ra chóc thịt bong. Những xương cốt này không thể chạm vào. Tại sao nơi này có nhiều xương cốt như thế, quả thực là một biển cốt, chẳng lẽ nơi này từng xảy ra đại chiến hay sao? Diệp Ti Loan nhìn qua biển lửa nơi đây, trong mắt đẹp mang theo vài phần sắc thái kỳ dị, ôn nhu nói. Đây là nơi quỷ dị nhất bên ngoài đồng Lô Sơn, cơ hồ tất cả tu sĩ chết ở trong đồng Lô Sơn đều tự động xuất hiện tại nơi này, bay vào trong biển lửa, đốt thành cho bụi, biển lửa trong nơi này bất diệt. Nói bậy nói bạ, đây chính là phần thi hải, toàn bộ thi cốt nơi này tới từ các nói trong địa vực, bị đốt luyện thành cho bụi, mỗi ngày thi cốt bị đốt cháy là ngàn ngàn vạn vạn, hỏa diễm trong đồng Lô Sơn trọn đời bất diệt, bởi vì có thi cốt cường giả tuyệt thế bị đốt ở đây. Giọng của Diêm Vương âm trầm vang lên trong cơ thể Phong Phi Vân. Giọng nói này Diệp Ti Loan tự nhiên nghe không được, nàng chỉ cảm giác đột nhiên trên người Phong Phi Vân xuất hiện khí tức âm hàn. Nội tâm Phong Phi Vân khẽ động. Dùng thần thức trao đổi với Diêm Vương, nói. Địa vực này lớn tới mức không thể tưởng tượng, vì sao ta chưa từng nghe nói qua, mỗi ngày đốt cháy ngàn ngàn vạn vạn bộ hài cốt, nơi đây chết bao nhiêu sinh linh. Diêm Vương chỉ cười lạnh, nói. Chẳng lẽ số mệnh trùng của đại hiền yêu tộc không có nói cho ngươi biết, ta không tin cường giả yêu tộc trừ lỗ hổng thiên thế ra, còn có biện pháp khác đi tới quốc gia nhân loại. Diêm Vương mặc dù nói rất mập mờ. Nhưng mà trong đó để lộ ra một lượng tin tức rất lớn. Trong đầu Phong Phi Vân cố gắng hồi tưởng, ngược lại tìm nơi không cách nào tưởng tượng ăn khớp với lời của Diêm Vương, nhưng lại không dám khẳng định, dù sao mấy nơi này khủng bố khôn cùng, làm sao có thể xuất hiện một lỗ hổng thiên thế trong thần tấn vương triều cơ chứ? Ngươi sẽ không tránh né từ nơi không cách nào tưởng tượng đấy chứ? Phong Phi Vân thăm dò. Diêm Vương hừ lạnh một tiếng,
không có khẳng định lời của Phong Phi Vân, cũng không có không thừa nhận, chỉ nói. Người quá yếu ớt, có nhiều thứ người căn bản không hiểu, cái gọi là thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, bạch cốt phi than, vạn vật phi đồng, rất nhiều đại nhân vật từng thông qua lỗ hổng thiên thế nghịch chuyển càn khôn, đoạt được tạo hóa, nghịch loạn âm dương, sống lại hai thế, bởi vì đây là chuyện có thể. Nhìn qua Đồng Lô Sơn, nó càng khủng bố hơn trong tưởng tượng của Phong Phi Vân, dĩ nhiên là một nơi lỗ hổng thiên thế, lực lượng thần bí mang vô số thi cốt tới nơi này, bị biển lửa đốt luyện. Diêm Vương có thể đã thông qua phương thức này lừa gạt thiên đạo, bị lực lượng thần bí đưa tới nơi đây, sau đó chạy ra khỏi Đồng Lô Sơn. Mẫu thân của hắn cũng là một yêu tộc, có thể đã từng đi tới nơi này, ở chỗ này nghịch chuyển càn khôn, đoạt được tạo hóa. Phong Phi Vân đột nhiên lên tiếng, nói. Diệp tiên tử, trong sách cổ các Nhật Nguyệt tiên giáo của các ngươi CS ghi lại Đồng Lô Sơn tồn tại bao lâu không? Ta từng đọc qua rồi, sớm nhất có thể ngược dòng tìm tới thời đại Phật tu một vạn năm trước, hoặc là từ thời đại xưa hơn cũng có ghi lại, nhưng mà vô cùng mơ hồ. Diệp Ti Loan nói ra. Phong Phi Vân gật gật đầu, truyền thuyết của người cổ cương, Đồng Lô Sơn hình thành từ 6.000 năm trước khi Vu Thần đại chiến với tồn tại khủng bố của yêu tộc hình thành nên, hiển nhiên truyền thuyết này cũng không chính xác, có lẽ Đồng Lô Sơn đã tồn tại trước đại chiến 6.000 năm trước, nhưng mà Đồng Lô Sơn hình thành tuyệt đối không phải vào 6.000 năm trước, có lẽ ngược dòng tìm hiểu tới niên đại càng cổ xưa hơn. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, bởi vì khoảng cách thời gian thật sự quá xa xưa, chân tướng cũng quá mơ hồ. Diêm Vương, ta còn thiếu nợ ngươi một chuyện, vì sao ngươi chậm chạp không nói với ta? Phong Phi Vân không thích thiếu nhân tình, hắn có cảm giác như bị người ta chế trụ. Hắc hắc, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Giọng của Diêm âm hàn, mang theo vài phần vui vẻ, sau đó chậm rãi biến thành mờ ảo, hắn lui trở về lưng và yên lặng lại. Quả nhiên là tà giả cáo già. Phong Phi Vân thu hồi thần thức, nhìn qua bạch cốt trước mặt. Bạch cốt không ngừng lăn xuống, không ngừng thiêu đốt, trong đó có một ít bạch cốt tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, toàn thân óng ánh giống như thần ngọc, tuyệt đối là hài cốt của chí cường, bị một lực lượng khủng bố dẫn vào trong biển lửa thiêu đốt, nhiệt độ nơi đó tăng lên kinh khủng, tản mát sóng nhiệt to lớn, giống như dung nham nóng chảy. Đúng lúc này một lão già lân phiến toàn thân bay tới, trên người có chấn động cực kỳ khủng bố nhìn qua Phong Phi Vân cùng Diệp Ti Loan, hắn không có nhìn nhiều. Lúc này nhanh chóng nhìn qua biển thi cốt vô tận, trên mặt mang theo thần thái vui mừng, nói. Thậm chí có chân nhân bảo cốt, nơi này chính là bảo địa vô thượng mà. Không bao lâu lại có một lão giả mặc thi bào bay tới, trong ánh mắt tinh mang bắn ra, nhìn qua biển thi cốt kia, toàn thân đang run rẩy, kích động nói. Còn có thi thể cường đại, nếu như tế luyện, chắc chắn sẽ luyện ra mấy tôn thi vương chi vương. Diệp Ti Loan lôi kéo Phong Phi Vân lui nhanh ra phía sau, chú ý cẩn thận nói. Đây là hai siêu cấp cự phách, tu luyện 500 năm trở lên, uy danh chấn thế, lão giả toàn thân lân giáp kia chính là sư thúc của cung chủ Tấn Hà Long Cung, đã hơn trăm năm chưa xuất thế, đã từng là một nhân vật hung ác, lão giả cản thi nhân kia chính là hốc chủ Đại La Thi Động Bắc Cương, Đại La Thi Động tuy kém hơn mấy thi động truyền thừa cổ xưa, nhưng mà lại là mạnh nhất trong các thi động dưới truyền thừa cổ xưa. Đặc biệt là vị động chủ này tu vị cao thâm mạt chắc, từng đánh chết một cự phách của Ngân Câu Phiệt. Tế luyện thành chiến thi. Siêu cấp cự phách chính là tu sĩ thiên mệnh bát trọng, so với cự phách bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, thập phần thưa thớt, dùng tu vị Phong Phi Vân hiện tại còn chưa phải đối thủ của siêu cấp cự phách, nhưng mà hắn có tự tin có thể đào thoát khỏi tay siêu cấp cự phách, cho nên cũng không có sợ hãi bao nhiêu. Diệp Ti Loan nhìn thấy Phong Phi Vân bộ dáng không sợ hãi, cũng rất lo lắng thay hắn. Trong lòng thầm nghĩ, vị đại thúc này đúng là to gan lớn mật, đều nói người càng già càng nhát gan, vị đại thúc này càng già gan càng lớn. Nàng nói, siêu cấp cự phách đều là bá chủ chân chính, chỉ cần có siêu cấp cự phách tỏa chấn mới có thể bảo chứng siêu cấp thế gia, siêu đại tiên môn hưng thịnh không suy, Nhật Nguyệt tiên giáo của ta có siêu cấp cự phách tỏa chấn, hơn nữa không chỉ một người. Nàng vừa bắt đầu đã muốn lôi kéo Phong Phi Vân tiến vào Nhật Nguyệt tiên giáo. Tự động giới thiệu sự cường đại của Nhật Nguyệt tiên giáo. Phong Phi Vân quay đầu nhìn nàng cười cười, trêu chọc nói. Trừ phi Diệp tiên tử gả cho ta, bằng không thì lão phu tuyệt không gia nhập Nhật Nguyệt tiên giáo. Kỳ thật ngươi nên cân nhắc sư thúc của ta. Diệp Ti Loan rất đau đầu với đại thúc lớn tuổi này, cũng đã sống mấy trăm tuổi, bây giờ lại nhìn chằm chằm vào một tiểu bối,
thực không biết hắn làm sao tu hành Phật hiệu tới cảnh giới cao thâm như thế. Hai siêu cấp cự phách Tấn Hà Long Cung và Đại La Thiên Động bắt đầu động thủ, hiển nhiên bọn họ cũng biết lực lượng thần bí nơi này trấn áp thi cốt, không cho người ngoài nhúng chàm, bọn họ đang thi triển bí pháp lấy mấy khối thi cốt ra. Sư thúc cung chủ Tấn Hà Long Cung lấy một khối trận bàn ra, phía dưới khảm 28 linh thạch, trận bàn vận chuyển, hóa thành một tấm gương sáng ngời, hắn cho tay vào trong trận bàn tay của hắn xuyên qua trận bàn xuất hiện trong biển thi cốt này. Sắc mặt của hắn vui vẻ, hắn lấy ra một bộ thi cốt có cánh, bạch cốt này có khí tức đậm đặc, trong xương cốt vẫn còn tơ máu lưu động, mỗi một đạo tơ máu giống như huyết ngọc, bảo quang 10 phần. Bổ! Tay hắn vừa vặn cầm lấy thi cốt kia, trên bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh tên siêu cấp cự phách này thành cho bụi, ngay cả trận bàn hắn lấy ra cũng bị hủy diệt, 28 viên linh thạch khảm lên cũng bị đánh nát. Một vị siêu cấp cự phách đã chết như thế. Tên hốc chủ Đại La Thi Động cũng gặp lôi điện, nhưng mà hắn lại thập phần cẩn thận, cũng không có tùy tiện ra tay như tên sư thúc cung chủ Tấn Hà Long Cung kia, cho nên hắn chỉ bị phách nửa người, một đầu cánh tay hóa thành cho bụi, giữ được một mạng. Sắc mặt tên hốc chủ thi động này cực kỳ khủng bố, lực lượng vừa rồi quá cường đại, nếu không phải hắn đổi mạng với xác ướp cổ, hắn hiện tại đã chết rồi, chỉ sợ chết ở nơi này thì thi cốt cũng không còn. Chỉ qua mấy hô hấp, hai siêu cấp cự phách một chết một trọng thương. Diệp Ti Loan thổ khí như lan, đôi mắt dễ thương ngưng trọng, nói. Những bạch cốt này có khí tức thần bí gia trì, không thể đụng vào, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phong Phi Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong đống thi cốt kia, nhìn thấy một ánh mắt chói mắt, đó là một đoạn xương cốt đỏ thẫm như ngọc, nó không ngừng rung động trong biển lửa. Đây là một khối phượng hoàng nhãn cốt, chẳng lẽ có phượng hoàng chết ở nơi này, bị lực lượng thần bí hút tới nơi này? Ngươi muốn làm gì vậy? Diệp Ti Loan thấy Phong Phi Vân chậm chạp không rời đi, sợ hắn làm ra chuyện gì đó. Hốc chủ Đại La Thi Động cười lạnh, nói. Ngươi hẳn cũng dám đi lấy thi cốt hay sao? Ngân, nơi này có lực lượng thần bí gia trì, cho dù là chân nhân tới cũng bị đánh chết không lầm. Diệp Ti Loan nhìn thấy ánh mắt Phong Phi Vân trở nên nóng rực, cho là hắn bởi vì bảo cốt mê muội, chủ động duỗi bàn tay trắng như ngọc muốn đem kéo hắn đi, thổ khí như lan, nói. Đại thúc, ngươi tỉnh lại đi, bảo cốt nơi này không phải sức ngươi có thể lấy được, tùy tiện đụng vào sẽ tao ngộ sát kiếp đấy. Đây chính là một khối phượng hoàng nhãn cốt A, nếu có thể luyện hóa nó, có thể rèn luyện ra khối phượng cốt thứ ba, hơn nữa phượng hoàng thiên nhãn cũng sẽ đạt tới tầng thứ cực cao, trên có thể khuy thiên, dưới có thể xuyên địa, nhìn qua mọi vô căn cứ, giúp Phong Phi Vân lĩnh ngộ thiên đạo, tu hành tiểu diễn chi thuật có tác dụng cực lớn. Ta muốn thử một chút. Phong Phi Vân cho dù như thế nào cũng không thể bỏ qua phượng hoàng nhãn cốt, đối với tu hành có ích thật sự quá lớn, có thể tăng cao tốc độ tu luyện. Nếu dựa theo quá trình tu hành bất tử phượng hoàng thân bình thường, muốn tu luyện tới khối phượng cốt thứ 99 mới có thể tu luyện ra khối nhãn cốt đầu tiên, vậy thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nghe được Phong Phi Vân nói thế, Diệp Ti Loan càng im lặng với đại thúc này, lực lượng gia trì thần bí nơi này có thể đánh chết siêu cấp cự phách, hắn vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, chuyện này phải chết không thể nghi ngờ. Mà tên hốc chủ Đại La Thi Động cười lạnh không ngừng. Cam tâm tình nguyện nhìn thấy có người tao ngộ đại nạn, bị lôi điện đánh chết. Phượng Hoàng nhãn cốt thật sự quá chân quý, đối với Phong Phi Vân mà nói nó còn chân quý hơn tứ phẩm linh khí, ngũ phẩm linh khí cả trăm lần, một khi bỏ qua cơ hội này thì hắn sẽ hối hận. Diệp Ti Loan nhẹ nhàng thở dài, đại thúc này đã đạt tới cảnh giới cự phách, nhưng mà hắn không thể khống chế tâm tình của mình, một khối xương cốt cho dù chân quý cũng không thể quý hơn mạng của mình. Nàng vốn định rời đi. Nhưng mà cuối cùng vẫn lưu lơi, trong lòng có chút lo lắng, do dự một chút mang linh khí hộ thể Nguyệt Tinh Luân đưa cho Phong Phi Vân, dù sao Phong Phi Vân đã cứu nàng một lần. Cảm ơn. Phong Phi Vân cũng không khách khí, bởi vì hắn không có nắm chắc tuyệt đối, có thể có nhiều ra một kiện linh khí hộ thể thì quá tốt. Hắn ngồi dưới đất, kim quang trên người bắn ra, Nguyệt Tinh Luân lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, giống như có mặt trăng xoay tròn trên đầu. Thân thể của hắn đang cách phượng hoàng nhãn cốt chưa đủ một mét, thò tay liền có thể nhặt lên, nhưng mà nếu hắn đi nát, tất nhiên sẽ tao ngộ tai nạn, chết không toàn thây. Cả hai nhìn như thật gần, nhưng lại cách một cái hào rộng không thể vượt qua, bất luận kẻ nào cũng tao ngộ sát kiếp mạnh mẽ. Xương trắng này khẳng định cách một bình chướng thiên địa vô cùng cường đại,
không thể vượt qua, nhưng mà tầng bình chướng thiên địa này tuyệt đối không mạnh bằng bình chướng ngăn cách nhân giới và địa ngục. Thanh đồng cổ thuyền có thể xuyên thẳng qua địa ngục cùng nhân gian, có lẽ cũng có thể xuyên thẳng qua tầng bình chướng này. Tu vị Phong Phi Vân hiện tại đã có thể sử dụng thanh đồng cổ thuyền trong thời gian ngắn ngủi, đây là lực lượng thanh đồng cổ thuyền, cũng chỉ có mượn thanh đồng cổ thuyền mới có thể lấy Phượng Hoàng nhãn cốt ra ngoài. Hốc chủ Đại La Thi Động mang theo tâm tình xem kịch vui, hắn chuẩn bị thập phần đầy đủ, suýt chút nữa là vẫn lạc, hắn cảm thấy Phong Phi Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sau một khắc sẽ bị lôi điện đánh chết. Oanh! Đột nhiên trong đan điền Phong Phi Vân có một vầng sáng màu xanh hiện ra, mang theo phong cách cổ xưa và khí tức rách nát, nguy nga mà to lớn, giống như có sách thần mở ra trong thân thể của hắn, vầng sáng mạnh làm cho Diệp Ti Loan và Hốc chủ Đại La Thi Động bị mù trong ngắn ngủi. Lúc bọn họ mở mắt ra lần nữa, lôi điện đánh xuống, phát ra âm thanh đùng đùng, thi hải như bị đánh nát, ngàn vạn thi cốt hóa thành bột phấn. Đây là thiên uy, khi có người nghịch lại nó sẽ bị trừng phạt, cả đồng lô sơn đều run rẩy một chút. Mặt đất chung quanh phần luyện hỏa vực bị nghiền nát không chịu nổi, rất nhiều hỏa diễm từ trong bay ra ngoài, giống như lưu tinh hỏa vũ từ trên cao hàng lâm xuống. Không ngờ tạo thành động tĩnh lớn như thế, xem ra là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tên Hốc chủ Đại La Thi Động cười khanh khách không ngừng. Phốc, toàn thân Phong Phi Vân cháy đen, trên người có vô số lôi điện lượn lờ, trong miệng phun máu tươi, bị lôi điện đánh cho trọng thương, nhưng mà ánh mắt đen trắng rõ ràng lại mang theo nét hưng phấn khó nhịn, trong tay cầm khối phượng cốt đỏ thẫm, toàn thân óng ánh giống như thần ngọc. Loảng xoảng, Diệp Ti Loan cho hắn mượn Nguyệt Tinh Luân bị lôi điện bổ trúng, vỡ vụn ra, hóa thành khối sắt đen xì mất đi linh tính. Cái gì? Hắn vậy mà không chết, còn thành công lấy một khối bảo cốt ra ngoài. Diệp Ti Loan cả kinh không khép miệng được, đại thúc này quá cực phẩm, không, là quá trâu bò, ngay cả chân nhân không làm được nhưng hắn đã làm được. Nàng hồn nhiên quên đi nhị phẩm linh khí bị tổn hại, trong lòng của nàng vô cùng khiếp sợ. Hắn, vừa rồi tế ra một thứ gì đó, hình như là chiếc thuyền rách nát. Hốc chủ Đại La Thi Động khó hiểu, nhưng mà trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Càng ngày càng trở nên dữ tợn. Điện quang trên người Phong Phi Vân từ từ biến mất đi, tuy thành công thu lấy Phượng Hoàng nhãn cốt bên trong ra ngoài, nhưng mà hắn cũng bị đánh trọng thương, nếu như vừa rồi xui xẻo, cho dù mượn nhờ thanh đồng cổ thuyền cũng sẽ không thể vượt qua thiên kiếp vừa rồi. Mang bảo cốt và bảo thuyền thần bảo trong tay ngươi ra đây, có thể thả ngươi một con đường sống. Hốc chủ Đại La Thi Động xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân, bàn tay bóp cổ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân linh giác hơn người, trong sát na Hốc chủ Đại La Thi Động ra tay đã triển khai luân hồi tật tốc bay vút đi, tránh thoát một kích này, giơ thanh long chung lên nện vào đầu đối thủ. Lực lượng thanh long chung như núi, giống như Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Tuy Hốc chủ Đại La Thi Động bị trọng thương, nhưng mà dù sao tu vị chính là siêu cấp cự phách, phản ứng cực nhanh, nhanh chóng quay người một chưởng đánh ra, đối chiến thanh chuông đồng, nhưng mà bàn tay của hắn vừa tiếp xúc thanh long chung thì cảm giác không đúng. Lực lượng quá cường hãn, viễn siêu giống như cự phách. Bành! Hốc chủ Đại La Thi Động bị đánh thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, hai chân khẽ run lên, thiếu chút nữa té xuống đất. Đôi mắt Diệp Ti Loan dễ thương dịu dàng, trong tích tắc nàng do dự, liền lập tức ra tay, thân như lưu tinh, tế bổn mạng linh khí ra, một thanh kiếm mảnh nhỏ như lông châu bay ra ngoài, đâm thẳng vào lưng Hốc chủ Đại La Thi Động, đâm xuyên qua người của hắn. Hỗn đản! Hốc chủ Đại La Thi Động thổ huyết, cắn chặt răng, hắn lấy cản thi linh ra, thi khí rất nặng, hàn khí bức người, Diệp Ti Loan kết ấn ký và đánh ra một chiêu bảo thuật, nhưng lại bị cản thi linh ngăn cản lại, bị đánh bay ra ngoài. Cường giả siêu cấp cự phách cho dù bị thương nặng cũng vô cùng cường đại như cũ, có thể dễ dàng chấn giết cự phách. Hốc chủ Đại La Thi Động vô cùng phiền muộn, vốn tưởng rằng dùng thân phận và tu vị của hắn đối phó một tu sĩ bị thương nặng và một nữ tử hẳn là dễ dàng. Nhưng mà làm cho hắn không ngờ tới là, cường độ thân thể Phong Phi Vân cực kỳ kinh người, có thể sánh vai thiên mệnh cửu trọng, cho dù bị thương nặng nhưng lực lượng mạnh mẽ như trước. Hơn nữa Diệp Ti Loan cũng không phải là nữ tử bình thường, có được tu vị cự phách, hơn nữa chính là thiên chi kiều nữ, chiến lực còn cường đại hơn cự phách bình thường rất nhiều. Oanh, oanh, oanh! Phong Phi Vân giống như một con hung thú, không ngừng huy động thanh long chung bức lui Hốc chủ Đại La Thi Động ra phía sau. Hai người đều thổ huyết, thương thế trên người không ngừng tăng lên. Tuy Diệp Ti Loan bị cản thi linh đánh lui, nhưng lại cũng không có bị thương nhiều chỗ,
lần nữa tế bổn mạng linh khí, liên tiếp đâm vào người Húc chủ Đại La Thi Động 20 kiếm, mà nàng cũng bị Cản Thi Linh đánh trúng 18 cái, bị thương nặng. Ta, không, cam. Húc chủ Đại La Thi Động cuối cùng ngã xuống, sinh cơ trên người đoạn tuyệt, bị Phong Phi Vân một cước đá vào phần luyện hỏa vực, toàn thân bốc cháy sau đó hóa thành quả cầu lửa. Một siêu cấp cự phách xưng hùng thiên địa mấy trăm năm, nhưng lại chết thảm trong tay hai tu sĩ trẻ tuổi, hắn tự nhiên thập phần không cam lòng. Diệp Ti Loan thân mềm như lá liễu, trên người có rất nhiều vết máu, nhưng mà nàng vẫn diễm lệ xuất trần như cũ, thở dốc thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, nói. Vậy mà đánh chết Húc chủ Đại La Thi Động, đây chính là một siêu cấp cự phách. Nhân vật cấp bậc như Húc chủ Đại La Thi Động là cùng thế hệ với sư phụ và sư thúc của nàng, là tà đạo bá chủ mà nàng trước kia phải nhìn lên, nàng chưa từng nghĩ qua sẽ giao thủ với loại người như thế, nhưng mà hiện tại tồn tại khủng bố kia đã chết trong tay của nàng, làm cho nàng cảm giác như mộng ảo. Không phải là giết một siêu cấp cự phách thôi sao, không có gì phải kinh ngạc cả, thiên tư của ngươi không tầm thường, sớm muộn gì cũng mạnh hơn hắn. Phong Phi Vân cũng rất bình thản, đặt mông ngồi xuống đất, điều động kim tàm Phật khí trong người điều trị thân thể. Tuy Phong Phi Vân bị thương nặng nhưng hắn không có phục dụng đan dược gì cả, kim tầm Phật khí còn hiệu quả tốt hơn cả đan dược. Diệp Ti Loan ăn một viên nhị phẩm linh đan vào bụng, điều dưỡng thương thế, nhưng mà nội tâm không cách nào bình tĩnh được, nói. Người có biết Húc chủ Thi Động là quái vật gì hay không? Nếu như tin tức hắn bị chúng ta liên thủ đánh chết, tất nhiên sẽ khiếp sợ hơn phân nửa tu tiên giới. Hai người chúng ta muốn không dương danh thiên hạ cũng khó. Đến lúc đó ta nói không chừng sẽ có tư cách kế nhiệm giáo chủ đấy. Ngươi muốn làm giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên giáo sao? Phong Phi Vân vừa dưỡng thương vừa nói. Diệp Ti Loan nói. Chỉ có trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên giáo mới có thể đạt được nhiều tài nguyên tu hành, tương lai có thể bước vào thiên mệnh cửu trọng, thậm chí trùng kích chân nhân cảnh. Nếu không thể trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên giáo, như vậy sẽ không có nhiều tài nguyên cung cấp cho ta, dùng thiên tư của ta tối đa chỉ có thể đạt tới thiên mệnh bát trọng đỉnh phong mà thôi. Đối với những tiên giáo mà nói, bởi vì đệ tử quá đông, tài nguyên tu luyện không phải ai cũng có tư cách đạt được, chỉ có làm cho chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng thể hiện tiềm lực bản thân, leo tới vị trí rất cao, như vậy mới có đủ tư cách mạnh hơn nữa, tu vị cũng tăng lên cao. Đối với người tu luyện mà nói, thiên phú là một phương diện, tài nguyên chính là phương diện khác. Giống như Long La Phù, bởi vì hấp thu tài nguyên hoàng tộc tích lũy mấy trăm năm, sau khi lên ngôi, trong thời gian một năm ngắn ngủi đã đạt tới nửa bước chân nhân, nếu như nàng không có trở thành tấn đế, như vậy những tài nguyên này không có phần của nàng, nàng hiện tại cũng không có khả năng có được lực lượng cường đại như thế. Phong Phi Vân nói, nếu ngươi là thiên tài cấp sử thi, vị trí giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên giáo là của ngươi chứ không phải của ai. Tương lai trùng kích chân nhân cũng dễ dàng hơn. Diệp Ti Loan lườm Phong Phi Vân, nói. Thiên tài cấp sử thi đều là con cưng của trời xanh, một thời đại chỉ xuất hiện một người, cho dù thần tấn vương triều phát sinh hiện tượng thiên văn, quần long phệ thiên, thiên đạo quy tắc cải biến mới xuất hiện 20 mấy thiên tài cấp sử thi, khách quan so sánh với thần tấn vương triều có hơn 1.000 ước nhân khẩu mà nói, tỷ lệ sinh ra thiên tài cấp sử thi quá thấp. Phong Phi Vân cười nói. Vậy thì chưa chắc. Thiên tài cấp sử thi cũng có thể hậu thiên tạo thành, nếu có thể tìm được một gốc linh thảo sử thi vạn năm trong truyền thuyết, có thể tăng thể chất thân thể lên, đạt tới trình độ thiên tài cấp sử thi. Hậu thiên cũng có thể hình thành thiên tài cấp sử thi. Đôi mắt Diệp Ti Loan sáng lên, trên mặt đầy động dung, nhưng mà chợt nàng bình tĩnh lại, nói. Cho dù có linh thảo sử thi trong truyền thuyết, tuyệt đối khó kiếm, bằng không thiên tài cấp sử thi đã đi khắp nơi trên đất. Truyền thuyết sâu trong Đồng Lô Sơn có yêu tộc thần tàng, là nơi tụ tập yêu thi, cũng là nơi các linh thảo thần kỳ sinh trưởng, nói không chừng có thể tìm kiếm được. Phong Phi Vân cũng có hảo cảm với Diệp Ti Loan, nếu không có nàng, khả năng hắn đối phó Húc chủ Đại La Thi Động là rất khó khăn, nếu thật sự có thể tìm được yêu tộc thần tàng, trợ nàng đạt tới thiên tài cấp sử thi cũng không phải là chuyện gì. Hơn nữa phải tìm yêu tộc thần tàng, như vậy nhất định phải mượn nhờ một góc địa đồ của nàng. Diệp Ti Loan tự nhiên thập phần động tâm, tu tiên lộ thật sự quá gian nan, đặc biệt là tới cảnh giới cự phách, mỗi khi đột phá một tiểu cảnh giới đều lên vô số thời gian và tài nguyên, nếu có thể đủ tìm kiếm được yêu tộc thần tàng, tìm được tài nguyên cường đại, đủ để nàng tương lai tu luyện tới thiên mệnh cửu trọng, thậm chí trùng kích chân nhân cảnh. Phong Phi Vân dùng kim tầm Phật khí ngưng tụ thành một quả Phật đan lớn chừng long nhãn,
kim quang sán lạn, Phật vân từng đạo, chung quanh có hào quang và Phật quang lưu động. Ăn quả Phật đan này vào đi, có thể trong thời gian ngắn nhất giúp ngươi khôi phục thân thể. Phật đan này tuy có linh khí nồng đậm, nhưng mà trong lòng Diệp Ti Loan phỏng đoán đây là một viên nhị phẩm linh đan, dù sao tam phẩm linh đan quá chân quý, ai cũng không tùy tiện lấy ra tặng người, cho nên nàng rất thản nhiên tiếp nhận sau đó ăn vào. Sau khi nàng ăn vào, liền cảm giác được Phật lực vô cùng tinh thuần rót vào trong người của mình, hóa thành ngàn vạn đạo kim mang lưu chuyển trong người, không ngừng bao hàm dưỡng dục và rèn luyện kinh mạch bản thân, có một tầng Phật quang mỏng manh lưu động trên da thịt óng ánh của nàng, nàng càng trở nên cao quý và thánh khiết. Tâm hồn thiếu nữ khó mà bình tĩnh, đây là linh đan cấp bậc gì? Đan dược dược tính thật sự quá cường đại, không chỉ giúp nàng chữa trị thân thể nhanh chóng, càng làm cho linh khí trong người của nàng lột xác, trở nên tinh thuần hơn xưa, được gột rửa một lần. Phong Phi Vân tự nhiên không biết Diệp Ti Loan khiếp sợ trong lòng, hắn đang đắm chìm vào trong thế giới của mình, hắn cầm khối phượng cốt đỏ thẫm trong lòng bàn tay, vầng sáng sáng lạn, nhiệt độ nóng rực giống như đèn cổ sáng ngời. Bắt đầu vận chuyển bất tử phượng hoàng thân, phượng cốt ở đỉnh đầu cùng trái tim tỏa ra hào quang sáng ngời, có vô số hào quang và hỏa diễm liên kết hai khối phượng cốt với nhau, sau đó tụ tập vào mắt trái, hình thành vòng xoáy trong mắt trái. Phong Phi Vân trực tiếp đem phượng hoàng mắt cốt đè vào mắt trái của mình, phượng hoàng đầy lửa từ từ dung nhập vào mắt trái của hắn, hình ảnh này chẳng khác gì khối đá lửa đụng vào tinh cầu màu đen, cả hai dung hợp rất nhanh. Khối phượng cốt nhanh chóng dung nhập vào, cũng không có sinh ra lực bài xích quá nhiều. Phong Phi Vân hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu toàn lực vận chuyển bất tử phượng hoàng thân, làm cho khối phượng cốt tương dung với thân thể của hắn thật nhanh, triệt để luyện hóa thành xương cốt của mình. Cả thân thể Phong Phi Vân như có hỏa diễm đang thiêu đốt mãnh liệt, ba khối phượng cốt đang tỏa ra kỳ quang sáng lạn, lưu động vô số phượng hoàng tinh hoa, rèn luyện huyết nhục xương cốt của Phong Phi Vân, trong xương cốt có vô số linh khí tỏa ra xông vào trong đan điền. Ba khối phượng cốt hoàn toàn tương dung với thân thể, cường độ thân thể tăng cao một đoạn, lực lượng có tăng thêm mãnh liệt, hiện tại Phong Phi Vân nếu giao thủ với Diệp Ti Loan cũng không có cố sức gì cả, trong 10 chiêu là có thể đánh bại nàng. Hơn nữa cường độ thân thể tăng lên cũng kéo tu vị tăng lên, làm cho tu vị Phong Phi Vân tăng tiến, đạt tới thiên mệnh lục trọng hậu kỳ. Xem ra phấn đấu lúc này cũng rất đáng giá. Phong Phi Vân dùng thần thức quan sát thanh đồng cổ thuyền. Phát hiện thanh đồng cổ thuyền bị lôi điện bổ trúng thì càng trở nên thần bí cổ xưa, dấu vết rỉ sét màu xanh rơi xuống, lộ ra một ít vân ấn cổ xưa, giống như nó ghi chép văn minh nào đó. Phong Phi Vân không cách nào xem hiểu những vân ấn này, nhưng lại phát hiện mình và thanh đồng cổ thuyền sinh ra liên hệ đặc thù, hơn nữa thời gian kích hoạt thanh đồng cổ thuyền càng dài hơn trước, dùng tu vị Phong Phi Vân hiện tại có thể kích hoạt thanh đồng cổ thuyền trong nửa giờ, trước kia chỉ có thể sử dụng trong 10 hô hấp mà thôi. Nếu có kích hoạt thanh đồng cổ thuyền, sử dụng lực lượng bổn nguyên của nó chiến đấu, chỉ sợ chiến lực của ta sẽ gia tăng rất nhiều lần, đủ để dung chuyển siêu cấp cự phách. Trong lòng Phong Phi Vân đầy kích động, hiện tại cho dù siêu cấp cự thạch không buông tha cho hắn, hắn cũng dám tới đánh một trận. Giờ phút này Diệp Ti Loan ở một bên, Phong Phi Vân cũng không tiện tế thanh đồng cổ thuyền ra, hắn không tiện nghiệm chứng chiến lực của mình, dù sao cũng không vội trong nhất thời, tương lai còn có rất nhiều cơ hội. Đây là át chủ bài lớn nhất của Phong Phi Vân hiện tại, không thể tùy tiện sử dụng. Phong Phi Vân tu hành lần này tốn hao thời gian 2-3 ngày, khi hắn mở mắt ra, Diệp Ti Loan cũng đã sớm tu hành xong. Nàng đứng bên bờ phần luyện hỏa vực, thanh tú như hoa tường vi, đôi mắt như sóng nước, lộ dáng dáng người yểu điệu, tóc dài có hỏa diễm chập chờn, làm cho nên nàng hiện tại giống như tiên tử trong lửa. Phong Phi Vân nhìn qua bóng lưng thướt tha của nàng. Khóe miệng cong lên, đứng dậy, nói. Chúc mừng Diệp tiên tử thương thế khỏi hẳn, tu vị lại có tinh tiến. Phong Phi Vân luyện hóa Phượng Hoàng nhãn cốt, Phượng Hoàng thiên nhãn đã đạt tới cảnh giới cực cao, nhìn cái đã nhận ra Diệp Ti Loan đạt tới cự phách trung kỳ, tu vị tăng lên một tiểu cảnh giới. Diệp Ti Loan thanh nhã động lòng người, tuyệt sắc ung dung, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng, nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Một kẻ tán tu. Vân Phi Thiên. Phong Phi Vân chỉnh y phục, vuốt chòm râu. Nói bậy, một kẻ tán tu làm gì có được Phật đan chân quý như thế, không chỉ có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục thân thể cho ta, còn có thể tẩy rửa linh khí, bao dưỡng huyết dịch, vậy mà ta trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi lại đột phá cảnh giới, đạt tới cự phách trung kỳ, ngươi có mục đích gì?
Ánh mắt Diệp Ti Loan rất phức tạp, cảm thấy đại thúc trước mắt làm cho nàng nhìn không thấu. Đối với người khác mà nói, kim tầm Phật khí ngưng tụ Phật đan vô cùng chân quý, nhưng mà đối với Phong Phi Vân mà nói, loại kim tầm Phật đan này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên kim tầm Phật khí gột rửa linh khí, bao dưỡng huyết dịch cũng chỉ có hiệu quả rất lớn trong lần đầu tiên, lần thứ hai sẽ không có hiệu quả như thế, nhiều nhất chỉ có thể chữa thương. Trong lòng Diệp Ti Loan tự nhiên cả kinh, dù sao nàng mới vừa vặn đột phá thiên mệnh thất trọng, dùng nàng phỏng đoán, cần ít nhất 10 năm mới có thể đột phá đến thiên mệnh thất trọng trung kỳ, cần 200 năm mới có thể đột phá thiên mệnh bát trọng. Nhưng mà trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi nàng lại đột phá tới thiên mệnh thất trọng trung kỳ, hơn nữa tu vị còn được củng cố chưa từng có, linh khí càng thêm tinh thuần, ngay cả thể chất cũng gia tăng một tia, đây quả thật đã vượt qua nàng tưởng tượng. Phong Phi Vân cười nói, ta có giáp tâm gì, không lẽ lấy tiên tử làm thê tử cũng có gì sai hay sao? Diệp Ti Loan đúng là không cách nào phản kháng, người khác không chỉ cứu ngươi một mạng, còn tặng cho ngươi một viên bảo đan có thể giảm bớt 10 năm khổ tu, nàng còn có thể nói cái gì? Ánh mắt đẹp của nàng biến hóa, tâm hồn thiếu nữ chấn động, do dự thật lâu, cuối cùng u thán một tiếng. Nếu đại thúc nhắc tới chuyện này, Ti Loan không dám đồng hành với đại thúc A. Đừng A hát, không cần đề cập tới, đại thúc tôn trọng lựa chọn của ngươi. Phong Phi Vân nói. Thân ngọc Diệp Ti Loan thon dài, cặp môi đỏ mọng óng ánh, có cảm giác linh hoạt kỳ ảo, nói. Kỳ thật đại thúc ngươi rất không tồi, nếu có thể trẻ lại 200 tuổi, Ti Loan sẽ cân nhắc song tu với đại thúc, làm một đôi đạo lữ không phải không thể, nhưng mà. Có thể làm cho một tiên tử đạo tâm kiên định nói ra lời như thế, đã là một chuyện rất khó lường. Có thể thấy được Diệp Ti Loan cũng sinh ra hảo cảm thân cận với Phong Phi Vân, trong đó còn có vài phần tôn kính. Nói cho cùng ngươi vẫn che ta già, cho dù ta làm như thế nào, ngươi cũng sẽ không cảm động. Phong Phi Vân buồn vô cớ như mất đi, dọc theo phần luyện hỏa vực đi vào sâu trong nội địa Đồng Lô Sơn, biểu lộ thập phần yêu thương, có cảm giác tráng sĩ tuổi già, lực bất tòng tâm. Diệp Ti Loan đi theo ra ngoài, ngọc thể thướt tha, hào quang lượn lờ, trên người mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nói. Đại thúc, nếu thật cảm thấy mình tuổi già, có thể cân nhắc sư thúc của ta, chúng ta. Đúng là không thích hợp, tuổi chênh lệch thật sự quá lớn. Ai, người tu tiên, tuổi thọ xa xưa, tuổi căn bản không phải vấn đề, ngươi muốn từ chối ta, kỳ thật ngươi không cần để trong lòng, ta tự hiểu lấy mình, ta đúng là không xứng với ngươi, lớn lên lại không tuấn lãng, lại cao tuổi, thiên tư cũng không bằng ngươi, nếu ngươi gả cho ta, chắc chắn sẽ bị kẻ khác cười nhạo. Phong Phi Vân lắc đầu thở dài, có cảm giác buồn vô cớ và cô đơn. Đại thúc, Ti Loan không phải nữ tử trong tưởng tượng của ngươi đâu, nhưng mà ta thật sự không có ý định tìm bạn lữ song tu, càng không có ý chê đại thúc. Lông mày Diệp Ti Loan uốn lượn, trong mắt nhu tình như nước, sợ tán tu đại thúc hiểu lầm, dù sao nàng có rất ít bằng hữu trên con đường tu hành, nàng cảm thấy nói chuyện với đại thúc này rất hợp duyên, cũng xem như đạo hữu thâm giao, hoặc nói là một tiền bối đáng kính. Đây là hình ảnh thập phần kịch tính, đại thúc này rất không kém, tu vị thập phần cường đại. Đại thúc trung niên lắc đầu thở dài, trên mặt mang theo yêu thương, cảm thán tình cảm thất bại, mà tiên tử ở sau lưng không ngừng an ủi hắn, muốn giới thiệu sư thúc của mình cho hắn quen. Rốt cục đi vào nội địa Đồng Lô Sơn. Đại thúc trung niên và Diệp Ti Loan đều dừng bước lại, trở nên nghiêm túc, không ngừng phóng xuất thần thức ra ngoài, khí tức hồng hoang ập vào mặt, làm cho người ta thở dốc khó khăn, giống như bị đại thế áp bách. Nhìn qua dãy núi xanh biếc trước mặt. Nếu không phải hắn nắm giữ một góc địa đồ, biết rõ đây chính là nội địa Đồng Lô Sơn, bằng không còn tưởng rằng đã đi ra khỏi Đồng Lô Sơn, đi tới thế giới bên ngoài. Dãy núi cao phập phồng, giống như trụ chống trời, không ngừng kết nối đại địa, tiến thẳng vào tầng mây, có vô số cổ mộc che trời sinh trưởng trên cao, vách đá dốc đứng, phía trên có dây leo rậm rạp, linh dược sinh trưởng rất nhiều. Trên đỉnh núi có nước chảy, trong thác nước còn có linh tuyền. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn qua một tòa núi cao, nhìn thấy một trường kiếm hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, chiến kiếm đã đứt gãy, nhưng mà hỏa diễm trên thân kiếm không dứt, đem trọn phiến vách đá này thiêu đốt đỏ thẫm, lộ ra bộ dáng giật mình. Kiếm khí mạnh hơn. Đây là một thanh chiến kiếm mà Phong Phi Vân rất quen thuộc, chính là kiếm của một trong ba đại tán tu đạo môn ký nhất Bắc, nhưng mà hiện tại thanh chiến kiếm bị gãy, rất khó tưởng tượng nơi này sinh ra đại chiến khủng bố như thế. Chiến kiếm của thiên mệnh cửu trọng thượng vị cự phách cũng gãy,
thậm chí bản thân của hắn rất có thể đã vẫn lạc rồi. Đây là khu vực hung hiểm chính thức, tùy thời đều có thể chết ở chỗ này. Trong nội địa Đồng Lô Sơn, đây là núi lớn cổ xưa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu chân tiền nhân lưu lại, có dấu chân thiên cổ bất diệt, chính là ấn ký đại địa mà cường giả tuyệt thế lưu lại. Còn có một chút chiến trường khiến người ta giật mình, tàn binh đoạn kích, đất lở núi sập, một bóng người cường giả cổ xưa hiện ra, vĩnh tồn hậu thế, lúc này trong rừng có đầy máu tươi, hai người đang đuổi theo một thiếu nữ. Tiểu nha đầu, ca của ngươi rốt cuộc ở nơi nào, nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi làm ngũ đương gia Hoàng Đương Sơn. Nhị đương gia trên vai vác một cây búa to, dáng người thấp lùn, người mặc da thú, lông dài đầy người, nhưng mà tốc độ chạy trốn cũng không chậm, mang trên mặt nụ cười vui vẻ ấm áp. Tu Hoa Thập Tam Nương nhanh chóng đuổi theo hướng khác, chân đạp cự thạch, vừa sải bước đã vượt qua hơn 10 trượng, vây quanh tiểu tà ma, cười nói. Lão nhị, người đừng làm hài tử sợ hãi. Người muốn làm lão nhị sao? Nhị đương gia căm tức. Tu Hoa Thập Tam Nương cười khanh khách không ngừng, thân pháp nhanh vô cùng, dáng người đặc biệt gợi cảm, rốt cục đuổi theo tiểu tà ma chạy ra khỏi khu rừng, ngăn chặn nàng bỏ chạy. Tiểu tà ma khuôn mặt đỏ rực, nàng bị hai kẻ này đuổi theo một ngày một đêm, cho dù tốc độ đạm đạm nhanh, nhưng mà bị hai tên đại tặc này vẫn đuổi theo không bỏ. Nhìn thấy Tu Hoa Thập Tam Nương ngăn trước mặt nàng, nàng lập tức lộ răng mèo cười cười, bộ dáng cả người vô hại, sau đó cũng chạy trốn ngược. Lại phát hiện hương khác bị nhị đương gia ngăn cản. Nhị đương gia cầm lưỡi búa bằng hai tay, hổ khẩu to lớn, hắn cười lên đầy răng vàng, nói. Tiểu quai quai, ngươi chạy không được. Tiểu tà ma nếm thử tập kích bên trái, nhưng mà nhị đương gia một búa bổ về bên trái, một đạo cương phong quét qua tất cả, bức tiểu tà ma lui về, búa bổ ra cương phong dọa người, lưu lại vũng hố sâu trên mặt đất. Dưới thân tiểu tà ma, đạm đạm bị dọa sợ. Gọi meo meo hai tiếng, sau đó thu hồi cánh, biến thành con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoan, nằm trong ngực tiểu tà ma, mang đầu nhỏ vùi vào trong vạt áo tiểu tà ma, nằm dưới ngực ngọc. Tiểu tà ma nhìn thấy trốn không thoát, gương mặt thống khổ đứng dậy, chợt nàng khóc lên, nước mắt rơi như mưa, nói. Ta đang đi tìm ca ca, ta bị người ta khi dễ, bọn họ đều khi dễ ta, ca ca không giúp ta, các ngươi cũng khi dễ ta. Ta thật đáng thương. Ô, khóc lóc than thở rất sầu não. Nhị đương gia lập tức xấu hổ, ôm búa gãi gãi đầu, nói. Ngươi đừng khóc a hát, chúng ta chỉ hỏi thăm một chút mà thôi, hỏi mà thôi. Tuy nhị đương gia không giống như người xấu, nhưng mà dù sao tiểu nha đầu này chính là hậu bối Phong gia, mà Hoàng Đương Sơn Tam Đương gia lại là trưởng bối Phong gia. Nếu hắn khi dễ hậu bối Phong gia thì Tu Hoa Thập Tam Nương bà điên nhát định trở về lại nhài. Lúc ấy hậu lão tam còn không dốc sức liều mạng với hắn mới là lạ. Tiểu tà ma vẫn khóc rất đáng thương, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay bụng đôi mắt, không ngừng xoa xoa, thập phần thương tâm, ngay cả đạm đạm trong ngực của nàng đôi mắt óng ánh, dường như cũng đang khóc. Nhị đương gia ngạc nhiên, khốn khiếp, lão tử từ khi nào lợi hại như thế, dọa khóc cả con mèo. Tiểu khanh khanh, ngươi đừng khóc, chúng ta đi tìm ca ca của ngươi. Tu Hoa Thập Tam Nương cũng thu hồi phòng bị, mở miệng an ủi. Thời điểm hai người đi qua phía Tiểu Khanh, đột nhiên một đạo hào quang tử sắc từ trong ngực tiểu tà ma bay ra, đây là cái túi màu tím, nhưng mà lỗ hỏng trên túi này đang hấp thu rất mạnh, lập tức thu hai người vào trong túi. Tiểu tà ma bỗng nhiên nắm cái túi, cười dịu dàng đứng lên, dáng người cao gầy, đường cong yêu mỹ, thập phần dí dỏm đáng yêu, khí chất của nàng và dung nhan khuynh quốc khuynh thành hoàn toàn không tương xứng. Con mắt chớp động, cười nói. Ta còn không tìm thấy ca ca, các ngươi càng không tìm thấy, ha ha, một đạo tặc đàn ông, một đạo tặc nữ tử, các ngươi gom góp thành một đôi. Gom góp đại gia ngươi, lão nương không có hứng thú với hắn. Giọng của Tu Hoa Thập Tam Nương từ trong truyền ra, vô cùng tức giận. Ánh mắt tiểu tà ma mở to ra giống như hai cái đèn lồng, đây chính là túi càn khôn ngăn cách tất cả âm thanh. Tu Hoa Thập Tam Nương có thể từ bên trong nói vọng ra, tu vị nữ đạo tặc này quá cường đại. Lão tử mới không có hứng thú với ngươi, một lão phụ khắc chết 13 tướng công, chờ ngươi khắc chết 14 tướng công thì nên đổi tên thành Tu Hoa Thập Tứ Nương đi. Ha ha, bản nương gia cũng đáng thương ngươi, muốn động phòng một lần thì làm sao khó như vậy, ngươi vẫn còn là xử nữ a, ha ha. Nhị đương gia cười to như điên truyền ra, sau đó là âm thanh hét to của Tu Hoa Thập Tam Nương.
một cước đá vào mông của nhị đương gia. Tiểu tà ma đứng bên ngoài biên giới khu rừng, nàng mở to mắt nhìn qua cái túi nhỏ màu tím, ánh mắt nhìn chằm chằm và lắc lư cái túi, tràn ngập hiếu kỳ, hai tên đại tặc này quá mạnh, giọng nói có thể xuyên qua túi càn khôn. Thời điểm tiểu tà ma hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào túi càn khôn, bỗng nhiên Hồng Diệp hoàng tử bị cụt cánh tay bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng, gương mặt sắc bén như chim ưng, ngay lúc này tiểu tà ma cũng cảm ứng được nguy hiểm, bỗng nhiên quay người, lông mi thon dài kinh ngạc nhìn qua, cười nói. Thì ra là đại hầu tử, ngươi vì sao tìm tới nơi này? Tiểu tà ma im bặt đứng lên, dáng tươi cười trên mặt biến mất, nhìn thấy bốn lão nhân xuất hiện sau lưng Hồng Diệp hoàng tử. Bốn lão giả này là danh túc của Ngọc Kiền Vương Triều, tu vị cực kỳ cao thâm, cực sớm đã tiến vào trong đồng Lô Sơn, trong đó có một lão giả bị thương nặng, hai mắt bị cái gì đó chọc mù, mà ba lão giả còn lại thân thể đầy thương tích, nhưng lại không có suy giảm tới bổn nguyên. Khí tức của bốn lão giả này vô cùng mạnh mẽ, giống như bốn ngọn núi nguy nga xuất hiện trước mặt tiểu tà ma, tuy bị thương nhưng mà rất khủng bố. Nàng chính là muội muội của Phong Phi Vân. Hai mắt Mục Đồ Vinh nhíu lại, mí mắt đầy nếp nhăn nhíu lại, tràn đầy lệ khí nhìn chằm chằm vào tiểu tà ma. Nữ tử thập phần xinh đẹp, thoạt nhìn thập phần đơn thuần, vô cùng kinh diễm, dùng từ hoa nhường nguyệt thẹn còn không đủ, tại sao có thể có danh hiệu tiểu tà ma như vậy? Mục Đồ Vinh là người có tu vị mạnh nhất trong bốn lão giả, chính là người đi ra từ Vu Thần Điện của Ngọc Kiền Vương Triều, địa vị trong Vu Thần Điện rất cao, đã đạt tới thiên mệnh cửu trọng, vâng mệnh Ngọc Kiền Đại Đế, phụ trách bảo hộ Hồng Diệp hoàng tử. Mục Đồ Vinh cùng Hồng Diệp hoàng tử có phương thức tin thông đặc thù, làm cho Hồng Diệp hoàng tử tiến vào Đồng Lô Sơn liên hệ với Mục Đồ Vinh, cùng Ngọc Kiền Vương Triều bốn danh thúc này. Nhìn thấy một đầu cánh tay Hồng Diệp hoàng tử bị phế bỏ, bốn lão giả vô cùng tức giận, thề phải tìm được tên tán tu kia, chỉ cần bắt được tên tán tu kia áp giải về Ngọc Kiền Vương Triều, bốn người bọn họ mới có được con đường sống, bằng không Ngọc Kiền Đại Đế một khi tức giận có thể bắt bốn người khai đao. Nhưng mà không nghĩ tới còn không có được tán tu kia, nếu như tìm được muội muội Phong Phi Vân. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu tà ma tự nhiên cảm giác được bốn tên lão giả này cường đại, làm không khí nơi này như đóng băng lại, hóa thành thể rắn, nàng không thể động đẩy cả ngón tay, thậm chí rất khó hô hấp, nhưng mà túi trong tay của nàng đang quay cuồng, hai người bên trong túi càn khôn vẫn đang cãi lộn. Trên mặt Hồng Diệp hoàng tử tràn đầy âm khí, cắn răng, nói. Ta hoài nghi tên tán tu Vân Phi Thiên chính là Phong Phi Vân, ta từ trên người của hắn cảm nhận được khí tức Kình Thiên Côn. Hồng Diệp hoàng tử đang từng tế luyện Kình Thiên Côn, khí linh Kình Thiên Côn đã nhận hắn làm chủ, tuy bộ dáng và khí chất Phong Phi Vân đã biến hóa, nhưng mà trên người vẫn dính một tia khí tức Kình Thiên Côn, bị Hồng Diệp hoàng tử nhận ra. Nhưng mà thần sắc Mục Đồ Vinh đầy hồ nghi, nói. Hoàng tử điện hạ, người nói chính là tên tán tu có Phật hiệu cao siêu hay sao? Đúng là như thế. Hồng Diệp hoàng tử nói. Vậy đúng rồi, nghe đồn tu luyện Kim Tàm Kinh sẽ có được thần thông thần kỳ, có thể biến hóa ra 1.800 người khác nhau, đạt tới cảnh giới không tì vết, xem ra đồn đãi là thực, Phong Phi Vân thực sự có được Kim Tàm Kinh. Mục Đồ Vinh không giận mà còn vui. Một lão giả thiên mệnh bát trọng lúc này nói. Nếu như có được Kim Tàm Kinh, giá trị còn không thấp hơn yêu tộc thần tàng. Lúc này lão giả mù hai mắt kích động, nói. Nghe nói tu luyện Kim Tàm Kinh có thể làm cho bạch cốt sinh cơ, khởi tử hồi sinh, cây khô gặp mùa xuân, cho dù đoạn tay chân cũng có thể sinh ra, nếu hoàng tử điện hạ có được Kim Tàm Kinh, cánh tay lại mọc ra cũng không phải chuyện khó. Lão giả này tự nhiên cũng phải tu luyện Kim Tàm Kinh, như vậy hắn nói không nhất định cũng có thể tái sinh hai mắt. Ngân ngân, muội muội Phong Phi Vân ở ngay chỗ này, còn xinh đẹp động lòng người. Chỉ cần chúng ta bắt muội muội của hắn, tại sao phải sợ hắn không hiện thân chứ? Tiểu tà ma tự nhiên là nghe bọn chúng nói chuyện không lọt một chữ, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, thì ra đại thúc lúc trước đánh mông nàng rất có thể chính là ca ca, ha ha, bị ca ca đánh mông dường như không phải chuyện mất mặt gì cả. Sao có thể nghĩ như thế, cho dù hắn thật sự là ca ca, cũng không thể ở trước mặt nhiều người đánh mông nàng như thế chứ dù sao người ta đã lớn như vậy, cũng sĩ diện. Người ta ra mặt vốn mỏng. Nàng nghiêng đầu qua, đang không ngừng suy tư về Phong Phi Vân, muốn tìm về một ít mặt mũi, ngược lại đã quên bản thân đang ở trong hiểm cảnh, tùy thời có thể mất mạng nhỏ. Trong tay nàng cái túi càn khôn càng dẫy càng kịch liệt, chỉ nghe bên trong có tiếng dã thú gào to.
rõ ràng bị lão xử nữ như ta đoạt nụ hôn đầu tiên, con mẹ nó hối hận a hát, búa đâu rồi, lão tử muốn đi ra ngoài. Rõ ràng là ngươi cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta, ngươi là kẻ đáng chém ngàn đao, lão nương hôm nay liều với ngươi. Giọng của Tu Hoa Thập Tam Nương càng tức giận. Không gian trong túi càn khôn cũng không lớn, đột nhiên bay ra khỏi ma thủ của tiểu tà ma, một cây búa ché nát túi càn khôn, giống như một cây búa giống như khai thiên tích địa, hai đại tặc từ bên trong lao ra ngoài, rơi xuống mặt đất, không ngừng xoay tròn trên mặt đất. Phi phi, hai người quần áo tán loạn, tóc lộn xộn, giống như hai dã nhân đánh nhau, bốn lão giả đi bên cạnh Hồng Diệp hoàng tử càng giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy thế nào thì hai người ở trong túi càn khôn cũng làm chuyện không tầm thường. Tiểu tà ma cũng há to miệng, mà đúng lúc này, xa xa giữa núi non trùng điệp dường như chuyện đến tiếng người. Diệp tiên tử, trên bản đồ có ghi lại khu rừng đá, chính là nơi an toàn nhất trong nội địa Đồng Lô Sơn, tạm thời đi tới đó tránh né vài lần, ta đêm qua thôi diễn một chút, phát hiện đại thế trong khu vực không ngừng di động, không lâu sau đã sinh ra biến cố. Đại thúc, khu rừng đá kia có mấy người kia. Diệp Ti Loan mặc bộ áo trắng, đi trên đường cổ, đi theo sau lưng Phong Phi Vân, trong lòng sinh ra phòng bị. Bất cứ sinh vật nào trong Đồng Lô Sơn, cho dù là một con kiến đều có thể là chí mạng. Nàng cầm thanh kiếm gãy kia, thanh kiếm gãy này chính là Bắc Nhạc Liệt Linh Kiếm, tuy đã đoạn, nhưng mà bên trong có linh tính rất cường đại, nó dài chừng 6 thước, toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt, giống như chiến binh cường đại. Chuôi kiếm gãy này vốn cắm trên vách đá dựng đứng, mang theo lệ khí sát phạt cực mạnh, nhiệt độ càng khủng bố tuyệt luân, cũng không biết đại thúc dùng bí pháp gì mà mang nó xuống, còn đưa cho nàng, nói là hoàn lại nguyệt tinh luân bị tổn hại. Thần thức trong Đồng Lô Sơn này đã mất đi tác dụng, cho nên thẳng đến khi đi tới gần rừng đá, bọn họ mới phát hiện gần rừng đá có mấy tu sĩ tụ tập, hơn nữa khí tức cường đại đến cực điểm, tuyệt đối là đám nhân vật cấp lão tổ. Phong Phi Vân nhìn qua rừng đá xa xa, cũng nhướng mày, giao địa đồ trong tay cho Diệp Ti Loan, đưa cho nàng bảo đảm. Ha ha, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Hồng Diệp hoàng tử cười dài, từ xa xa nhìn qua Phong Phi Vân cùng Diệp Ti Loan, lại nói lại, khoảng cách gần như vậy muốn không phát hiện cũng khó khăn. Phong Phi Vân cũng thản nhiên, cũng không tránh kiêng kỵ, trực tiếp đi ra, đi tới bên cạnh khu rừng đá đỏ rực. Khi thấy bốn lão giả sau lưng Hồng Diệp hoàng tử thì nội tâm chấn động mãnh liệt, Phong Phi Vân đã nhìn thấy bốn lão giả này, ngày đó tại Ngân Câu Phiệt Bạch Ngọc Đảo đã gặp qua, chính là bốn cao thủ của Ngọc Kiền Vương Triều, tu vị cực kỳ cường hoành, đưa tay một cái cũng có lực lượng bài sơn đảo hải. Ngày đó nữ ma khẽ vẫy tay đã đánh bốn lão giả này thổ huyết, nhưng lại không có đánh chết bọn họ, có thể thấy bọn họ cường đại cỡ nào. Thời điểm ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua tiểu tà ma, vừa vặn cô nàng này ánh mắt dễ thương đầy gợn sóng nhìn qua hắn, mỹ mạo tuyệt luân, tràn ngập hiếu kỳ, dò xét Phong Phi Vân từ trên xuống dưới. Hẳn là bị nàng phát hiện thân phận. Trong lòng Phong Phi Vân không cách nào khẳng định, nhưng mà cô nàng này đầy tinh quái, hơn nữa thiên tư siêu phàm, nói không chừng tinh thông thần thông xem thiên địa nào đó. Diệp Ti Loan cũng đi qua, nhưng mà trong lòng của nàng cũng đầy khiếp sợ, nàng cực kỳ thông minh, nhìn thấy chuyện xảy ra ở nơi này. Bốn cao thủ Ngọc Kiền Vương Triều tụ tập ở nơi này, xem ra hôm nay đại thúc có phiền toái lớn. Bốn cao thủ này trong Ngọc Kiền Vương Triều uy danh cực kỳ to lớn, tuy nàng ở trong Thần Tấn Vương Triều vẫn nghe thấy như cũ, đây là bốn nhân vật khủng bố tuyệt luân, Ngọc Kiền Vương Triều rất nhiều bá cũng xưng bọn họ là tôn sư. Đại thúc gây đại họa, tính mạng khó bảo toàn vào hôm nay. Trong lòng Diệp Ti Loan tràn đầy lo lắng, tuy đại thú tu vị cường đại, nhưng mà còn kém bốn nhân vật khủng bố này thật xa, nếu như nàng cậy mạnh trợ giúp đại thúc, nói không chừng sẽ chọc đại địch cho Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Trong nội tâm nàng thập phần xoắn xuýt, tiên tâm nhộn nhạo, khó có thể cân nhắc, tuy nàng có chút giao tình với đại thúc, hơn nữa cũng rất có hảo cảm, nhưng mà còn không tới mức đáp cả Nhật Nguyệt Tiên Giáo vào cùng hắn. Phong Phi Vân đi tới nơi này cũng đã chuẩn bị rất nhiều mưu đồ, cười nói. Thì ra là hoàng tử điện hạ, thật là oan gia ngõ hẹp. Nhưng mà, nếu như hoàng tử điện hạ muốn động thủ ở đây, chỉ sợ có chút không tốt, dãy núi cách nơi này không xa có một con ma thương cổ thú, cao như núi, nếu như chúng ta động thủ ở đây, tất nhiên sẽ kinh động tới nó, tối lúc đó mọi người đều phải chết ở đây, không có lợi a. Nơi này cũng không có ma thương cổ thú gì đó, đại thúc này đang gạt người, Diệp Ti Loan cảm thấy tán tu đại thúc này không nói câu nào thật cả. Mục Đồ Vinh cười lạnh,
nhưng cũng chú ý cẩn thận, đánh mắt một cái, lúc này một lão giả bay lên, hắn đáp lên cao điểm, hai mắt bắn linh quang điều tra xa xa. Mà Phong Phi Vân nhân cơ hội này đã ra tay, thân như lưu tinh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hồng Diệp Hoàng tử, trên bàn tay sinh ra điện quang, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay chế trụ hắn. Thời điểm này Mục Đồ Vinh và ba lão giả khác kịp phản ứng thì Phong Phi Vân đã bóp cổ Hồng Diệp Hoàng tử, lui về phía sau, đứng cách xa bốn người này. Hồng Diệp Hoàng tử vừa sợ vừa giận, trong khoảng thời gian ngắn tu vị người này tăng lên rất nhiều, hắn không có chút sức phản kháng đã bị bắt đi, giờ phút này mắng to. Ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi là ai, nếu ngươi dám giết ta, cả Phong gia, cả thần tấn vương triều đều có đại nạn. 3. Phong Phi Vân tát qua một cái, lực lượng thập phần hung mãnh, đánh nát quai hàm và đầu lưỡi của Hồng Diệp Hoàng tử, hàm răng mất một bó to, tuy nhiên vẫn mắng to như trước, nhưng mà không ai hiểu hắn mắng cái gì, chỉ có thể nhìn thấy hắn vô cùng tức giận, khóe miệng không ngừng chảy máu. Một cái tát này quá vang dội, làm cho nhị nương gia và Tu Hoa thập tam nương đang cãi lộn ở xa xa vội vàng câm miệng, đi qua nơi này. Một tát này quá hung ác, đây chính là hoàng tử một vương triều. Vốn đã bị phế một tay, hiện tại lại bị người này đập nát đầu lưỡi, chậc chậc, sinh ra trong phú quý, vận mệnh gặp nhiều gian khó a. Nhị đương gia nghiêm túc nói ra. Hắn nói ra những lời này làm cho Hồng Diệp Hoàng tử rất cảm thấy yêu thương, đúng vậy, con mẹ nó hắn đường đường là hoàng tử vương triều, tương lai là Ngọc Kiền Đại Đế, chuyện này cũng quá mất mặt, nếu như truyền đi hắn sẽ bị cười nhạo cả đời, ánh mắt của hắn biến hóa, quyết định tất cả người ở đây phải chết. Bốn cao thủ Ngọc Kiền Vương Triều tự nhiên vô cùng tức giận, lại bị người ta cướp lấy hoàng tử ngay trước mặt, lại còn bị đánh nát đầu lưỡi, nếu như chuyện này truyền đi, tội của bọn họ lớn lắm. Buông hoàng tử điện hạ ra, bằng không ngươi sẽ chết đấy. Phong Phi Vân một tay bóp cổ Hồng Diệp hoàng tử, giống như bóp cổ đại hầu tử muốn phản kháng, răng rắc, trực tiếp bị Phong Phi Vân đá gãy một chân, lạnh lùng nói. Các ngươi có thể thử xem. Ta dám cam đoan trước khi các ngươi xuất thần thông, đầu cả hoàng tử các ngươi sẽ bị ta vặn xuống. Ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén, cộng thêm hắn vừa rồi triển khai tốc độ đáng sợ, đúng là làm bốn lão giả kia sợ hết hồn. Mục Đồ Vinh muốn ra tay mấy lần, nhưng mà cân nhắc lợi hại cho nên cuối cùng vẫn nhịn xuống, tuy hắn có chín thành nắm chắc giết Phong Phi Vân trước khi Phong Phi Vân giết Hồng Diệp hoàng tử, nhưng mà hắn không dám đánh cược. Hào khí chung quanh trở nên khẩn trương. Diệp Ti Loan có thể rõ ràng cảm giác được khí tức áp bách khổng lồ, làm cho cát bay đá chạy, không gian chấn động, gió mạnh nổi lên bốn phía, nàng càng lo lắng cho đại thúc, dù đây chính là bốn cao thủ thành danh, đại thúc dám uy hiếp bốn người này, quả thực. Lá gan quá lớn. Nếu như là lúc bình thường, nàng không cảm tưởng sẽ là địch với bốn người này, khi đối mặt còn dám thong dong bình tĩnh và tàn nhẫn như thế. Bốn lão giả này cuối cùng vẫn không dám ra tay. Nhưng mà lửa giận trên người bị kích phát ra, tóc dựng đứng lên, chợt bình thản, một lão giả trong đó lạnh nhạt nói. Chỉ cần ngươi buông hoàng tử điện hạ ra, tất cả có thể thương lượng. Trong đồng lô sơn này thù hận gì cũng có thể buông bỏ, sau khi đi ra khỏi hung địa này lại chậm rãi thanh toán. Một lão giả chịu thua. Nếu ngươi muốn linh khí, linh thảo, cứ mở miệng là được, lão hủ tiến vào đồng lô sơn cũng tìm được hai kiện chiến binh cổ xưa. Giá trị vô cùng chân quý. Mục Đồ Vinh cầm lấy hai kiện chiến binh do tinh thạch luyện thành, muốn dụ dỗ Phong Phi Vân mắc câu. Chỉ cần tay Phong Phi Vân rời khỏi cổ hoàng tử điện hạ một tấc, dùng tu vị thiên mệnh cửu trọng của hắn, đều có thể dễ dàng đánh chết Phong Phi Vân, chút tự tin này vẫn có. Những người này đều là nhân vật thành tinh, đã có thể hoàn mỹ khống chế cảm xúc, vừa rồi hắn vô cùng tức giận, giờ phút này cũng đã trở thành hiền lành. Linh khí. Linh thảo ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cổ chiến binh ta cũng không thèm, nhưng mà cô nàng sau lưng các ngươi không tệ, có thể dùng nàng đổi tính mạng của hoàng tử điện hạ các ngươi. Phong Phi Vân chỉ tiểu tà ma. Trong lòng bốn lão giả cười lạnh, xem ra hắn quả thật là Phong Phi Vân, muốn dùng hoàng tử điện hạ cứu muội muội của hắn, hắc hắc, đã như thế cứ tương kế tự kế. Tốt, cứ làm như thế, hai bên chúng ta sẽ cùng giao người. Mục Đồ Vinh cố làm ra vẻ do dự. Sau đó lại đáp ứng. Tuy Phong Phi Vân không biết bọn chúng đã nhìn thấu thân phận của mình, nhưng mà tự nhiên cũng có thể nhìn ra bọn chúng không có hảo tâm, không có hảo tâm, ta cũng nên tính toán một chút. Hồng Diệp Hoàng tử phải chết. Thiên phú Hồng Diệp Hoàng tử cực cao, hơn nữa hiện tại đã kết đại thù,
nếu như thả hắn trở về, dùng quốc lực Ngọc Kiền Vương triều chưa hẳn không có biện pháp giúp cánh tay của hắn mọc lại, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tiếp quản Ngọc Kiền Vương triều, làm cho là hắn trở thành Ngọc Kiền đại đế, điều động lực lượng sẽ càng lớn, uy hiếp tiềm ẩn với hắn mà nói cũng cực lớn. Chuyện thả hổ về rừng hắn sẽ không làm. Cho dù bây giờ đánh chết hắn, nhiều lắm chỉ làm Ngọc Kiền đại đế tức giận mà thôi, nhưng mà 500 năm một làn đế hoàng chiến sắp bắt đầu, chỉ sợ Ngọc Kiền đại đế cũng không có đích thân ra tay giết hắn. Mà hoàng tử cạnh tranh vị trí của Hồng Diệp hoàng tử khẳng định không ít, đoán chừng bọn họ ước gì Hồng Diệp hoàng tử chết sớm một chút, Hồng Diệp hoàng tử chết, bọn họ có thể kế vị, đến lúc đó nói không chừng còn cảm kích Phong Phi Vân, cho dù hạ đạt mệnh lệnh muốn tru sát hắn cũng sẽ không làm toàn lực, dù sao Phong Phi Vân hiện tại thân phận không tầm thường, không ai nguyện ý vì đối thủ cạnh tranh đã chết đi đắc tội một thần vương tay nắm quyền hành, đối với đế vương vừa đăng cơ mà nói, không phải không dám, mà là không đáng. Phong Phi Vân đã quyết định muốn giết Hồng Diệp hoàng tử, cũng không chút do dự, cho dù trao đổi với đám người Mục Đồ Vinh, trả cho bọn họ một người chết, tốt nhất là nên giết bốn lão giả này trong Đồng Lô Sơn này, sau đó giá họa cho thần Linh Cung, Xâm La Điện thì càng tốt. Diệp Ti Loan càng không hiểu những chuyện này, chỉ cảm thấy đại thúc có chút ngu đần, một khi thả Hồng Diệp hoàng tử thì hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Phong Phi Vân ra tay rất âm hiểm, phá hư sinh cơ trong cơ thể Hồng Diệp hoàng tử. Nhưng mà không có trực tiếp lấy mạng của hắn, bành một tiếng ném hắn trên mặt đất. Một hoàng tử vương triều giống như chó chết, tóc tán loạn, thân thể không ngừng nhúc nhích. Cùng lúc đó Mục Đồ Vinh cũng thả tiểu tà ma ra, vội vàng đánh ra một đạo thủ ấn nâng Hồng Diệp hoàng tử dậy, chỉ thấy Hồng Diệp hoàng tử trên mặt đều là máu đen, hai mắt trắng dã, trong lòng Mục Đồ Vinh sinh ra dự cảm điểm xấu, một tay cầm cánh tay Hồng Diệp hoàng tử, sau đó sắc mặt đại biến. Hoàng tử, điện hạ. Mục Đồ Vinh bờ môi run rẩy. Oanh! Hồng Diệp hoàng tử ngũ tạng lục phủ đều bị nghiền nát, thân thể mềm nhũn ngã xuống người Mục Đồ Vinh, đầu đầm vào vai của hắn, bịch một tiếng. Rốt cuộc là như thế nào? Ánh mắt tiểu tà ma nháy động, ôm con mèo con nhu thuận núp sau lưng Phong Phi Vân. Nhị nương gia, Tù Hòa thập tam nương, Diệp Ti Loan đều phát giác được khí tức bất thường, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không đoán được Phong Phi Vân cũng dám giết chết Hồng Diệp hoàng tử. Oanh! Sắc mặt Mục Đồ Vinh đỏ lên, tóc dựng đứng lên, phát ra một tiếng thét dài, trực tiếp đánh nát rừng đá, ngọn núi cách đó không xa cũng bị nổ nát, nộ khí đã bành trướng tới mức bạo phát. Hoàng tử chết! Mục Đồ Vinh tức giận quát lên, sát khí bùng phát, mặt đất nơi đây vỡ vụn giống như trời đất sụp đổ. Thân thể Hồng Diệp hoàng tử mềm nhũn té trên mặt đất, sắc mặt ba lão giả khác trắng bệch, thiếu một ít đứng không vững té trên mặt đất. Không phải là một hoàng tử sao, chết thì chết. Phong Phi Vân lộ ra dáng vẻ thong dong đặc biệt, duỗi một bàn tay ra, lòng bàn tay tràn ra linh khí vô tận, một con thuyền rách nát màu xanh hiện ra trong tay của hắn, mang theo khí tức xa xưa mênh mông. Nhìn thấy Phong Phi Vân bộ dáng thong dong bình tĩnh như thế, nhị đương gia cùng Tu Hoa thập tam nương cũng có xúc động chửi mẹ nó, đây chính là người nối nghiệp của Ngọc Kiền Vương Triều, hơn nữa còn đánh chết hắn trước mặt bốn cao thủ đỉnh cấp của Ngọc Kiền Vương Triều. Nhưng bây giờ vẫn lạnh nhạt như thế, giống như định chạy trốn. Mẹ kiếp, muốn ăn cướp cũng phải nghiên cứu địa hình chứ. Tâm tình Diệp Ti Loan cũng rất khó bình tĩnh, hôm nay sợ là sẽ sinh ra đại sự trời sập. Bốn lão giả Ngọc Kiền Vương Triều tức giận muốn tức giận bạo phát, con mắt đỏ rực lên, Mục Đồ Vinh nói. Giết, hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, một cũng không tha. Mục Đồ Vinh chính là thượng vị cự phách thiên mệnh cửu trọng. Lập tức ra lệnh một tiếng, lập tức bộc phát ra uy năng vô cùng kinh khủng, một khí tức sát phạt chém giết toàn bộ sinh linh bạo phát từ trên người của hắn, không ngừng công kích vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Đi! Phong Phi Vân nói ra một chữ, thanh đồng cổ thuyền trong tay của hắn biến lớn, hóa thành chiếc thuyền dài vài trăm mét, toàn màu đồng xanh, khắc ấn ký cổ xưa, 18 cánh buồm rách nát mở ra, phát ra âm thanh kít tê tê. Chỉ một đạo ánh sáng màu xanh bay lên, Diệp Ti Loan. Nhị nương gia, Tu Hoa thập tam nương, tiểu tà ma, Phong Phi Vân cũng nhảy lên thanh đồng cổ thuyền, đứng trên thanh đồng chiến thuyền đi vào sâu trong Đồng Lô Sơn, lập tức bay ra hơn 3.000 dặm. Toàn bộ tu vị Phong Phi Vân khống chế thanh đồng cổ thuyền, đứng trên cánh buồm cao trăm mét nhìn qua bốn lão giả Ngọc Kiền Vương Triều mang theo vài phần chiêu tức. Các ngươi có thể đuổi kịp thanh đồng cổ thuyền mới lạ. Quả nhiên chỉ mấy hô hấp, bốn lão giả Ngọc Kiền Vương Triều triệt để mất đi bóng dáng. Tu vị bọn họ vô cùng cường đại,
nhưng mà muốn đuổi theo thanh đồng cổ thuyền chỉ là chuyện hoang đường viễn vông. Diệp Ti Loan trợn mắt há hốc mồm, đứng trên thanh đồng cổ thuyền, nhìn qua mặt đất không ngừng lui rất nhanh, trong nội tâm rung động thật lâu, nói. Đại thúc, thúc, người có linh khí gì mà tốc độ quả thực khủng bố, mấy thượng vị cự phách thiên mệnh cửu trọng cũng không đuổi theo kịp. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Kỳ thật, cũng không thể nói đuổi không kịp, thêm nữa là bọn họ không dám đuổi theo. Đúng vậy a, trong đồng lô sơn không ai dám mạo hiểm cả. Diệp Ti Loan vỗ trán một cái, thần sắc hiểu ra, nhưng lại nói. Chúng ta vì sao phải liều lĩnh chứ, dùng tốc độ của thanh đồng cổ thuyền, sợ là chúng ta hiện tại đã bay hơn 2 vạn dặm, nơi này chính là đồng lô sơn. Nhị nương gia cùng Tu Hoa Thập Tam nương cũng lo lắng, tuy bọn họ gan lớn, nhưng cũng nghe qua truyền thuyết tại đồng lô sơn. Cho dù chân nhân tiến vào đồng lô sơn cũng không dám to gan như Phong Phi Vân, nếu không cẩn thận tiến vào trong hung địa cổ xưa, vậy giữ nhiều lành ít. Tất cả mọi người lo lắng. Thần sắc Phong Phi Vân đầy ngưng trọng, chỉ nhìn qua phương hướng rừng đá, thật lâu mới nói. Đại thế khu vực này đang biến hóa. Diệp Ti Loan hơi sững sờ, một câu nói kia Phong Phi Vân đã nói lúc trước, địa thế đang biến hóa, khu vực này chắc chắn sẽ sinh ra biến cố. Chẳng lẽ hắn giết chết Hồng Diệp hoàng tử, lại quyết đoán bỏ chạy, tất cả chính là nguyên nhân này sao? Chẳng lẽ sắp xảy ra biến cố? Thời điểm này mọi người tiến vào thanh đồng cổ thuyền, phương hướng rừng đá sinh ra tiếng nổ lớn, cách hơn 2 vạn dặm vẫn nghe thấy được, phía dưới mặt đất không ngừng chấn động, ngay cả thanh đồng cổ thuyền đang bay cũng lắc lư. Trong 2 vạn dặm sinh ra biến cố kinh thiên động địa. Trong không khí gió mạnh phần phật, có vài tòa núi cao bay lên trời. Chúng bay cao mấy trăm mét, thanh đồng cổ thuyền bay qua, có 2 tòa núi lớn thiếu chút nữa nện vào thanh đồng cổ thuyền, đều bị nhị nương gia dùng búa lớn gõ nát, núi lớn bị hắn đánh tan, thanh đồng cổ thuyền bay qua. Khốn kiếp, tình huống gì thế, vô số núi lớn đang tung bay, chấn động lớn như thế, dù là chân nhân cũng phải chết bên trong. Nhị nương gia tay cầm theo búa lớn, tay cùng chân như nhũn ra, may mắn rời khỏi khu vực đó, đã cách xa hơn 2 vạn dặm. Nếu không đào tẩu, chắc chắn hiện tại hắn đã chết rồi. Chấn động lớn như thế, 4 cao thủ của Ngọc Kiền Vương triều 89/10 đã biến thành đống xương rồi. Tu Hoa Thập Tam Nương xuất ra một cái khăn vải bông màu đỏ lau mồ hôi lạnh, nhìn qua cảnh tượng trời đất sụp đổ kia, mặc dù bọn họ là tu sĩ cũng có cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Đều nói đồng lô sơn vô cùng hung hiểm, chân nhân tiến vào vẫn có thể vẫn lạc, vừa bắt đầu bọn họ còn chưa tin. Giờ phút này mới thật sự cảm thấy sự đáng sợ của nó. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Ti Loan thật lâu không nói ra lời nào, tất cả đã vượt qua thường thức của nàng, nàng chỉ có thể nhìn qua phía tán tu đại thúc, vị đại thúc này dường như không gì không biết. Nhị nương gia, Tu Hoa Thập Tam nương cũng quay đầu qua, bọn họ cũng hoài nghi tán tu đại thúc chính là Phong Phi Vân, dùng sự hiểu biết của bọn họ với Phong Phi Vân, rất hoài nghi Phong Phi Vân đang đào hố cho đám người Ngọc Kiền Vương Triều. Tiêu diệt hoàng tử điện hạ, lại gài bẫy 4 tên cao thủ kia. Lúc này bọn họ đã đánh giá cao Phong Phi Vân, có lẽ bởi vì dĩ vãng hiểu về Phong Phi Vân, cho nên bọn họ cảm thấy Phong Phi Vân chính là người như vậy. Hai mắt Phong Phi Vân hiện ánh lửa, nhìn qua xa hơn 2 vạn dặm, từ từ nói. Sau khi chúng ta bước vào nội địa đồng lô sơn, địa thế lòng đất đang di động, thập phần không ổn định. Lúc ấy ta suy đoán không lâu sau khu vực này sẽ xuất hiện thiên phệ địa, quả nhiên phát sinh. Cái gì là thiên phệ địa? Diệp Ti Loan rất khiêm tốn dò hỏi. Thiên phệ địa chính là tai nạn, ghi lại bên trong Mạc Phủ Tầm Bảo Lục, cùng nổi danh với địa phệ thiên, thiên hỏa, sao băng. Loại tai nạn này không giống tai nạn của phàm nhân, một khi phát sinh, cho dù là cự phách, chân nhân cũng sẽ chết. Ha ha, kỳ thật ta lúc ấy cũng không dám khẳng định đây là thiên phệ địa. Dù sao những gì ghi trên tầm bảo thuật thì ghi như thế, nhưng một nửa là dựa vào suy đoán a. Phong Phi Vân cười nói. Nếu đoán sai thì sao? Tiểu tà ma trợn trắng mắt nhìn qua Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói. Nếu đoán sai, ta cũng nắm chắc đào thoát ra khỏi tay 4 lão giả kia. Các ngươi xem, hiện tại chúng ta đã chạy thoát rồi. Một thuyền nơi tay, thiên hạ ta có, chân nhân không ra, ai có thể lưu ta? Tất cả mọi người tỏ vẻ im lặng. Cảm thấy Phong Phi Vân đang cầm tính mạng của tất cả mọi người ra đặt cược, dù sao đắc tội 4 lão giả Ngọc Kiền Vương Triều, thậm chí có khả năng là địch với cả Ngọc Kiền Vương Triều là không sáng suốt. Chỉ có Diệp Ti Loan đôi mắt dễ thương mỉm cười, rất khâm phục đại thúc này,
không chỉ có tu vị cường đại, tinh thông đan đạo, lại còn hiểu pháp thuật tránh tai nạn, quả thực chính là một người am hiểu bách nghệ, ngay cả bốn cao thủ của Ngọc Kiền Vương Triều cũng gián tiếp chết trong tay hắn, khó trách hắn dám chủ tâm giết chết Hốc chủ Đại La Thi Động. Sắc mặt Phong Phi Vân trở nên âm trầm, trong lòng thầm nghĩ, nói. Trong Đồng Lô Sơn, tất cả thiên đạo quy tắc đều bị phong tỏa, cho dù Ngọc Hiền Đại Đế thần thông quảng đại cũng không cách nào suy tính ra là ta giết Hồng Diệp Hoàng tử, hiện tại nghĩ lại nên vụ oan chuyện này cho ai. Lòng bàn tay Phong Phi Vân cầm một khối vu cốt điêu khắc thành hoàn bội, đây là gỗ xuống trên cổ Hồng Diệp Hoàng tử, nhìn qua khối vu cốt này, trên mặt Phong Phi Vân sinh ra nụ cười quỷ dị. Bên ngoài hai vạn dặm, đại địa sụp đổ, dãy núi sụp đổ. Từng khối đất dài 10 dặm đang bay lên bầu trời, mặt đất mấy ngàn dặm bị cắn nát sau đó bay lên không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa, giống như bị bầu trời cắn nuốt sạch sẽ. Thiên phệ địa. Trong Đồng Lô Sơn, tất cả nhân vật tới từ Đại Tiên Môn, lão tổ gia tộc cũng bị kinh động, đứng ở các nơi khác nhau, rất nhiều đều biểu lộ khác nhau, nhìn ra bầu trời xa xa, trong mắt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đây là muốn đem trọn đại địa đều cho thôn phệ à. Một nữ tử đạp qua con sông màu máu, chân đạp chút tình mọn, như giẫm trên đất bằng, trong tay ôm con chó màu trắng, như một đóa hoa sen trong dòng sông máu, nàng đã đi tới nơi cực sâu Đồng Lô Sơn, so với bất cứ chỗ nào cũng đi dễ dàng, hai bên sông máu có ba con linh thú vương giả tu vị 3.000 năm đi sau lưng, giống như ba tòa núi cao khổng lồ, nhưng vừa giống như ba con sủng vật của nàng, thập phần dịu dàng ngoan ngoãn. Nàng hình như cũng cảm nhận được gì đó, nàng dừng bước trên sông máu. Quay đầu nhìn lại, đôi mắt dễ thương nhìn ra phương xa, giống như nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài 20 vạn dặm, bờ môi khẽ mở, yêu nhã động lòng người, thì thào lẩm bẩm. Thiên phệ địa, địa phệ thiên, ngân hà đổ ngược, địa thế nghịch chuyển, xem ra yêu tộc thần tàng sắp mở ra, ồ, đó là. Đúng lúc này một chiếc thanh đồng cổ thuyền cổ xưa bay tới, trên mặt đất lưu lại một bóng mờ khổng lồ, bay qua đỉnh đầu của nàng phóng thẳng vào sâu trong Đồng Lô Sơn. Thuyền thật nhanh. Một đầu linh thú vương giả ngẩng đầu lên, thân thể lớn như núi, hình thái giống như lân chư, trên đỉnh đầu có một cái sừng nhọn giống như cây thương che trời. Sông máu bốc cháy hừng hực giống như nước đun sôi. Nữ tử này tên là Giao Giao, nàng nhìn qua chiếc thanh đồng cổ thuyền bay qua, trong đôi mắt mang theo vài phần vui mừng, nói. Thuyền này đúng là thuyền tốt, chỉ tiếc tàn phá một ít. Thuyền hỏng thực sự rất lớn, yêu tộc thần tàng nếu bị chiếc thuyền này bay tới lấy đi. Như vậy sẽ làm cho người ta thương tâm lắm. Một con thủ tu hành 2.300 năm ôm một cây nhân sâm linh dược dài 10 thước lên ăn, giống như gặm củ cải trắng vậy. Cây nhân sâm này đào ra được từ một di tích cổ xưa, đã sinh trưởng hơn 7.000 năm, nó cắn một cái thì ăn một nửa, dường như còn chưa nếm được hương vị. Trên thuyền kia là người nào, vì sao không có bị 12 yêu linh cấm địa Đồng Lô Sơn công kích, chẳng lẽ là đại yêu từ Đại La giới tới? Con linh thú vương giả thứ ba mở miệng nói ra. Giao Giao sờ đầu con chó, lắc lắc đầu nói. Nơi này hoang phế đã lâu, cũng sớm bị vứt bỏ, thời điểm thượng cổ nếu có người lấy đi, ngay cả nhân loại ở Trung ương vương triều thứ sáu cũng không thèm hỏi, dần dần nơi này biến thành vùng đất chết, có phải yêu tộc thần tàng hay không cũng khó nói. Cũng phải, nơi này đã biến thành vùng đất chết, nhưng nó lại ẩn chứa đầy bất an, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm khủng bố. Cũng không biết Trung ương vương triều thứ sáu kia nghĩ gì, dĩ nhiên cũng không hỏi tới nơi này, bao nhiêu năm qua đã nhớ không rõ, dường như ta nghe ông ngoại nói qua rồi. Con thỏ vừa ăn nhân sâm vừa nói ra câu này, hai mắt giống như hai viên lôi cầu, lớn như vạc núi. Giao Giao nói, đám người ở Trung ương vương triều thứ sáu kia, đối với bọn họ mà nói những thứ này sớm không có bao nhiêu giá trị, chỉ xem nơi này là nơi đốt thi thể của chiến trường vạn tộc, một bãi tha ma bỏ đi. Nhưng mà có lẽ bọn họ quên đi nơi này đối với đám quái vật khổng lồ của vương triều thứ sáu, Đại La giới đều kiêng kỵ, bọn họ mới không thèm lưu ý nơi này. Bọn họ không quan tâm, chúng ta quan tâm, chỉ không muốn gặp 12 yêu linh trong cấm địa, bằng không thì phiền toái rất lớn. Gặp một con cũng chỉ là phiền toái, nếu như đồng thời gặp hai con, sợ là chúng ta sẽ bị vây ở đây mấy trăm năm, nếu như gặp ba con, hắc hắc. Ánh mắt dễ thương của Giao Giao nhíu lại, nói. Chúng ta có thể đuổi kịp thanh đồng cổ thuyền kia, có lẽ cũng không gặp phải yêu linh cấm địa gì đó. Nói xong lời này nàng và ba con linh thú vương giả nhanh chóng đuổi theo thanh đồng cổ thuyền. Ngay lúc đó tu sĩ nhân loại tiến vào Đồng Lô Sơn cũng cảm giác được thiên phệ địa,
những tu sĩ này đều có tu vị đỉnh cấp, cẩn thận từng ly từng tí đi vào sâu trong Đồng Lô Sơn, mà lúc này đã dừng lại. Xâm nhập 8 vạn dặm trong Đồng Lô Sơn chính là một cánh đồng bát ngát, một tòa mộ bia Bắc Minh Cầu Kiếm, đằng sau mộ bia có giọng nói khàn khàn. Thiên Phệ Địa xuất hiện, địa thế bắt đầu trở nên không ổn định, yêu tộc thần tàng đoán chừng sắp xuất thế, phải nhanh chóng tiến vào nơi sâu nhất trong Đồng Lô Sơn. Trên người Bắc Minh Phá Thiên đầy vết máu, lưng cõng một thanh chiến kiếm, nói. Vạn nhất gặp phải thứ đồ vật trong truyền thuyết thì sao, lão tổ không phải nói tùy ý đi vào sâu bên trong, có khả năng bị nhốt cả đời trong Đồng Lô Sơn. Hơn 1.800 năm trước, Phong Hoàng gặp được hai loại đồ vật này, không thể chạy đi, hơn nữa còn bị giam cầm 1.800 năm, hắn còn đạt tới độ cao mới, trời ơi! Có đôi khi người chỉ cần bị buộc vào tuyệt cảnh mới có thể kích phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Đã Phong Hoàng đã chạy ra, nói rõ bên trong Đồng Lô Sơn thật sự xảy ra biến cố, là thời cơ tốt nhất tiến vào Đồng Lô Sơn, ai, đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Giọng nói như tới từ địa ngục, rất là dọa người. Bắc Minh Phá Thiên khom người, nói. Thụ giáo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua 10 mặt trời cực kỳ sáng ngời ở phía tây, mỗi mặt trời khủng bố tuyệt luân. Thiêu đốt bầu trời đỏ rực, giống như hỏa diễm nung cháy bầu trời và mặt đất. Đó là 10 cường giả của thần linh cung, không cần xen vào bọn chúng không đủ gây sợ, nhưng mà yêu tộc thần tàng thật sự xuất thế, hai lão bất tử của thần linh cung sẽ có một người tới, như vậy sẽ phiền toái. Trong lòng Bắc Minh Phá Thiên chấn động, hắn không phải người không có kiến thức, tự nhiên biết rõ hai lão bất tử của thần linh cung chính là hai cung chủ, loại nhân vật cấp bậc này hắn chưa từng gặp qua. Không cần quá lo lắng, nếu như yêu tộc thần tàng thực xuất thế, mấy lão quái vật trong thần tấn vương triều đoán chừng sẽ như xác chết vùng dậy, Phong Hoàng nhất định sẽ tự mình hàng lâm, ân. Đột nhiên trong phần mộ có tiếng kinh ngạc, thanh kiếm trước mộ bia không ngừng lay động, giống như một tòa núi lớn lắc lư, làm mặt đất dao động nặng nề. Âm giới chi mẫu cũng đến, ta cảm giác được nàng rất tức giận. Bắc Minh Phá Thiên chưa từng nghe qua ngữ khí dồn dập của lão tổ như thế. Cả thiên địa bao phủ trong tịch mịch, lạnh thấu xương. Bắc Minh Phá Thiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Nàng tới là vị yêu tộc thần tàng, hay là bắt lão tổ đi âm giới? Khi nói tới chữ bắt, hắn nói càng cẩn thận. Hừ, nàng không thể thu thập nữ ma, còn đến bắt ta, âm giới sớm đã loạn, rất nhiều âm giới tôn giả đã tiến vào thần tấn vương triều, nàng chỉ sợ tới lấy đồ vật bên trong yêu tộc thần tàng, không cần phải xen vào nàng. Tuy giọng nói trong phần mộ rất âm trầm, nhưng mà âm khí trên người thu liễm không ít, trở nên bình thản không có gì lạ. Lại nói, yêu tộc thần tàng nếu mở ra, đây chính là một hồi đại kỳ ngộ, Phong Phi Vân, Lý Tiêu Nam nhất định sẽ tới, nói không chừng Tà Hoàng thiếu chủ của Xâm La Điện cũng sẽ xuất hiện, mấy thiên tài cao cấp nhất sẽ tới đó, nếu ai có thể chiếm được kỳ ngộ, kẻ đó chính là bá chủ thời đại này, chúng ta đã già rồi, chính thức nắm giữ đại thế tương lai chính là mấy người trẻ tuổi các ngươi. Sau Đồng Lô Sơn này, chắc chắn sẽ quyết định xem ai chính là bá chủ chính thức. Bắc Minh Phá Thiên bộc phát khí thế, áo giáp vầng sáng thập phần chói mắt, hắn là thiên tài đứng đầu Bắc Minh Phiệt, cũng được nội tình mấy ngàn năm của Bắc Minh Phiệt tẩy lễ, hắn tự nhận đã bỏ xa đám người Phong Phi Vân, Lý Tiêu Nam, Tà Hoàng thiếu chủ, lúc này sau khi ra khỏi Đồng Lô Sơn, hắn sẽ tiếp tục bỏ xa đám người này, tiếp đó cũng chỉ còn lại người trong thần đô mà thôi. Tòa phần mộ khổng lồ này bay lên, bay thẳng trời cao, bay vào sâu trong Đồng Lô Sơn. Không bao lâu, đám nữ tử xinh đẹp động lòng người đang khiêng kiệu, cỗ kiệu dừng lại, Diêu Cắt từ bên trong đi ra ngoài, ngón tay tuyết trắng như ngọc, lúc này cầm một nhúm bùn đất trên mặt đất đưa lên mũi ngửi ngửi, thần sắc thanh lệ cười nhẹ, nói. Sức hấp dẫn của yêu tộc thần tàng đúng là quá lớn, đám ngưu xà quỷ thần ở thần đô đều chạy tới. VIPVANDAN.VN Chương 1111, những người cường đại nhất. 2. Siêu đại nhân, vừa rồi là ai chạy tới đây, âm khí chấn động thật cường đại. Một người khói đen chui ra khỏi mặt đất, hình dạng rất giống bộ xương khô. Còn có thể là ai, là lão quỷ của Bắc Minh Phiệt, ai, tứ kiếp quỷ vương, thế đạo càng ngày càng loạn, tứ kiếp thi tà, tứ kiếp quỷ tà chạy loạn khắp nơi, nếu như xuất hiện thần tà đại tôn, âm giới tam tà sẽ xuất hiện đầy đủ. Nghe được tứ kiếp quỷ vương, người trong khói đen trầm mặc, nói. Thái vi nữ thần không lâu sau chắc chắn sẽ xuất thế, thành tựu thần đại tôn chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, yên tâm đi,
đám thần tà đại tôn của âm giới sẽ không cho nàng xuất thế đi, đi thôi, ta cảm thấy hứng thú với yêu tộc thần tàng hơn một ít, không biết có thể kéo ra bao nhiêu lão quái vật, thật làm cho người ta chờ mong. Diêu Cát ăn mặc quan bào, hơi xoay người mang theo nụ cười khoan thai, đi vào trong kiệu, chiếc kiệu tiếp tục đi về phía trước. Người trong khói đen chìm vào trong đất, giống như hắn chưa từng xuất hiện bao giờ. Chiếc kiệu bay vào sâu trong đồng lô sơn. Ồ, vừa rồi các ngươi nhìn thấy dưới đất có thứ gì không? Hình như có ba tòa núi lớn di động, chúng đang đuổi theo chiến thuyền của chúng ta đấy. Nhị đương gia đứng trên bong thanh đồng cổ thuyền, tay vịn lan can rách nát, ánh mắt u buồn mà thâm thúy, có một loại khí vương giả, giống như hắn là vương hầu đứng trên chiến thuyền chỉ điểm giang sơn. Nhưng mà hình tượng của hắn rất không phù hợp. Tốc độ thanh đồng cổ thuyền thật sự quá nhanh, trong nháy mắt đã bay mấy trăm dặm, đồ đằng cổ xưa bao phủ bên ngoài không ngừng sáng lên, cho dù quan sát thanh đồn cổ thuyền cỡ nào cũng không cách nào tìm hiểu rõ ràng. Làm gì có ba ngọn núi lớn, đại tặc đại thúc tròm râu dài, người sẽ không hoa mắt chứ. Tiểu tà ma ôm đạm đạm gõ lên lan can thanh đồng cổ thuyền, có mấy lần đụng phải thứ không nên đụng, bị lực lượng màu xanh kích bay ra xa. Thanh đồng cổ thuyền rất thần bí, đặc biệt là mấy cánh cửa đen xì, không biết đi thông địa phương nào, có lẽ là trong khoang thuyền, dù sao căn bản không cách nào đi vào được. Một khi đến gần thì bên trong có gió lốc thổi bay, tu hoa thập tam nương đã bị gió lốc thổi bay đụng vào cột thuyền, đây là điểm xấu. Đây chẳng khác gì chiếc ma thuyền, rất nhiều địa phương không thể đụng vào, thậm chí cũng không thể đến gần, phạm vi hoạt động của bọn họ rất nhỏ hẹp. Phong Phi Vân thực đang lấy hắn nhóm, đám bọn họ không có biện pháp, nói. Các ngươi nếu không thành thành thật thật đứng nguyên tại chỗ, đụng vào một ít đồ vật cấm kỵ thì các ngươi sẽ chết, còn có các cho bụi, những thứ này là cho cốt thánh linh đấy. Nghe được Phong Phi Vân nói mấy lời này thì mọi người khiếp sợ, nhưng mà bọn họ bắt đầu nghiên cứu cho bụi trên mặt đất, mỗi một hạt cho bụi rất nặng nề, còn nặng hơn cho bụi bình thường cả vạn lần, đúng là cho cốt thánh linh. Diệp Thi Loan am hiểu lịch sử nhất, nàng đứng ở một góc bong tàu, tóc xanh chập chờn, áo trắng xuất trần, sóng mắt mờ ảo, cũng không biết lúc này nàng đang suy nghĩ cái gì, có lẽ đây chính là lữ trình mạo hiểm không ai biết, khả năng sẽ chết, cũng có thể có được kỳ ngộ lớn lao. Tu vị Phong Phi Vân hiện tại chỉ có thể dẫn động thanh đồng cổ thuyền nửa canh giờ, cuối cùng vẫn dừng lại ở bên ngoài sơn mạch màu đen, đây là một tòa núi lớn, nhìn ra xa xa mây khói lượn lờ, dãy núi rất nhiều, so với thiên tể sơn mạch còn cao hơn, dường như phân thế giới thành hai nửa. Trong đồng lô sơn sơn mạch rất nhiều, tung hoành mấy mười vạn dặm, truyền thuyết kết nối với sâu trong thập vạn sơn hà, nhưng mà ngọn núi cao lớn trước mặt này nguy nga như thế, làm cho người ta sinh ra áp bách điên cuồng. Khống chế thanh đồng cổ thuyền phi hành nửa canh giờ, kim tàm Phật khí trong người Phong Phi Vân đã hao hết, vào lúc này đang ngồi xuống khôi phục chân khí, cũng không có tùy tiện tiến vào sơn mạch. Thanh đồng cổ thuyền chở chúng ta bay rất xa. Tiểu tà ma chớp đôi mắt dễ thương. Thanh thuần tú lệ, dáng người yểu điệu giống như hoa sen đang mọc trên tảng đá lớn, nàng nhìn qua phương xa mênh mông. Ít nhất cũng 30 vạn dặm, mẹ ơi, nó tuyệt đối còn nhanh hơn cả bát bộ long liễn, nếu lão tử sau này có bảo vật tốt như thế, về sau rượt tiền, cướp xác chính là tới đi vô tung. Nhị đương gia giáo giác nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân sau lưng, con mắt tỏa sáng, trong tay cầm chặt cây búa, dường như muốn ở sau lưng cho Phong Phi Vân một búa, đánh cho bất tỉnh. Trước cướp đi thanh đồng cổ thuyền sau đó mang về Hoàng Đương Sơn, S. Diệp Ti Loan cầm trường kiếm đứng bên cạnh Phong Phi Vân, dáng người trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt băng hàn đề phòng hai tên đại tặc và nữ tử ôm con mèo trắng, nghiễm nhiên đang hộ pháp cho Phong Phi Vân. Hai tên đại tặc vừa nhìn qua chẳng phải người tốt, về phần mỹ nữ ôm con mèo trắng toàn thân đầy tà khí, ba người này dường như không phải người tốt, vẫn nên đề phòng. Cũng không biết đại thúc nghĩ như thế nào. Vì sao phải cứu bọn họ? Có Diệp Ti Loan thủ tại đây, tuy nhị đương gia cùng tiểu tà ma cũng hoài nghi đại thúc chính là Phong Phi Vân, nhưng không có trực tiếp ra tay, đương nhiên bọn họ cũng không phải sợ Diệp Ti Loan, mà là sợ làm Diệp Ti Loan bị thương. Nhị đương gia, tù hòa thập tam nương, tiểu tà ma làm thành một vòng, bố trí kết giới cách âm, dường như đang thảo luận cái gì đó, ba người bất chợt còn nhìn qua Diệp Ti Loan, ánh mắt rất phức tạp. Khục khục. Chẳng lẽ nữ tử Nhật Nguyệt tiên giáo này chính là chị dâu của ngươi? Nhị đương gia dò hỏi tiểu tà ma. Nhị đương gia từng xuất tín vật một vị tiền bối phong gia cho tiểu tà ma xem, biết rõ hiện tại song phương là người một nhà,
cho nên cũng quen thuộc không ít. Tiểu tà ma nhìn qua Diệp Ti Loan dò xét một phen, đôi mắt dễ thương đầy gợn sóng, nhíu mày, nói. Rất không có khả năng a, dù sao bọn họ lúc ở bên ngoài Đồng Lô Sơn đã tranh phong một hồi, suýt nữa đánh ra chân hỏa. Nếu không phải là chị dâu của ngươi, Ngân Ngân, vậy đừng trách lão nương tâm ngoan thủ lạt, trước tiêu diệt nàng, xem như trừ một đối thủ. Tu Hoa Thập Tam Nương lấy một gốc dây leo ra, phía trên có 7-8 phiến lá màu xanh, đây là một cây linh đằng, rắn giống như long gân. Vậy cũng không nhất định, phương thức trao đổi của ca ta với nữ nhân rất trực tiếp, một giờ trước có lẽ hắn và một nữ nhân còn là địch nhân, sau một giờ nữ nhân kia sẽ biến thành chị dâu. Tiểu tà ma duỗi lưng mỏi, hiển nhiên nàng cũng khó phán đoán. Nhị đương gia cùng Tu Hoa Thập Tam Nương tự nhiên cũng biết sự tích truyền kỳ của Phong Phi Vân, liếc nhau, sau đó gật đầu chấp nhận thật sâu, nhị đương gia nói. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp, bản sắc đạo tặc a. Diệp Ti Loan đứng ở nơi đó, tự nhiên cũng cảm nhận được ba người thỉnh thoảng nhìn qua nàng, âm tàn, tàn nhẫn, do dự, nghiền ngẫm, tiếc hận, bọn họ đang nói cái gì? VIPVANDAN.VN Chương 1112, xương trắng chân nhân. Diệp Ti Loan cảm giác da đầu run lên, sống lưng lạnh giá, nhưng vẫn lạnh nhạt như trước, rốt cuộc Phong Phi Vân đã khôi phục xong, đứng lên, làm cho nàng buông lỏng một hơi, thu hồi linh kiếm. Vừa rồi ta đã thôi diễn một phen, chúng ta đã tiến vào sâu trong Đồng Lô Sơn, bay qua sơn lĩnh này là có thể tìm được yêu tộc thần tàng, trong phiến không gian nơi này có rất nhiều vết nứt không gian, một khi phi hành sẽ mất phương hướng triệt để, thanh đồng cổ thuyền đã không thể dùng, chỉ có thể đi bộ. Phong Phi Vân nhìn qua hai đại tặc và tiểu tà ma, sau đó cười cười, nói. Các ngươi cần phải cùng tiến lên. Chúng ta sợ quấy rầy ngươi tán gái, ô ô. Sao nha đầu ngươi nói như thế, loại lời này sao có thể tùy tiện nói, Diệp tiên tử chính là thiên chi kiều nữ của Nhật Nguyệt tiên giáo, ngàn vạn tuấn tài theo đuổi nàng, ngươi đâu phải nữ tử tùy tiện, lời này của ngươi nếu nói ở bên ngoài, người theo đuổi Diệp tiên tử sẽ ra tay đánh mông ngươi. Tiểu tà ma vốn nói một câu, nhưng lại bị Tu Hoa Thập Tam Nương che cái miệng nhỏ nhắn, muốn tiểu tà ma không nên nói lung tung, kết quả chính cô ta nói ra một đống lớn. Trên người Diệp Ti Loan mặc dù có hạo ý lượn lờ, thấy không rõ chân dung của nàng, nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng hiện tại đang xấu hổ, một mình trực tiếp đi vào hướng sơn lĩnh. Các ngươi hiểu lầm, lão phu cùng Diệp tiên tử chỉ là bèo nước gặp nhau, tuổi tác kém quá lớn, không dám có suy nghĩ không an phận. Phong Phi Vân nhắc thanh long trung lên, đuổi theo Diệp Ti Loan mau, kêu lên. Diệp tiên tử, chờ ta một chút, trong sơn lĩnh này hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Phải cẩn thận một ít a hát. Nhị đương gia, Tu Hoa Thập Tam Nương, tiểu tà ma tự nhiên cũng không tin Phong Phi Vân nói xàm, yêu ma chi tử đại danh đỉnh đỉnh, thần vương phong lưu làm sao không có suy nghĩ, không an phận với mỹ nhân, lời này sợ rằng hài tử 3 tuổi cũng không tin. Ba người bọn họ tự nhiên theo sau, cũng tiến vào trong sơn lĩnh này. Đây là sơn lĩnh cực kỳ to lớn, căn bản không có con đường, đi vào trong đó thì phát hiện sơn lĩnh rộng lớn khôn cùng. Nơi này có cổ thụ màu nâu sẫm, trên cây còn kết linh quả, nhưng lại không ai dám đi ngắt lấy, bởi vì dưới linh quả đều có xương trắng của nhân loại, cũng có xương trắng linh thú, những xương trắng này ngàn năm không nát, là xương cốt của siêu cấp cường giả. Có một bộ xương cốt sợ rằng đã vạn năm, nó sắp vùi hoàn toàn vào trong đất, chỉ còn một nửa hài cốt lộ ra ngoài, nhưng vẫn không có hư thối, đầu lâu giống như thủy tinh, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc chân nhân. Chậc chậc. Chân nhân tuy rất thưa thớt, nhưng mà dù sao mỗi thời đại sẽ có mấy người, chân nhân từ xưa tới nay cũng không ít, có tiến vào thần linh cung đi tới địa vực cao cấp hơn, có vẫn lạc tại nơi này, ai, đây là đặc quyền của cường giả. Diệp Ti Loan nói ra, đạt tới chân nhân cảnh, muốn đột phá một tiểu cảnh giới đều vô cùng gian nan, chỉ có trong một ít di tích thượng cổ mới có thứ trợ giúp bọn họ cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, bằng không cả đời sẽ không tinh tiến. Phong Phi Vân nói ra, đương nhiên còn có một loại biện pháp, chính là đi tới địa vực cao cấp hơn, tại những nơi như thế này sẽ đạt được tài nguyên sung túc, càng có đầy đủ linh khí, nhưng mà cũng cạnh tranh vô cùng kịch liệt, cường giả sẽ mạnh hơn. Xác suất tử vong cũng không nhỏ hơn các di tích thượng cổ. Dù sao cảnh giới chân nhân cách chúng ta quá xa xôi, có lẽ cả đời đều không đạt tới cảnh giới như vậy. Diệp Ti Loan nhìn qua xương khô của chân nhân, trong nội tâm cảm thán.
Nhị đương gia nhìn qua phía sau, cũng nhìn thấy linh quả trên cao, phía dưới là xương cốt chân nhân, ánh mắt lập tức tỏa sáng, nước miếng sắp chảy ra, vãn vãn ống tay áo, kêu lên. Tạ Oao, ai cũng không thể đoạt với ta, xương cốt chân nhân nguyên vẹn, nếu như bán cho các cản thi động, sẽ bán được tinh thạch giá cao, chẳng khác gì đoạt tiền. Đúng là cơ hội phát tài tốt. Phong Phi Vân mỉm cười, lui về phía sau hai bước. Nhị đương gia tiến lên, tay niết xương cốt trên đầu chân nhân, muốn kéo xương cốt ra khỏi bùn đất nhưng mà tay của hắn vừa chạm vào xương cốt chân nhân, thân thể liền chìm vào trong lòng đất, giống như kéo hắn vào lòng đất vậy. Sắc mặt nhị đương gia đại biến, toàn thân đều lạnh buốt, tóc dựng đứng lên, quỳ rạp xuống. Mẹ kiếp, chân nhân chết tiệt, không ngờ trước khi chết bố trí thủ đoạn này thủ hộ xương cốt của mình, phàm là dám đụng vào xương cốt của hắn, cũng sẽ bị lạc ấn khác trên xương cốt của hắn thôn phệ, ai ra tay cứu ta với. Không ai ra tay, chân nhân bố trí thủ đoạn không phải chuyện đùa, một khi tùy ý ra tay, nói không chừng cũng sẽ bị liên quan. Nhị đương gia muốn khóc lên, thân thể không ngừng trầm xuống, eo đã bị bùn đất thôn phệ, chỉ còn nửa thân trên. Tu vị của hắn cường hãn, hai tay đánh mạnh, đánh ra tiếng nổ ầm ầm, mặt đất nứt vỡ ra, hư không rung rung, có vô số điện vân xuyên thẳng qua, phạm vi mấy ngàn thước nứt vỡ, nhưng mà không có nửa phần tác dụng, thân thể của hắn vẫn lún xuống. Qua, bình thường không hiển sơn bất lộ thủy, tu vị của đại thúc tròm dâu dài thật cường đại, siêu cấp cự phách thiên mệnh bát trọng cũng chưa chắc có tu vị như vậy. Hai mắt tiểu tà ma tỏa sáng, tay che cái miệng nhỏ nhắn, sau đó ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi, tán thưởng tu vị nhị đương gia cường đại. Phong Phi Vân vỗ vỗ đầu tiểu tà ma, cười nói. Đúng là cường đại vượt qua người ta dự đoán, đây chỉ là một phần tu vị chân thật của hắn thôi, một nửa tu vị trong người của hắn bị xương trắng chân nhân giam cầm, nếu hắn ra tay toàn lực, chỉ sợ sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều. Đám người Phong Phi Vân lui về phía sau rất xa. Vừa cười vừa nói, lại chỉ trỏ nhị đương gia. Cường đại em rể ngươi. Nhị đương gia rất muốn mắng người, cái bụng vẫn chìm xuống đất, tu vị chân thật của hắn rất cường đại, nhưng vẫn cách chân nhân một trời một vực, bị xương trắng chân nhân áp chế xít sao, căn bản phản kháng không được. Nếu các ngươi không ra tay, có muốn ta kéo các ngươi theo ta hay không? Nếu xương cốt của chân nhân còn lưu lại một tia lực lượng, có được lạc ấn chân nhân, có thể dễ dàng đè chết thượng vị cự phách thiên mệnh cửu trọng. Sinh tử một đường, nhị đương gia động chân hỏa, trên đỉnh đầu ngưng tụ tòa núi xương, thân thể đều trở nên lợi hại, từng tiếng đại đạo âm cổ vang vọng hư không, hắn như biến thành người khác, giống như thái cổ man thú, há miệng phun ra hơn trăm đạo lôi điện, muốn đồng quy vu tận với đám người Phong Phi Vân. Nếu nhị đương gia thật muốn đồng quy vu tận, tất cả mọi người thật đúng là có khả năng chết ở chỗ này. Tu vị của hắn cường đại hơn người nơi đây quá nhiều, với kiêu ngạo của đại tặc trước kia, nhất định là một người hung ác tuyệt đỉnh. Phong Phi Vân vội vàng ngưng cười, nói. Ta có biện pháp cứu ngươi, nhưng mà ngươi phải giúp ta một chút. VIPVANDAN.VN Chương 1113, Nhị Đương Gia 1. Giúp cái gì? Nhị Đương Gia kích động nước mắt như sắp chảy ra. Ngươi thuận tay hái linh quả trên cây xuống. Ta muốn ngắt một linh quả. Phong Phi Vân nhận ra linh quả trên cổ thụ, là một quả yêu quả, trong nội tâm kích động, xem chừng nơi này thật sự có yêu tộc thần tàng, đồng thời cũng đại khái hiểu vì sao tên chân nhân kia lại chết dưới gốc cây. Cái gọi là yêu quả, kỳ thật cũng là một loại thuộc linh quả, nhưng mà bên trong ngưng tụ rất nhiều yêu linh chi khí, đối với yêu tu hoặc là nhân loại có huyết mạch yêu tộc chắc chắn có lợi. Mà kỳ thụ có yêu quả này có chỗ khác biệt với kỳ thụ mà Phong Phi Vân gặp trước kia, trái cây sáng bóng óng ánh sinh ra đường vân trắng, đây là do hút đạo tắc của chân nhân dung nhập vào trong trái cây. Đặc tắc của một chân nhân ngưng tụ vào trong một yêu quả, bởi vậy có thể thấy được yêu quả chân quý. Tuy trong rừng rậm nơi này có linh quả khác, linh khí nồng đậm, trên nhánh cây có linh quả, dưới gốc cây là một đống xương cốt, có thể thấy được giá trị của chúng siêu phàm. Nhưng lại không có linh quả nào hút lấy đạo tắc chân nhân ngưng tụ vào trong trái cây, yêu quả này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Linh quả này ở trên cây không biết bao nhiêu năm tháng, đoán chừng đã hơn vạn năm a. Tiểu tà ma nhãn con người nháy nháy, nhìn chằm chằm vào quả trái cây to như đầu người kia, trái cây sáng bóng, óng ánh sáng chói, còn có bạch quang lưu động trên đó. Xương cốt chân nhân lưu trên mặt đã được vạn năm, như vậy yêu quả kia cũng đã hơn vạn năm rồi. Trên vạn năm, đây chính là linh quả vạn năm,
tuyệt đối độc nhất vô nhị, thần tấn vương triều không tìm ra quả thứ hai, ăn một quả. Cũng không biết có thể trực tiếp trở thành chân nhân hay không. Tu Hoa Thập Tam Nương gỡ ra thú trên lưng xuống, dương cung cài tên, mũi tên sáng lóa thành một đạo hào quang, muốn bắn dụng linh quả rơi xuống. Đây là của quý vô giá, giá trị còn cao hơn chấn thế linh binh nhiều, một khi ngắt lấy sẽ khiếp sợ cả vương triều. Bành! Cung tên trên tay của nàng không phải phàm phẩm, từng mũi tên bắn ra 999 đạo hào quang. Bành! Hào quang mũi tên sáng ngời, sắc bén phát lạnh, rời dây cung bay ra đụng vào nhánh cây to chừng nắm tay, nhưng mà mũi tên vừa mới chạm vào nhánh cây thì nổ tung. Tu Hoa Thập Tam Nương cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dương cung cài tên, mũi tên lần này càng tinh mỹ hơn, chính là vực ngoại hàn thiết chế thành mũi tên, tổng cộng chỉ có 3 cây, nàng vẫn không bỏ được mà sử dụng, hiện tại bắn 2 mũi tên liên tục, giống nhau 2 con ma long màu đen lao vào gốc cây. Bành! Bành! Vực ngoại hàn thiết chế tạo thành mũi tên cũng vỡ vụn, không có bất kỳ ngăn cản nào cả. Đây là yêu thụ gì, tại sao lại mạnh mẽ như thế? Trong tay Tu Hoa Thập Tam Nương còn lại một mũi tên vực ngoại hàn thiết, nhưng mà nàng không có sử dụng, mũi tên này giá trị siêu phàm, đã tổn hại 2 cây, làm cho nàng thương tâm không dứt, không muốn lại tổn hại mũi tên cuối cùng. Hơn phân nửa thân thể nhị đương ra chìm vào lòng đất, linh khí trên người bành trướng, tốc độ trầm xuống chậm lại. Nhưng nhìn thấy Tu Hoa Thập Tam Nương cùng tiểu tà ma đánh chủ ý linh quả vạn năm, căn bản không có ra tay cứu hắn, gấp tới mức chửi mẹ nó. Lão tử thật muốn đồng quy vu tận với các ngươi. Phong Phi Vân khác gì đó trên mặt đất, xếp đặt đường vân kỳ dị, nói. Ta đã nói với ngươi, ngươi chỉ cần nhổ linh thụ, hái linh quả vạn năm kia cho ta sẽ cứu ngươi. Căn bản không có khả năng nhổ được, đây là một cây yêu thụ, cho dù là nửa bước chân nhân tới. Đoán chừng cũng không làm gì được nó. Nhị đương gia mặc dù nửa thân thể chìm vào mặt đất, nhưng mà hai tay vẫn có thể huy động búa lớn, một búa chém vào trên cành cây, lại bị chấn đắc cánh tay run lên, búa trong tay xuất hiện vết rạn nứt. Hắn có thể một búa chém nát núi lớn, nhưng mà bây giờ không thể bổ thân cây này, bởi vậy có thể thấy được yêu thụ này quỷ dị. Đây là, chẳng lẽ là một yêu linh cấm địa sao? Phong Phi Vân cũng nhíu mày. Cái gì là yêu linh cấm địa? Nhị đương gia cố gắng dãy giụa tới mức thiên địa lay động, nhưng không có nửa phần tác dụng, thân thể của hắn càng chìm nhanh hơn. Đại yêu sau khi chết, có chút đại yêu chết thì lưu lại yêu thi, có đại yêu trước khi chết bỏ qua yêu thi lưu lại một đạo yêu linh. Cái gọi là yêu linh cấm địa, chính là một loại lợi hại trong yêu linh, tu sĩ dưới chân nhân một khi gặp yêu linh cấm địa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Phi Vân không thể nào tin được Đồng Lô Sơn còn có cấm địa bực này, dù sao đại yêu của yêu tộc rất ít khi đi tới quốc gia nhân loại, càng không khả năng chết ở chỗ này, lưu lại yêu linh. Nhưng mà sự thật trước mắt nói cho hắn biết, cây đại thụ cao tới 300 mét rất có thể là yêu linh đại yêu biến thành, bằng không làm sao có thể kết xuất yêu quả vạn năm. Nhị đương gia nghe được Phong Phi Vân nói câu sau cùng, hai mắt lập tức trắng dã, sau đó suýt ngất đi, đột nhiên hai mắt mở to, hét lớn. Ta cảm giác yêu linh cấm địa liên hệ với xương cốt chân nhân, cả hai tương dung với nhau, có một căn rễ cây chạm vào người ta, kéo ta vào trong lòng đất. Xong, lão tử muốn đồng quy vu tận với các ngươi, trước khi chết cũng muốn kéo thêm hai cái đệm lưng. Đổ mồ hôi, chúng ta và ngươi không có thâm thù đại hận, ngươi kéo chúng ta đệm lưng làm gì vậy? Tiểu tà ma lui ra xa xa, trong tay áo bắn ra 4 đạo phù văn thủ hộ bản thân, thập phần chú ý cẩn thận. Không cầu sinh cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng tháng cùng năm. Nhị đương gia tóc dựng đứng lên. Quỷ mới muốn chết cùng tháng cùng năm với ngươi. Tu Hoa Thập Tam Nương dương cung cài tên, hắn đặt cung tên vực ngoại hàn thiết vào cây cung, nếu như nhị đương gia thực sự bức nàng điên, nàng sẽ ra tay. Tỉnh táo, tất cả mọi người tỉnh táo, còn có biện pháp, còn có biện pháp. Phong Phi Vân nói, nhị đương gia chỉ còn cái đầu lộ ra khỏi mặt đất. Lộ ra vẻ tội nghiệp, nói. Còn có biện pháp nào, nói mau đi. Phong Phi Vân không nhanh không chậm, nói. Yêu linh cấm địa này hiển nhiên còn chưa sinh ra linh trí, thuộc về yêu linh cấm địa nhỏ yếu nhất, dưới tình huống bình thường, không sẽ chủ động công kích vật còn sống, tuy chúng ta không phải đối thủ của nó, nhưng mà dọa lui nó là không thành vấn đề. Làm sao dọa lui? Nó đã hóa thành hình thái đại thụ, như vậy nhất định sợ lửa. Dùng hỏa diễm công kích có lẽ hữu hiệu.
chỉ cần có hiệu quả, một yêu quả vạn năm sẽ không hái được, đây là báu vật vô giá a. Phong Phi Vân nói, khốn kiếp, nếu các ngươi không ra tay nhanh lên, lão tử thật sự sẽ đồng quy vu tận với các ngươi. Nhị đương gia trong tay đánh ra vài đạo bí pháp, hắn xuất thủ trước, cả đầu đầy hỏa diễm, giống như một hỏa cầu, hắn há miệng ra ra phun cột lửa. VIPVANDAN.VN Chương 1114, Nhị Đương Gia 2. Diệp Thi Loan, Tiểu Tà Ma, Tu Hoa Thập Tam Nương cũng không hề do dự, đồng thời đánh ra vài đạo pháp thuật, hỏa diễm ngập trời, phô thiên cái địa trấn áp đại thụ, cổ thụ chung quanh cũng gặp nạn, lá cây bốc cháy sau đó hóa thành cây đuốc. Phong Phi Vân kích hoạt đường vân trên mặt đất, đặt một khối linh thạch vào giữa, cả đường vân sáng lên, trong miệng hô lên một tiếng. Mở. Bắt đầu từ dưới chân Phong Phi Vân, mặt đất lập tức vỡ ra một khe nứt lớn rộng chừng một trượng, kẽ đất vẫn lan tràn tới dưới gốc cây đại thụ, lao tới chỗ thân thể nhị đương ra. Thân thể của hắn lộ ra trong cái khe, toàn có rễ cây thật nhỏ đang quấn quanh, giống như ngàn vạn con rắn nhỏ quấn quanh hắn, xương cốt chân nhân kia đã sớm dung hợp với rễ cây, thân thể như con rắn nhỏ, chỉ còn lại đầu lâu dữ tợn. Phong Phi Vân điều động ba khối phượng cốt. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm cực nóng, không khí bị thiêu đốt vặn vẹo, hỏa diễm hóa thành con sông dài bay ra ngoài đụng vào rễ cây kia, lập tức khiến những rễ cây này lui bước. Bành! Nhị đương gia thừa dịp này quyết đoán ra tay, chặt đứt gai rễ cây quấn quanh đùi, lòng bàn chân như bôi mỡ, lao ra thật nhanh. Mọi người đi mau, yêu thụ này sẽ bị kích thích, sắp tức giận. Phong Phi Vân nói xong lời này lập tức triển khai luân hồi tật tốc, hắn chạy thật nhanh. Tu Hoa Thập Tam Nương, Diệp Ti Loan, Tiểu Tà Ma tự nhiên cũng không có nửa phần lưu luyến chạy đi thật xa, trên thân đại thụ tỏa ra khí tức ghê người, làm cho bọn họ cảm giác áp lực khó thở, giống như một thần ma hàng lâm. Mà nhị đương gia chạy trốn không chậm hơn ai, hắn hiểu rõ sự khủng bố của cây đại thụ này, ước gì chính mình mọc ra bốn chân, dày ở hai chân cũng ném đi, hắn cũng chạy trốn nhanh nhất, tốc độ còn nhanh hơn cả Phong Phi Vân, như tia chớp lao ra vài quả núi. Đám người Phong Phi Vân chạy ra hơn 600 dặm mới dừng lại, mặc dù nói đối với bọn họ 600 dặm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà vừa rồi bị dọa không nhẹ, mỗi người đều thập phần chật vật, Tiểu Tà Ma trên mặt đầy bùn, mũi và cằm rất bẩn, hiển nhiên là trên đường ngã một cái. Tóc dài phiêu giật của Diệp Ti Loan cũng có đầy lá cây, quần áo cũng phá mấy chỗ, trên đường bị một cây gai 3.000 năm đâm rách, trên người ít đi vài phần trang nhã lạnh nhạt, chẳng khác gì tiên tử rơi xuống phàm trần. Tu Hoa Thập Tam Nương càng bi thúc, váy ngắn trên người không biết bị sinh vật gì xé rách, lộ ra cặp đùi gợi cảm, làm cho nhị đương gia ngồi trên cây chảy nước miếng, trong miệng đang nói cái gì đó. Dọc theo con đường này gặp được nhiều sinh vật kỳ lạ quý hiếm, chúng ra tay với bọn họ, cho nên mới làm bọn họ chật vật như thế. Ầm ầm, rừng cây sinh ra bạo động khủng bố, nhìn ra xa xa có thể nhìn thấy một cây đại thụ to như núi cao lay động, sau đó điên cuồng di động. Mấy ngàn rễ cây lao ra khỏi lòng đất, mỗi rễ cây có hơn trăm rễ nhỏ, giống như ngàn vạn con rắn đang bay múa trong hư không, từng ngọn núi bị đánh nát, rừng cây bị hủy diệt triệt để, sinh vật bên trong bị tiêu diệt toàn bộ. Nhìn thấy rễ cây bay múa đầy trời, còn có tiếng gào thét ầm ĩ trong không khí, tất cả mọi người biến sắc, lại chạy ra thêm mấy trăm dặm mới dừng lại. Cho dù là siêu cấp cự phách thiên mệnh bát trọng, nếu bị rễ cây này đánh trúng, đoán chừng sẽ bị chém thành hai nửa. Nhị đương ra sắc mặt trắng bệch. Hai canh giờ sau, náo động cuối cùng đã kết thúc, một cây đại thụ kia cũng biến thành rừng cây xanh đen, nó to như tòa núi nhỏ, không ngừng chạy tới hướng khác, biến mất sâu trong đồng lô sơn. A, à, đáng tiếc, linh quả vạn năm a hát. Váy dài của Tu Hoa Thập Tam Nương bị rách rất nhiều nhưng nàng chỉ quan tâm tới linh quả vạn năm. Đi, chúng ta trở về, rừng cây kia vẫn còn linh quả khác, trước kia có yêu linh thủ hộ. Vô số cường giả muốn hái quả đều chết dưới tán cây, hiện tại yêu linh đã rời đi, có lẽ sẽ lưu lại một ít linh quả chân quý. Phong Phi Vân đề nghị. Tuy rừng cây kia vẫn khủng bố, nhưng mà những linh quả trên cây vẫn vô cùng mê người. Những linh quả kia ngay cả cường giả tuyệt đỉnh cũng không phải động tâm, chịu chết dưới tán cây, nếu chúng ta có thể tùy ý đạt được một quả. Trời ơi, vậy chính thức phát tài rồi. Nhị đương gia nghĩ như thế cho nên chạy tới đầu tiên. Tốc độ còn nhanh hơn lúc chạy trốn. Tiểu Tà Ma nhíu mày, đôi mắt nháy hai cái, nàng ngồi trên lưng đạm đạm bay đi nhanh chóng, tốc độ không chậm hơn nhị đương gia.
Mấy người cũng biết đây là một lần kỳ ngộ, những linh quả sinh trưởng trong rừng cây bởi vì sinh ra trong yêu linh cấm địa, cho nên không người ngắt lấy, cho dù thời cổ có người từng muốn đi hái, tuy nhiên lại bị yêu linh đánh chết, lưu lại rất nhiều xương trắng. Những linh quả này tuy số lượng cực nhỏ, nhưng mà mỗi quả đều vô cùng trân quý, cho dù không đạt tới vạn năm, đoán chừng cũng không kém, tùy ý có được mộ quả, sau khi ăn xong tu vị sẽ tăng lên một mảng lớn. Ngay cả Diệp Ti Loan cũng không còn cố kỵ hình tượng tiên tử, tốc độ của nàng tăng tới tận cùng, nhanh như lưu tinh, bởi vì nàng biết đây là một lần đại kỳ ngộ, muôn đời khó gặp, nàng vẫn phải nắm chắc thời gian mới được. Tu Hoa Thập Tam Nương rơi xuống cuối cùng, tu vị của nàng tuy mạnh, nhưng mà tốc độ không nhanh, kéo ra một khoảng cách lớn với mọi người, nàng gấp tới độ ở phía sau không ngừng chửi mắng thô tục. Cũng khó trách nàng sốt ruột, phía trước đều là gia hỏa gian trá không có lợi không dậy sớm. Nếu bọn họ chạy tới trước, khẳng định sẽ thu linh quả không còn, cái gì cũng không lưu cho nàng. Phong Phi Vân vận chuyển luân hồi tật tốc tới mức tận cùng, là người đầu tiên đi Taoist khu rừng. Khu rừng đã bị hủy diệt triệt để, trên mặt đất còn lưu lại từng vết nứt sâu, dài hơn 10 dặm, cảnh tượng trước mặt nhìn thấy mà giật mình, dễ hiu linh thụ rút đi đã nghiền nát cả khu vực này, có hóa thành vách núi, có hóa thành ngọn núi, có hóa thành hạp gốc, có nơi biến thành vực sâu. Đây là lực hủy diệt của yêu linh, địa thế và thiên thế đều bị nó phá hư không còn. Phong Phi Vân đảo mắt nhìn qua, sau đó nhảy xuống vách núi vừa vỡ ra, trên vách đá nhìn thấy một cây linh quả đứt đoạn, trên vách đá dựng đứng có một linh quả màu ngà sữa lớn chừng nắm tay. Bởi vì linh quả thụ bị yêu linh thụ chặt đứt rễ, đã triệt để mất đi sinh cơ, linh khí trên linh quả bắt đầu xói mòn. Đây là thánh bồ quả 8.000 năm. Phong Phi Vân đầy kích động. Vội vàng ngắt xuống cho vào trong hộp, thu vào giới linh thạch. Tiếp cận linh quả vạn năm, Phong Phi Vân kích động, ngay cả chân nhân cũng động tâm, giá trị phi phàm, tại thần tấn vương triều tuyệt đối không tìm ra quả thứ hai. Phong Phi Vân suy nghĩ, vẫn thu nửa đoạn bồ thụ quả vào trong giới linh thạch, gốc cây có thể thay nghén ra thánh bồ quả 8.000 năm, khẳng định linh tính phi phàm, có thể dùng luyện chế linh đan, cũng có thể dùng tu luyện. VIPVANDAN.VN Chương 1115, kỳ chân hiếm thấy. Nhưng mà Phong Phi Vân vẫn không thể tìm được rễ thánh bổ thụ, hẳn đã bị yêu linh hủy diệt, điểm này là Phong Phi Vân thất vọng, nếu có thể tìm được rễ cây, nói không chừng có thể nuôi sống, tuyệt đối xem như linh thụ, có thể làm linh căn tụ linh cho một tiên giáo, mấy ngàn năm sau nói không chừng sẽ kết xuất thánh bổ quả lần thứ hai. Thánh bổ quả là một trong các linh quả trong truyền thuyết, một vạn năm trưởng thành, một vạn năm nở hoa, một vạn năm thành thục. Một cây chỉ kết ra một linh quả, tổng cộng cần 3 vạn năm mới kết ra một quả. Tuy thánh bổ quả trong tay Phong Phi Vân đã kết thành 8.000 năm, tuy chưa thành thục nhưng vẫn không tệ. Nếu thật chờ 2.000 năm nữa, khi thánh bổ quả thành thục, tuyệt đối chẳng kém yêu quả vạn năm kia bao nhiêu, sau khi thành thục sẽ đản sinh linh tính, nó tự mình bay đi, căn bản không phải tu vị Phong Phi Vân hiện tại có thể ngắt lấy. Phong Phi Vân đuổi tới đầu tiên, hái linh quả có giá trị lớn nhất. Sau đó thần thức quét qua ngắt lấy linh quả thứ hai. Nhị đương gia và tiểu tà ma cũng đuổi tới, ngay sau đó Diệp Ti Lan như sao băng bay thấp xuống, mỗi người kích động tìm kiếm linh quả. Ha ha, lão tử tìm được linh chu quả 5.000 năm, phát tài rồi. Ách, đáng tiếc bị tổn thương một phần thiết quả, không quan hệ, không sao, nếu lấy về, sợ rằng lão đại cũng phải thèm. Nhị đương gia nhấc khối cự thạch 8 vạn cân lên, ném nó bay ra ngoài. Tìm được một linh quả bị tổn hại, kích động toàn thân phát run. Linh quả bị hao tổn vẫn thai nghén dược tính khổng lồ như trước, tuy mất đi 2-3 thành dược tính, nhưng nó vẫn là bảo bối vô song. Một hắc long quả 4.000 năm. Tiểu tà ma tại vách núi sụp đổ đào một linh quả bị chôn trong bùn đất ra, hình dáng như một con rồng, lớn chừng cánh tay, đầu rồng và long lân đã thành hình, trái cây sáng ngời, da cũng có chút tổn thương, nhưng mà toàn thân lưu quang. Giống như hắc long do hắc ngọc tạo thành. Tiểu tà ma há to miệng giống như con thỏ ăn trộm củ cải, nhanh chóng lau đi bùn đất phía trên, lén lút giấu đi, sợ bị người ta nhìn thấy. Nhị đương gia ở xa xa nhìn nàng, biểu lộ của nàng mất tự nhiên, lau lau ống tay áo, bình tĩnh nói. Vận khí rất kém, không đào được cái gì. Nói xong lời này nàng đào chỗ khác. Đây chính là địa bàn của yêu linh. Nói không chừng yêu linh trước kia là một gốc thụ yêu cường đại, nó sinh trưởng ở đây vô số thời đại, làm cho khu rừng này đản sinh mấy chục gốc linh quả chân quý,
mỗi cây đều điên cuồng. Cũng chính vì có yêu linh thủ hộ ở đây, mới khiến linh quả nơi này không sứt mẻ, mặc dù là chân nhân tới dây, muốn ngắt lấy linh quả cũng bị yêu linh chém giết, hóa thành xương trắng, bằng không cũng không có khả năng thai nghén ra nhiều linh quả hy hữu như vậy, hơn nữa số năm cao tới dọa người. Phải biết rằng tại Thần Tấn Vương Triều, linh thảo ngoài 5.000 năm vô cùng hiếm có, phủ thái sư chân tàng mấy trăm năm cũng chỉ có hơn 10 gốc linh thảo như thế, bị thái sư xem như bảo bối. Mà linh quả còn hiếm hơn cả linh thảo, hơn nữa linh quả 1.000 năm rất khó tìm, có thể nói là tiên chân hiếm thấy, dù sao có thể sinh trưởng mấy ngàn năm, nhưng mà một gốc cây kết thành trái cây mấy ngàn năm rất thưa thớt, đừng nói mấy ngàn năm, cho dù là linh quả vài chục năm, mấy trăm năm cũng ít tới thương cảm. Tà đạo thánh địa Phổ Đà Sơn có một gốc tiểu tiên linh thụ, phía trên kết thành tiểu tiên linh quả 3.000 năm mới thành thục, mỗi lần thành thục chỉ kết ra 3 linh quả, mỗi quả đều là 3.000 năm, chính là linh quả chân quý nhất hiện tại của Thần Tấn Vương Triều. Hoàng tộc thánh địa cũng có hai gốc linh thụ, đều là linh quả 2.000 năm, mỗi 2.000 năm kết thành 5 linh quả, nhưng đã gần với tiểu tiên linh quả của Phổ Đà Sơn, mỗi thời đại tấn đế đăng cơ mới có tư cách phục dụng một quả, dùng tăng tiến tu vị. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại đang tìm kiếm linh quả đều là linh quả ngoài 3.000 năm, nếu tu sĩ khác biết bọn họ ngát nhiều linh quả chí bảo như thế, chắc chắn sẽ sinh ra sóng to gió lớn, rất nhiều lão bất tử sẽ tìm bọn họ đòi linh quả chí bảo, kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên những linh quả này rất nhiều đã tổn hại, bị chôn dưới bùn đất và tảng đá nên có tổn thương nhỏ, mà có quả đã nát đi, linh tính và dược tính không còn. Yêu linh lúc ấy cực kỳ tức giận, không ít linh quả bị nó đánh nát. Một ít bị khí tức hỗn loạn đánh thành bột mịn, ngay cả hạt cũng không lưu, quả thật là phung phí của trời. Diệp Ti Loan vận khí thật tốt, không chỉ tìm được hai linh quả tổn hại, một quả 3.000 năm, một quả 4.000 năm, thậm chí còn tìm được vô thượng tử linh thụ. Cây này cao tới 70 trượng, thân cây vô cùng tráng kiện, có linh hoa lưu động, 8 người không thể ôm hết, phía trên có rễ cây giao thoa, giống như dao long quấn quanh, tụ tập vô số linh khí. Đương nhiên linh quả thụ này cũng bị tổn thương, nhánh cây bị chém đứt rất nhiều. Đây là một cây linh quả thụ 4.000 năm kết quả, còn chân quý hơn gốc tiểu tiên linh thụ của Phổ Đà Sơn, nếu như có thể mang về Nhật Nguyệt Tiên Giáo, nhất định sẽ làm linh khí trong giáo ngưng tụ, trở thành linh căn tiên giáo, nội tình muôn đời. Diệp Ti Loan thân ảnh như vẽ, tung bay quanh linh quả thụ, cành cây chung quanh rất nhiều, linh vụ không tiêu tán, có cảm giác như thần nữ trong bức họa. Đúng lúc này ở xa truyền tới tiếng thét dài, một lão giả mặc trường bào đen bay ngang trời, dưới thân cưỡi rắn mỗi khổng lồ phi hành thấp, trên người tỏa ra khí tức khôn cùng, giống như mặt trời đen, từ trên cao lao xuống, kinh hỉ nói. Linh quả thụ có thể kết linh quả 4.000 năm, đây chính là vô thượng linh căn, vượt qua tiểu tiên linh thụ của Phổ Đà Sơn. Lão giả này tới từ ám vực một trong ba tà đạo chí tôn, là một lão tổ, tên là Tây Môn Túc Đức, nghe được tiếng nổ kinh thiên vừa rồi. Cảm thấy có của quý xuất thế, vội vàng đuổi qua nơi đây, không ngét si tới nhìn thấy Diệp Ti Loan tìm được linh quả thụ, thân thể kích động run rẩy. Tây Môn Túc Đức đôi mắt già nua hõm sâu vào, tỏa ra ánh sáng sáng ngời, trong tay cầm quải trượng màu đen điểm dớ, một tia chớp màu đen giáng xuống, đánh Diệp Ti Loan bị thương, nói. Linh quả thụ này là của lão phu. Oanh! Một đạo lôi điện màu đen đánh xuống, giống như thiên đao chém trời cao, vô cùng dọa người. Diệp Ti Loan đáp xuống dưới gốc linh quả thụ, trên tay ngọc có máu tươi chảy xuống, Tây Môn Túc Đức công kích làm nàng bị thương. Tu vị Tây Môn Túc Đức rất đáng sợ, chiến lực khủng bố, mặc dù nàng đạt tới thiên mệnh thất trọng trung kỳ cũng không địch lại. Diệp Ti Loan vận dụng linh khí thủ hộ dưới gốc linh quả, lỗi lạc mà đứng, tóc đen phiêu giật, hoàn toàn không chút nhượng bộ, nói. Gốc linh quả thụ này là ta phát hiện trước, người ngoài đừng hòng nhúng chàm. Nàng biết rõ thân phận lão giả áo đen trước mặt, chính là một thái thượng trưởng lão ám vực, tên là Tây Môn Túc Đức, là nhân vật hung ác cùng thế hệ với hốc chủ Đại La Thi Động, đã từng hung uy chấn nhiếp một thời. Nhưng mà nàng không sợ chút nào, không có khả năng giao linh quả thụ này cho bất cứ kẻ nào khác. Tây Môn Túc Đức tươi cười âm trầm, nói. Gốc linh quả thụ này là tuyệt đại linh căn, dùng tu vị của ngươi không thu được, nhìn ngươi dung mạo thanh lệ, thiên tư xuất chúng. Lão phu cố ý thu ngươi làm thị thiếp, ngươi có bằng lòng hay không? Tây Môn Túc Đức cầm quải trượng, đứng trên lưng rắn mối khổng lồ, áo đen bay trong gió, chỉ cần Diệp Ti Loan dám nói một chữ không, hắn sẽ không do dự ra tay, sẽ không thương hoa tiếc ngọc.
Muốn chiến liền chiến. Diệp Ti Loan không có ý định lùi bước, trên người có hào quang vạn trượng, chiến kiếm trong tay có hỏa diễm bốc lên, thân thể hóa thành hơn trăm bóng dáng yểu điệu, uyển chuyển vô song, giống như quần tiên nhảy múa. Tây Môn Túc Đức cười lạnh một tiếng. Chút tu vị ấy cũng dám ra tay trước mặt lão phu. Hắn duỗi một tay ra, lòng bàn tay quay cuồng, trong lòng bàn tay nắm một phiến vân hải, một trường đánh xuống, một trường cực lớn đánh vào người Diệp Ti Loan, lại đánh nàng bị thương, nàng lui tới bên cạnh linh quả thụ, khóe miệng tóe máu. Tu vị Tây Môn Túc Đức thật sự cường đại, nếu không phải tu vị của nàng tinh tiến tới thiên mệnh thất trọng trung kỳ, chưa hẳn có thể tiếp được một trường này. Tây Môn Túc Đức ánh mắt biến hóa, đối phó một nữ tử trẻ tuổi lại cần phải ra tay ba lần, chuyện này chính là sỉ nhục uy danh của hắn. Nếu ngươi đã muốn chết, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn không dám trì hoãn quá lâu, động tĩnh vừa rồi thật sự quá lớn, khẳng định có không ít cường giả đang đuổi tới bên này, phải lấy được linh quả thụ trước khi đám người kia chạy tới. Diệp Ti Loan làm xong chuẩn bị chiến liều chết, hào quang vần quanh toàn thân, làn da tuyết trắng sáng long lanh, hai con ngươi giống như hai viên hàn tinh, trong đan điền xuất hiện thần quang mờ mịt. Này này, lão đầu, người bao nhiêu tuổi còn, cũng dám ở trước mặt nhị đương gia ta làm cướp bóc, đoạt sinh ý a hát. Nhị đương gia bước ra một bước, phóng ra 30 dặm đường, hắn đáp xuống vách đá màu xanh, đứng bên cạnh Diệp Ti Loan, hai tay cầm chiến phủ, mặt của hắn dung quang tỏa sáng, chiến ý sôi trào. Nhị đương gia tự nhiên dung quang tỏa sáng, tâm tình cũng vô cùng tốt, vừa rồi hắn tìm được 4 linh quả, đều là linh quả ngoài 3.000 năm. Trong đó có hai quả linh quả nghiền nát tương đối nghiêm trọng, nhưng mà cũng là kỳ chân có 102, vật báu vô giá, đặc biệt là trong đó có linh chu quả 5.000 năm chân quý nhất, tổn hại cực nhỏ, cho dù có cho hắn 100 cổ thành cũng không đổi. Đạt được chỗ tốt lớn như thế, tâm tình của hắn muốn không tốt cũng khó khăn, đương nhiên chuyện này Tây Môn Túc Đức tự nhiên không biết, thời điểm hắn tới thì linh quả đã bị mấy người kia hái, tìm khắp nơi cũng chỉ là linh quả thụ còn sót lại, vô cùng gây chú ý. Nhị đương gia đương nhiên sợ hãi Diệp Ti Loan bị Tây Môn Túc Đức bắt đi, nếu nàng bị Tây Môn Túc Đức bắt, nói ra mấy người bọn họ đạt được linh quả, tất nhiên sẽ chọc ra phiền toái lớn, cho nên thời điểm này hắn không thể không ra tay giúp Diệp Ti Loan. Phong Phi Vân cũng đuổi tới, hắn đứng bên cạnh Diệp Ti Loan, tâm tình cũng rất tốt, hắn đạt được chỗ tốt còn cao hơn nhị đương gia vài lần, chỉ đạt được một thánh bổ quả 8.000 năm đã là thu hoạch cực lớn. Phong Phi Vân bộ dáng người trung niên. Trong tay giơ Phật chin cao 9 mét lên, khí thế như cầu vồng, nói. Lão đầu, hẳn là khi dễ chúng ta không người. Lại muốn cướp lấy vô thượng linh căn mà chúng ta khổ sở mới tìm ra được, còn phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không đã. Tu Hoa Thập Tam Nương đi qua, tuy nàng tới cuối cùng, nhưng vẫn đạt được chỗ tốt lớn lao. Đúng vậy, linh quả thụ này là Diệp tỷ tỷ liều tánh mạng mới tìm được, chúng ta phải bảo vệ nàng, ai dám cướp đoạt chính là kẻ thù của chúng ta. Tiểu tà ma khuôn mặt đỏ bừng, nàng đạt được chỗ tốt còn nhiều hơn nhị đương gia. Mấy người kia đều khôn khéo đến cực điểm, mang tất cả trọng tâm rời lên linh quả thụ, nhưng lại nói vì linh quả thụ này bọn họ có thể ác chiến một trận, nếu ai dám nhúng chàm chính là kẻ thù của bọn họ. Tây Môn Túc Đức cười lạnh, quét mắt nhìn qua mấy người trước mặt, nói. Một đám ô hợp, chỉ bằng các ngươi cũng có thể là địch với Tây Môn Túc Đức ta sao? Tây Môn Túc Đức chính là đại lão tà đạo, cường giả thần tấn vương triều nhiều như vậy, cơ hồ đều biết mấy người kia chẳng ra gì, hơn nữa còn chưa nghe qua tục danh, có lẽ là nhân tài mới xuất hiện, cho dù thực có vài phần tu vị, căn bản không lọt mắt hắn, lực lượng một người có thể quét ngang. Tu vị nhị đương gia thập phần cường hãn, tuyệt đối có chiến lực mạnh hơn Phong Phi Vân, ẩn nhẫn mấy trăm năm, đã sớm muốn tìm thời gian đại khai sát giới, hôm nay thập phần hưng phấn, có chút nhịn không được muốn giết người. Hai tay hưng phấn tới mức run rẩy. Tây Môn Túc Đức chắp hai tay sau lưng, trường bào rủ xuống, nhìn hắn một cái, cười nói. Như thế nào, nghe được tục danh của ta nên run rẩy sao? Tà đạo ám vực lại có hai lão giả đuổi tới, đều thân mặc hắc bào, ngồi trên lưng linh thúc, tóc trắng cùng râu ria đều bạch trắng, chính là hai tên thái thượng trưởng lão, phân biệt gọi là Cổ Bát Chỉ, Kim Thẳng. Tây Môn Túc Đức, Cổ Bát Chỉ. Kim Thẳng là ba người cao cấp nhất của ám vực, trừ vực chủ ám vực, tu vi của bọn họ cường đại nhất. Trong ba lão đầu này, Cổ Bát Chỉ cùng Kim Thẳng đã bế quan 200 năm, rất ít đi lại trong thần tấn vương triều, nhưng mà uy danh vẫn làm cho người ta sợ hãi.
ba cự đầu ám vực đều tiến vào Đồng Lô Sơn. Tu Hoa Thập Tam Nương cau mày. Ngươi nhận ra? Tiểu tà ma hỏi. Tu Hoa Thập Tam Nương gật gật đầu, nói. Trước đây thật lâu, ta gả cho thúc thúc của Cổ Bát Chỉ, đáng tiếc đêm động phòng thúc thúc của hắn bỏ mạng, Cổ Bát Chỉ tưởng rằng ta giết thúc thúc của hắn, đặc biệt từ ám vực chạy về muốn giết ta, ta sớm thu được tiếng gió, bỏ chạy đi, ai, thúc thúc của hắn là tướng công thứ tư bị ta khắc chế, anh Tuấn tiêu sái hơn người, chúng ta đã từng ước định sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu, không cầu sinh cùng năm cùng tháng, nhưng cầu được chết cùng tháng cùng năm, chỉ tiếc hắn lại đi trước. Nàng nói xong buồn vô cớ. Nếu ước định chết cùng tháng cùng năm, sau khi hắn chết, vì sao ngươi không đi theo hắn? Tiểu tà ma rất ngạc nhiên nói. Khục khục, tâm ta khi đó đã chết. Tu Hoa Thập Tam Nương cảm giác xấu hổ. Đã như thế, vì sao ngươi tái giá thêm 9 lần? Tiểu tà ma càng thêm hiếu kỳ. Tu Hoa Thập Tam Nương nói. Tâm tuy nhiên chết, thân thể vẫn chưa có chết. Tiểu tà ma. Hai nữ nhân ở đằng sau nói nhỏ, mà Phong Phi Vân, Nhị Đương gia, Diệp Ti Loan như lâm đại địch, vô cùng khẩn trương, ba đại ám vực cự đầu không dễ chọc, đều là tuyệt đại hung nhân, ba người đồng thời đuổi tới giống như ba con hắc long giữ đường. Một cây linh quả thụ, so với tiểu linh tiên thụ của Phổ Đà Sơn còn chân quý hơn, đây là vô thượng thần bảo, phải do ta ám vực có được.